Từ nhỏ tới lớn, lúc mà mình chưa biết Phật Pháp, mình không ăn chay, mình ăn đủ loại chúng sanh hết, bao tử mình là cái mồ chôn tập thể. Cho nên cái nghĩa trang đi tới đi lui, trong đó tàn là chúng sanh bị giết ở trong bụng mình á, được chôn trong đó đó, nên thầy gọi là nghĩa trang di động. Thì ghê chưa? Nhưng mà mình không có ý thức là mình đang mang trong người một cái nghĩa trang tập thể đủ loại cô hồn các đảng, nó gọi là quan gia trái chủ. Hồi nhỏ tới lớn, khi mà mình không biết Phật Pháp, mình cứ ăn, mình vay mượn chúng sanh để nuôi thân xác của chư Phật. Để thầy hỏi lại vấn đề, trong người mình có một cái điều thiêng liêng nhất mà mình gọi là gì? Hả? Phật ở đâu? Phật ở đâu? Nói cho lớn lên, Phật ở đâu? Chắc không? Chắc không? Phật ở đâu? Phật ở trong tâm. Tâm ở đâu? Tâm trong thân. Cái thân mình bỏ chúng sanh vô thì cái thân này sạch hay dơ? Cái thân mình chính là chỗ cư ngụ của ông Phật. Nếu không có cái thân thì cái tâm không có chỗ ở. Cái tâm không có chỗ ở tức là ông Phật không có chỗ cư ngụ, đi lang thang gọi là ma. Cái thân của mình vay mượn chúng sanh quá nhiều, nhiều năm, nhiều tháng, nhiều đời, nhiều kiếp, sinh ra bệnh tật. Khi mà bệnh tật mình rên la khóc lóc là bởi vì mình đã vay mượn họ quá nhiều trong quá khứ, trong tiền kiếp, trong hiện kiếp. Cho nên khi mà mình bệnh, mình nằm xuống đó, họ bu lại, họ cắn, họ ngắt, họ nhéo mình đó. Họ làm mình đau khổ, đau đớn, nhức mình, nhức bẫy, ăn không ngon, ngủ không yên, muốn chết không được, muốn sống không được. Bởi vì họ vay đòi, mình đã vay họ phải đòi, mình mượn mình phải trả. Chính khi mình yếu quá, mình nằm xuống á, họ bu lại, họ cắn mình, họ ngắt mình, họ nhéo mình, cho mình rên rỉ ghê lắm. Đó gọi là quan gia trái chủ. Bởi lúc mình còn trẻ, còn khỏe, còn mạnh á, mình ăn, mình nhậu, mình đụng cái gì mình quất cái đó, thấy người ta đi ngang là chảy nước miếng, muốn ăn người ta rồi, ác đến độ như vậy luôn. Người ta đi khơi khơi, vỗ bạch bạch tay gái te te lại cắt gần cổ nhậu, coi lại coi mình hiền hay ác. Rồi chưa kể tới dỗ ông bà của quyền thất tổ, đập đầu con này, đập đầu con nọ, đập đầu con kia, ngồi xuống quất nhậu cười ha hả. Lúc đó mình đâu biết rằng là mình đưa chúng sanh vào cái chánh điện của Phật. Mình bạc đãi chánh điện, mình bỏ đồ ô uế vô làm chánh điện này bệnh tật. Ông Phật không có cơ hội ngồi dậy, nhưng cái tôi mình nó ngồi dậy, nó chiếm lấy cái nhà của ổng. Nó làm cho ông Phật mình bệnh tật, tạo tác nghiệp ác, ngày này sang ngày nọ, năm này sang năm kia, lúc nào cũng làm điều ác, ăn chúng sanh, ăn chúng sanh, ăn chúng sanh, là mình đem bệnh tật vào trong cơ thể của mình. Thầy mới vào trong nhà thương mấy ngày liền, trong một tuần vô 4-5 ngày liền, thầy nhìn thấy kinh khủng lắm. Một người bệnh, lúc bình thường cái mùi đã nặng, nhưng mà khi lúc bệnh á, cái mùi nặng gấp 3 lần cái mùi chúng sanh không thôi. Mà khi nằm xuống đó, đi vô đó chỉ có biết là lại cái giường đó, đừng có ngó chung quanh, ngó chung quanh chỉ có là chỉ thấy đau khổ mà thôi. Mình như vậy nè, họ lột hết đồ mình ra, rồi nằm mình phơi trần, phơi truồng đó, bao nhiêu người đi tới lui, rồi y tá, bác sĩ tới lui, nhìn mà thấy thảm thương. Mình thấy cái địa ngục ở trần gian ngay trước con mắt mình luôn, nhưng mà bá thánh nhìn không thấy. Những con quỷ mà mặc đồ trắng nó bịt cái mặt này ha, rồi nó đeo mắt kiến, nó ngồi nó mọc, nó thọc chân mình, nó móc cái này, nó móc cái kia, nó cắt cái này, nó thẻo cái này, nó lẻo, nó xẻo, nó mổ, làm đủ cho hết. Bởi vì nó cái địa ngục tại trần gian mà. Lúc nhỏ mình vay mượn thứ dữ đâu, bây giờ cái thằng đó nó đại diện cho quỷ sứ, nó móc. Nó móc lòi tiền ra. Nó móc chừng nào mình hết tiền thì thôi, mà mình còn ngáp ngáp mà mình có tiền nó móc nữa. Thì lặp lại, hồi còn nhỏ, tại sao huynh đệ lớn lên thèm thịt, thèm cá, thèm gà, thèm vịt, thèm đủ loại thèm. Bây giờ đây là tội lỗi của cha mẹ, thầy vạch rõ ra, thầy mới nói huynh đệ tại sao gọi là nghĩa trang di động. Hồi nhỏ mình mới biết ăn thôi, huynh đệ có biết cái gì là ngon không? Hả, đói là bú sữa đúng không? Biết nhai đâu biết ngon, nhưng mà mình làm cha làm mẹ đó, mình thích cái món gì á, mình đút cho con mình ăn đó, ngon lắm con ăn đi. Đứa nhỏ đâu biết ngon dở. Hả, mình thích cái gì mình nhét cho nó ăn, nhét nhét riết nó lớn lên á, nó thèm những cái mình cho nó ăn là chúng sanh không thôi. Nó không có biết gọi là ác. Mình làm cho nó ác mà nó không biết nó ác. Mình cho con mình có một phương tiện tạo nghiệp ác. Khi mình cho nó ăn đủ loại chúng sanh, lớn lên nó thèm khác, ăn thịt chúng sanh, nó ăn. Nhưng mà huynh đệ để ý nha, thầy đứng trên trần nhìn xuống thì thấy 5-7 người thanh niên á, để một dĩa máu để súng lại hút rùng rột. Ngạ quỷ đang ăn máu chúng sanh đó. Ngạ quỷ đó nha. Nhìn trên cao nhìn xuống thì thấy 5-7 thằng húm rút rột rột rột. Đó là ăn chúng sanh, hút máu chúng sanh đó. Ăn tươi nuốt sống đó. Huynh đệ, mình bỏ vào cơ thể mình á, những cái thuốc độc nhất để mình giết chết cái chánh điện của Phật. Hả, nói Phật tại tâm. Nếu mà Phật tại tâm thì tâm trong thân,
Nếu không có thân thì tâm không có chỗ ở, còn nghĩa là ông Phật đi lang thang. Nếu mình sống với cái tâm phàm phu tục tử thấp hèn của thế gian thì cái tôi mình sẽ lớn vô tận. Mà cái tôi mình lớn là mình chọn con cái đường gọi là về địa ngục. Mình không sống với cái tâm Phật, mình ăn tầm bậy tầm bạ, mình nói tầm bậy tầm đạ, mình làm cho thân xác mình bệnh tật. Có nghĩa là mình đang bạc đãi cái chánh điện của Phật. Nhớ không? Bây giờ huynh đệ tạm hiểu là cái gì là nghĩa trang di động chưa? Hồi nhỏ mình bị cha mẹ mình cho mình ăn, lớn lên mình có con mình thương, mình cũng cho con cái mình ăn như vậy, mình làm theo y như cha mình đã làm. Có nghĩa là mình cố tình giết chết Phật tánh của con cái mình, cố tình giết chết. Bởi vì nó càng ăn thịt nhiều chừng nào thì Phật tánh nó càng nhỏ chừng đó. Đứa con nít mới đẻ ra cho đến 10, từ 1 tới 10 tuổi, cái đầu nó rất là thông minh, nó có thể học 5-7 thứ tiếng. Nó nói nhiều thứ tiếng luôn được, nhiều ngôn ngữ khác biệt được. Nhưng nếu mình nhét thịt chúng sanh vào, chừng 5-6 tuổi sau bắt đầu nó ngu, nó sẽ mất cái tánh thiêng liêng đó đi. Mà nó ăn càng nhiều chừng nào thì Phật tánh nó càng nhỏ chừng đó, cái tôi nó càng to. Hả, cái tôi nó càng to chừng nào thì ông Phật nó càng bé chừng đó. Bản thân chúng ta cũng vậy. Hả, cái tôi mình lớn là ông Phật bé. Hả, tôi càng lớn Phật tôi càng bé. Tôi khổng lồ Phật sẽ biến luôn. Cho nên chúng ta vay mượn chúng sanh để nuôi thân mạng, có nghĩa là chánh điện của Phật. Trong mỗi người chúng ta đều có một ông Phật ngự trị, thế gian gọi là Phật tánh, đúng không? Hỏi Phật ở đâu ai cũng trả lời đúng một câu là Phật tại tâm. Hỏi tâm ở đâu ai cũng trả lời đúng một câu là tâm tại thân, phải không? Vì chứng tỏ cái thân là cái gì của ông Phật, là nơi cư ngụ thường trụ. Nhưng chúng ta làm cho cái chánh điện của ông bị ô uế nhơ nhớp, bất tịnh, đem chúng sinh vào nuôi cái thân mạng này. Hả, mình ăn chúng sanh càng nhiều, bệnh tật mình càng nhiều. Bởi vì hiện tại bây giờ họ nuôi chúng sanh rất là độc ác. Họ bỏ, họ tiêm thuốc độc, họ làm đủ trò đủ chuyện để cho con vật nó mau lớn lên. Huynh đệ có biết ở Mỹ không, một con gà có một tuần thôi, nó nuôi 6 tuần sau là 10 mấy ký á. Huynh đệ tưởng tượng đi, nó cho ăn những cái độc nhất để nó lớn lẹ nhất. Thế nên đứa Mỹ, đứa con nít bên Mỹ á, 14 tuổi là râu mép nó dài ra. Râu mép nó rất là dài, nó rất là đậm. Con gái 8-9 tuổi là nó có kinh rồi. Bởi vì trong thức ăn có rất nhiều kích thích tố của nam và nữ, cho nên con trai râu ria xòm xàm, con gái thì đã có thể là có con, sanh con đẻ cái được 9-10 tuổi đã có thể có bầu rồi. Nó cho ăn thuốc như vậy. Nhưng huynh đệ không biết cứ cho tiếp tục ăn. Hả, mình càng cho nó ăn càng nhiều, mình cấy nguyên nhân bệnh tật ung thư rất là nhiều. Ngày xưa Việt Nam mình ít ung thư lắm, bây giờ rất là nhiều ung thư. Vô nhà thương thấy rất là đau khổ. Mỗi lần vô đó là sự ảm đạm nó bao vây thầy. Thầy thấy tội nghiệp huynh đệ đang nằm trong đó. Rất là tội lắm nha huynh đệ. Coi vậy mình còn mặc đồ vậy chứ. Khi bệnh xuống rồi nó lột hết đồ của mình ra, nó cho mình nằm trần truồng. Nó đút ống này, đút ống nọ, đút ống kia, đút tùm lum, đút lòi tiền ra mới thôi. Bây giờ muốn bị đút vậy không? Muốn không? Nếu muốn thì tiếp tục ăn chúng sanh đi. Trung đạo nói thôi nha, còn chuyện quyết định là của huynh đệ nha. Trung đạo thấy bằng con mắt này nè. Hả, chết trong đó là chết đau khổ. Người nào cũng chết trong đau khổ. Mình mẩy tàn lại dây nhợ ống chích không à. Đó là địa ngục đó. Địa ngục ở tại thế gian, tìm đâu ở tận chốn non ngàn. Ngay trong cuộc sống sẽ không thấy. Thiên đàng địa ngục cũng ở trần gian mà. Thượng đệ muốn vô địa ngục dễ dàng, dễ lắm. Tôi nói á, thiên đàng hữu lộ vô nhân vấn, địa ngục vô môn hữu khách tầm. Niết bàn với thiên đàng là có đường đi nhưng mà không có ai tới. Địa ngục á, thì không có cửa mà ai cũng xuống lại gõ. Mình cứ nhào vô không à, đã lắm. Tới chừng mà đụng chuyện rồi khóc hù hụ, khóc hù hụ, khóc tối ngày cầu nguyện. Con ơi cứu má đi, con ơi cứu ba đi. Trời, ba khổ quá, ba đá gà, giờ gà nó đá ba chịu hết nổi rồi. Em ơi đem gà cho hết đi, dưới này nó đá anh muốn chết luôn, đá hoài, ngày nào nó cũng đá. Nó hùng ở cái bè đó, đang đá gà nhào xuống chết. Tuần sau về kêu vợ cho hết gà đi, vợ xách gà cho hết. Hỏi sao vậy, dưới nó xuống hành hạ mỗi ngày cái tội đá gà cửa. Nó trả liền luôn, bây giờ trả liền luôn. Còn những thằng mà du đảng láo cá, cướp giật, đâm chém, vừa chết xuống dưới là treo lên ta chặt cặp giò hết, không cho chạy, chặt chân hết. Về về báo kêu vợ kêu con khóc lóc, nhờ vợ con đi làm phước. Thành huynh đệ đi làm phước, tụng kinh chẩn tế phóng sanh là mình đang tạo phước âm đức cho chính mình để cầu nguyện những vị trong gia tộc mình có lỗi lầm lớn lao như vậy đang bị đọa. Mình làm như vậy họ có hội thoát khỏi cảnh địa ngục.
thầy thấy nhiều lắm, thầy đi cúng cho người ta rồi nó kể thầy nghe thầy cũng phát sợ, mà bản thân thầy cũng không giúp được người đó luôn. Lúc mà kêu thầy tới cúng thầy không biết ông đó làm nghề gì, khi cúng xong rồi mới hiểu thì ra ông này chuyên môn sai người ta đi chém mướn mà đòi nợ. Khi mà ông chết xuống dưới ông về liên tục trong 21 ngày về kêu vợ năn nỉ vợ đi làm phóng sanh chẩn tế cứu độ cho ông. Ngày nào ông hành hạ ông có đâm thọt mình mãi ông máu me không, mà ngày nào ông đem máu me về nhà năn nỉ vợ trong 49 ngày có thấy đau khổ không? Bây giờ huynh đệ muốn bị đâm thọt như vậy mỗi ngày không hả? Muốn không? Không muốn thì làm sao bây giờ? Nghĩ thiện làm lành, tụng kinh trì chú để giúp cho đời mình bớt khổ. Nói đây là nói cho huynh đệ thức tỉnh đó nha, cẩn thận á. Mình hả, mình cầm con mình cắt cổ người ta xuống đi, mình sẽ thấy được nó cắt mình bao nhiêu lần á. Thầy có kể rất là nhiều chuyện này trong nhiều dĩa rồi. Mình giết nó à, nó về nó giết lại mình á. Thầy mới nhất thôi là thầy ra tới ngoài Bắc á, nhờ thầy cúng cho ông anh. Huynh đệ có bao giờ nghĩ được một người có thể cầm con dao tự mình cắt cổ mình xong rồi tự mình mổ cái bụng mình luôn? Ai làm được điều này không? Không bao giờ. Thằng kiếm sĩ của Nhật á, nó cầm con dao nó mắc bụng nó rọc nhào xuống chết liền, đâu có thời gian nó cắt cần cổ. Nhưng mà anh này làm được, anh cắt cổ, anh mổ họng, mổ bụng anh luôn. Vừa nói xong rồi nói: anh con làm nghề giết heo đúng không? Nói không. Anh con làm thợ máy? Nói không. Anh con trước đó làm nghề giết heo? Nói dạ đúng. Xui cho một cái là con heo đó được một người sống lang thang, một con ma cô hồn đi đó đây không nơi nương tựa, nhập vào con heo để được ăn được nằm. Nhưng mà xui tới ngày là con heo nó lớn, ông này lôi con heo ra cắt cổ bổ bụng nó về bệnh trầm cảm nằm trong mùng đó mấy tháng sau, tự lấy con dao mà mình cắt heo á đâm vô cổ họng rọc một cái, rọc luôn cái bụng mình chết. Thấy ghê chưa? Huynh đệ tưởng tượng một cái cảnh nào mà tự mình cầm con dao mà mình mổ heo, tự cắt cổ mổ bụng mình đó. Huynh đệ không bao giờ thấy được cảnh này đúng không? Thầy là người đi cúng đó. Huynh đệ muốn nhắc, muốn không xuống cái lỗ địa ngục kia để mà trả quả, huynh đệ phải suy nghĩ đi. Làm cái gì đó để đừng bị, để đừng làm cho thân xác mình trở thành cái nghĩa trang di động, bao tử mình trở thành cái mồ chôn tập thể. Trong máu huyết mình tàn là máu huyết của chúng sanh chạy tới chạy lui, rồi sanh ra bệnh tật đủ điều đủ chuyện, bởi trong chúng sanh rất nhiều chất độc. Khi một con heo được nuôi từ nhỏ tới lớn, nhà chủ nuôi heo á là bơm bao nhiêu thứ thuốc độc cho người đó thì con heo lớn, mà trước khi bán nó hành hạ con heo. Huynh đệ tưởng tượng con heo đau khổ cỡ nào, nó la nó hét, cái sự đau khổ nó chạy vào trong bắp cơ bắp thịt của nó, hiểu không? Sự đau khổ hận thù nằm trong bắp cơ bắp thịt. Chúng ta ăn là chúng ta ăn những cái hận thù đau khổ heo trong cái cơ thể của mình. Cho những người nào mà ăn thịt nhậu nhẹt nhiều, tánh tình nhìn kỹ đi, kỳ cục lắm, kỳ lắm đó. Thầy không có nói thẳng được, hiểu không? Tự mình biết, tự mình biết đó. Nó nuôi nuôi tàn nhẫn lắm, tự nhiên phải gì có lời thôi. Thật ra nếu mà mình chấp nhận ăn, cái là mình chấp nhận bỏ thuốc độc vào người của mình, là mình chấp nhận vậy. Khi mình bị ung thư đừng la tại sao tôi hiền mà tôi bị, không có hiền. Nó hiền đâu có ăn chúng sanh mà biết độc vẫn ăn. Mùng 3, mùng 1, mùng 2, mùng 3 Tết thầy không tiếp khách, không trị bệnh, thầy cho tiếp Phật tử với đệ tử thôi, mà nói chuyện vui, không được kể chuyện buồn trong 3 ngày. Thì ngày mùng 1 người ta thân thăm thầy xin trị bệnh, thầy đuổi về, thầy không có trị bệnh. Ngày mùng 4 quay trở lại, thầy cũng không muốn trị, nhưng mà thầy nhìn người ta đi từ xa quá, thầy mới nói một câu: bác, tôi biết bác bệnh gì, bác nuôi chúng sanh, bác tiêm thuốc độc rồi bác ăn thịt của nó cho nên bác bệnh. Mà thầy nhìn thầy biết bà nuôi. Bà nói dạ đúng, con nuôi nó mà con vì cuộc sống con nuôi mà con cũng phải ăn. Cô biết nó độc cô vẫn ăn, dù cô bệnh như vậy tôi chỉ làm cho cô một lần thôi, còn nếu cô không ăn chay tôi sẽ không làm cho cô. Cái rồi bà đồng ý ăn chay thì mới làm gỗ xong cũng khỏe đi về. Rồi không biết ăn chay nó thầy không biết, tới đó là hết. Nhưng mà thầy nhìn thấy được, nếu mình đem chúng sanh có độc vào người mình, tức là mình chấp nhận mình tự hạ độc cho chính mình. Rồi tới chừng mà mình chịu không nổi, sức khỏe kém á, bắt đầu cái độc nó lòi ra, mình tự bạc đãi bản thân mình, mình hành hạ cái chánh điện của Phật, mình làm chánh điện của Phật, bệnh tật đau khổ lúc đó nằm rên la thì muộn rồi đó. Muộn chưa? Khi nói tôi bệnh rồi nhưng mà mình vẫn không nghe, tiếp tục nhét thuốc độc vô, thấy bệnh nặng quá té cái bạch ra chở đi cấp cứu, vô trọng nó mổ banh người mình ra, nó làm đủ trò đủ chuyện, còn phải đưa tiền nữa chứ. Bây giờ có thấy là đau khổ không? Chưa. Bây giờ còn như nè, chưa. Khi mà nằm đó rồi mới thấy, muốn chết cũng không chết, muốn sống cũng không sống, mà sống què quạt, sống đau khổ.
muốn làm theo ý mình cũng không được, vì tay chân muốn không có làm được. Bởi vì mình đã từng bạc đãi nó, thì bây giờ nó quay lại, nó ngược lại, nó bạc đãi mình, gọi là quả báo tại thân. Mình không biết trân quý cái nhà của Phật, mình không biết trân trọng những gì mình đang có, mình không yêu thương bản thân mình. Mình ăn tầm bậy tầm bạ để mình hạ độc nó, rồi mình làm những điều mà thiệt sự là trái tai gai mắt để mình hạ độc cơ thể của mình, hại chết cái ông Phật trong này. Ông nương vào căn nhà của mình để ông được luyện đạo tiến hóa, nhưng mình không biết dùng để làm phương tiện tu học, dùng phương tiện gọi là phá hoại. Phá hoại cái chánh điện này bằng mọi cách, tức đêm tức hôm rình rập cờ bạc khúc sách nhậu nhẹt, đề điếc độ bóng đá, đủ trò đủ chuyện, chửi bới nhau, nói qua nói lại thọc mạch, làm những trò thiệt thiệt là thấp hèn trong thế gian. Rồi một ngày nó đủ rồi á, bắt đầu nó quay lại nó đập cho người một cái. Lúc đó trời ơi, tôi đâu có ác đâu mà giờ tôi bệnh quá. Không ác sao bệnh? Bệnh đều nặng nhẹ là do nghiệp nhiều nghiệp ít. Cho nên huynh đệ có bệnh nặng mà đi cấp cứu là phải suy nghĩ lại mình đã từng làm gì. Có những điều mình từng làm mà mình không biết, có những điều mà mình nghĩ ác mà mình không hay, mình nghĩ là bình thường, thực sự nó đều trở lại do chính bản thân mình tạo tác. Thầy vừa làm hoàn tất xong một công việc, cho nên thầy thấy quá nhiều thứ thầy phải nói để nhắc nhở huynh đệ. Đây là một cái duyên chúng ta gặp nhau, hầu như là không có sự sắp đặt, tự nhiên đến làm trận đếm xanh rồi ngồi nói chuyện luôn. Sẵn cái thầy nhắc huynh đệ luôn, chúng ta bây giờ mình bớt tạo tác nghiệp đi, để mình có nhiều cơ hội ngồi xuống đây tụng một thời cư chung với nhau, niệm cùng một câu Phật để bớt tạo tác nghiệp. Nếu mình lại làm được điều này là lợi lạc của chính mình và của gia đình mình, chứ không phải của thầy, của cô hay của chùa, mà của chính bản thân mình, để tự giúp mình không bị đau khổ sau này, không bị quan gia trái chủ đeo bu đòi nợ. Hả, có vay là phải trả, có mượn là bị đòi. Rõ không? Để hiểu ý thầy chia sẻ không? Đây là thời khuyên và chia sẻ của huynh đệ. Mình để ý những gì mình đã nghĩ, những gì mình đã nói, những gì mình đã làm, tức là mình phải biết sám hối cho tam nghiệp. Những gì đã nghĩ, đã nói, đã làm phải hạn chế tạo tác, nếu không thì nghiệp lực thật là dày, thật là cao, không có đủ sức giải. Đến khi không đủ sức giải thì nằm xuống đó rồi rên khóc, lúc đó thì muộn quá rồi. Bây giờ để tạo phước cho gia tộc, nên cái câu có 8 chữ thôi huynh đệ nhớ đều là: nghĩ thiện, làm lành, tụng kinh, trì chú. Nghĩ thiện là ý nghiệp, làm lành là thân nghiệp, tụng kinh trì chú là khẩu nghiệp. Có 3 cái này thôi, huynh đệ nên lặp đi lặp lại mỗi ngày để tạo phước cho chính bản thân mình, để bớt tạo tác nghiệp trong cái thân khẩu ý đó. Rõ không? Nếu làm được thì phước đức của huynh đệ hết, còn trung đạo hoàn toàn không có chấm mút chút nào trong đó. Đừng có nghĩ rằng ổng nói để mình làm rồi ổng có lợi, không có đâu, ổng nhiều chuyện thôi. Ổng sợ huynh đệ đau khổ mới nhiều chuyện như vậy đó. Thầy thấy quá nhiều, thầy thấy mới đây một tuần thầy thấy quá nhiều sự đau khổ. Thầy thấy người ta đi như vậy thầy cũng đau khổ, thấy nằm ở trần ở truồng thiệt là đau khổ. Mình không biết gì hết, còn nó lật qua lật lại, nó kéo tới kéo luôn, nó cắt cái này, trời, nó làm như là mình đang cắt củ gà, củ vịt, nó làm mình không khác cái đang mổ heo á. Huynh đệ thử coi, tưởng tượng cái cảnh mình giật con heo chặt sao là lên bàn mổ, nó làm y như vậy đó. Kinh khủng chưa? Nếu mà mình hiểu được, mình biết được thì mình không có dám làm đâu. Đồng thời để mà bớt tạo tác nghiệp, chúng ta phải nghĩ tưởng đến ông bà cha mẹ đã quá vãng của mình, phải biết ngồi xuống tụng thầy kinh giúp cho họ được siêu sanh tịnh độ để tạo âm đức. Bên cạnh đó nghĩ thiện, làm lành để tạo dương đức, cho nên phước đức đầy đủ. Huynh đệ có hiểu sự chia sẻ của thầy không? Trung đạo nhắc nhở huynh đệ đó, nhắc nhở mình bây giờ nghĩ lại đi, mình suy nghĩ lại lời của trung đạo nói đi, có phải, ủa có phải là mình là nghĩa trang di động không? Nghĩ nhỏ lớn mình ăn bao nhiêu con mình nhốt trong cái bụng này rồi, phải không? Chuyện đi tới đi lui đó là nghĩa trang di động đó. Không cần có mộ bia tên tuổi gì hết mà đầy nhóc trong đó, không biết bao nhiêu năm tháng rồi, ngày nào cũng sực tụi nó mà. Nhưng nó chờ đợi thôi. Tại sao mình xui hoài, tại sao mình bệnh hoài? Bởi vì mình vay mượn chúng sanh để mà nuôi cái thân mạng mình, cho nên phải bị quan gia trái chủ đòi. Đó là luật nhân quả mà mình phải chấp nhận trả, bởi mình là người tạo tác. Cho nên câu nãy nói để là Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả.
Bồ Tát tạo nhân chúng sanh cầu quả. Cho nên thầy nói câu thiên đàng hữu lộ vô nhân vấn, cái cảnh cực lạc có đường đi mà không ai hỏi, địa ngục vô môn hữu khách tầm, địa ngục không có cửa nhưng mà nhiều người tới, tới gõ rồi giành nhau gõ, chen chúc nhau gõ, ra thế gian qua khỏi cửa người mẹ. Khi mà mình đẻ một đứa con ra, đứa con này phải qua khỏi cửa người mẹ mới được ra thế gian nha, chứ không phải tự nhiên bên hông nhảy ra đâu, trừ là thánh thai rồi. Còn tất cả chúng ta đều phải qua cửa người mẹ hết mới vào thế gian được đó nha. Rõ không? Cho nên người đàn bà làm việc cho Như Lai gián tiếp là đưa vào thế gian những vị minh sư, những đấng minh vương, các vị lợi lạc cho ba tánh chúng sanh. Nhưng khi chúng ta đi qua cửa người mẹ để vào cái cõi ta bà này á, chúng ta chỉ có hai đường đi thôi. Nếu chúng ta sống với cái phong phàm phu tục tử, sống với cái tâm phàm phu tục tử, bản ngã thấp hèn cái tôi mà tự cao tự đại của mình, tức là mình chấp nhận con đường trở về địa ngục. Còn nếu sống với cái tâm của chư Phật, tấm thương yêu rộng lượng từ bi bác ái hỷ xả bỏ qua quên lãng tha thứ tương trợ giúp đỡ, là mình chấp nhận sống với cái tâm Phật thì mình trở về Niết Bàn. Chỉ có hai đường đi thôi, một là địa ngục, hai là Niết Bàn, huynh đệ tự chọn. Nói một câu cho nghe đi, muốn đường nào đi? A Di Đà Phật, chúc mừng cô. Làm sao để chọn Niết Bàn? Nghĩ thiện làm lành, tụng kinh trì chú để giảm bớt tạo tác cái tam nghiệp là ý khẩu thân của mình nó bớt đi thì mình mới có hy vọng. Hãy là một thiện nam tử, một thiện nữ nhân đi thì còn có hy vọng về cõi cực lạc quốc. Ở đây đa số là niệm Phật xin vãng sanh phải không? Hả? Hay tu gì đây? Niệm Phật hay gì? Hả? Hả? Ở đây niệm Phật hay tụng kinh gì? Cho dù niệm Phật hay tụng kinh, chúng ta cũng muốn mục đích chúng ta là tạo tác nghiệp thiện, có phải không? Mình tạo tác thiện nghiệp giúp cho mình phát triển thiện tâm. Nếu người tu mà không phát triển thiện tâm thì dứt khoát các vị thiện thần không thể nào giúp đỡ huynh đệ được. Cho dù trong hoàn cảnh khốn khó nào, cố gắng giữ gìn thiện tâm của mình, ở bất cứ nơi nào trong cuộc sống khốn khó cỡ nào cũng phải biết niệm Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, giữ lòng trong sạch tinh khiết, cái đầu óc mình minh mẫn thanh thản, thì mong rằng chung quanh mình sẽ có các vị thiện thần gia hộ giúp đỡ. Nó rõ như vậy. Nếu huynh đệ giữ gìn thiện tâm của mình trong mọi hoàn cảnh thì chắc chắn bên cạnh huynh đệ sẽ có các vị thiện thần trông nom mình đó. Trung đạo mong rằng huynh đệ phát triển thiện tâm bằng cách là nghĩ thiện làm lành, tụng kinh trì chú. Đây là quyền lợi của huynh đệ nha, còn trung đạo không có xía vào trong đó. Trung đạo chỉ nhiều chuyện chỉ giùm thôi. Cái nghề của trung đạo là nhiều chuyện, sợ huynh đệ xuống địa ngục cho nên mới nhắc. Nó gọi là nhiều chuyện đó. Còn chuyện huynh đệ cũng thích đi đâu thì chuyện mất chứng thầy phải nói phải không? Nhưng mà lỡ ngồi đây rồi kể nói đại vài câu đi, nhận nhận thôi. Thấy không? Nhớ không? Nếu mình không gõ xuống bàn á thì không nghe tiếng động. Muốn không hưởng quả ác á thì đừng có làm cái việc ác. Rõ không? Muốn ông Phật mà muốn giúp đỡ mình á, nghĩ thiền làm lành tụng kinh thì chú đi, hy vọng có mấy ông ở bên cạnh giúp đỡ mình. Còn muốn ma quỷ đi theo mình cứ tiếp tục ăn chúng sanh đi, đụng đâu quốc đó đi, quốc cho đã đời rồi thấy được nó bên cạnh mình đó. Huynh đệ không hiểu được điều này đâu. Nếu huynh đệ bệnh, bệnh thiệt là bệnh đi, cái năng lượng mình mất hết rồi ha. Hả, mình vừa nhắm mắt lại thấy nó đầy nhóc bên cạnh mình luôn, nó lôi đầu nó đánh rồi nó tới nó ngủ với mình, nó làm đủ trò đủ chuyện, nó hành hạ mình đó. Nhưng mà khi mình mạnh khỏe, mình niệm Phật mạnh khỏe sạch sẽ, mình có hy vọng thấy được chư thiên, chư Phật, chư Bồ Tát. Hai đường đi thôi. Nếu mình thấp, mình tệ quá, mình đâm đầu xuống thì mình sẽ thấy các vị đó. Còn đi cao lên chút xíu nữa, năng lượng nhiều thấy các vị khác. Bây giờ mình để chấp nhận thấy cái đó hay thấy cái kia, tùy. Thấy cái kia là địa ngục mở cửa đó, còn thấy mấy ông kia thì Niết Bàn mở cửa. Nếu huynh đệ năng lượng thấp kém quá, bệnh tật nhiều quá, càng lúc mình ngủ mình càng thấy tầm bậy, mình càng thấy nhiều người xung quanh mình, trong đó có quyền thất tổ mình lôi đồi mạng mình hay nhờ mình giúp đỡ, mà lúc đó mình giúp mình còn chưa xong mình giúp ai? Cho nên huynh đệ thấy nhiều người xung quanh mình, nó phải biết rằng năng lượng mình quá cạn đi, mình đang gần gũi mấy anh kia đó.
Còn muốn xa mấy anh kia ra gần chư Phật, phải tu cho giỏi vô, năng lượng đầy đủ, trí tuệ sáng suốt vô, thì mình nâng cao tâm thức mình lên, năng lượng mình nhiều vô thì mới gần chư Phật. Bây giờ này muốn gần chư Phật hay gần cái kia, quyết định đi. Gần Phật hay gần ma? Nhát thì thôi luôn, mới nói xíu giật mình. Gần Phật hay gần ma? Nói thì làm. Gần ma hả? Chúc mừng. Nam mô A Di Đà Phật. Trung đạo chỉ chia sẻ thôi, còn chọn lựa là của huynh đệ. Trung đạo sẽ hỏi đi hỏi lại những cái điều mà lợi lạc nhất. Huynh đệ muốn gần ma cứ tự nhiên, trung đạo chúc mừng. Còn nếu huynh đệ muốn gần chư Phật, trung đạo tán thán công đức của huynh đệ. Bởi vì khi với trung đệ gần chư Phật, huynh đệ có nhiều cơ hội để tu luyện, nhiều cơ hội giúp đỡ anh em huynh đệ xung quanh của mình đó. Còn mình gần bên kia rồi, đừng có hòng giúp ai, có phá hoại không thôi. Một bên thì phá hoại tâm linh, làm cho mục nát cuộc đời của mình, làm cho đời sống mình tàn tệ, bệnh tật, đau khổ. Còn một bên kia thì làm giúp đỡ cho mình phát triển đời sống tâm linh, năng lượng cao dày, để làm lợi lạc cho bá tánh chúng sanh, anh em của mình xung quanh. Để tự chọn con đường đi đi, đừng có ngồi rì rì đó chờ ngày nó ăn thịt mình. Sống ngày nào cũng như ngày đó, ngày nào cũng như ngày đó, từ từ tới ngày qua đời. Không lợi lạc cho ai, không lợi lạc cho mình. Thấy không? Sống làm sao đó mà một ngày như mọi ngày, ngày nào cũng tiến hóa. Thấy không? Tức là ngày nào cũng tiến hóa, nhưng mình nhìn vô thấy mình là an lạc hạnh phúc. Chứ đừng sống như một ngày như mọi ngày, ngày nào cũng như mọi. Không có tiến hóa được chút nào, càng ngày càng tệ. Rõ không? Quý vị, chúng ta không cần phải mình có nhiều kiến thức, học hỏi nhiều sách vở, không cần. Mình có nhiều sách vở, mình sống không trúng cũng vậy à. Nhưng mà mình biết ít đi, mình sống trúng á, lợi lạc cho bá tánh vô cùng. Một cái tâm đơn giản, đơn thuần, mộc mạc, vô tư, rộng lượng, yêu thương bá tánh chúng sanh như chính bản thân mình. Đó, cái tâm mộc mạc như vậy mình mới có phát triển tâm linh được. Còn mình biết nhiều chữ quá, đụng là mở miệng nói, chỉ làm khổ những người xung quanh thôi, mà là khổ bản thân mình luôn. Mình nói không, mình đâu có làm. Mà nói đâu giải quyết được sanh tử đâu, làm mới giải quyết được sanh tử đó. Tóm lại là chúng ta có hai sự lựa chọn. Một là mình gần gũi những huynh đệ đi lang thang đầu đường xó chợ, không nơi nương tựa, lạnh lẽo lạc lõng, bơ vơ đau khổ, sợ hãi trốn tránh, thế gian gọi là ma. Bây giờ huynh đệ chọn con đường đó hay chọn đường nào? Hay là chọn con đường gần gũi chư Phật, bậc thiện trí thức dạy dỗ mình đủ thứ thế gian, mình phát triển tâm linh, đời sống của mình hạnh phúc, an lạc, tự tại, khiêm nhường, kính trọng, rộng lượng, vị tha, từ bi, bác ái. Trong hai con đường đó, huynh đệ chọn con đường nào? Gần gũi chư Phật hay gần gũi với huynh kia? Tự quyết định nha. Rồi bây giờ hãy chọn những huynh kia thì chọn địa ngục, chọn những ông khác thì chọn là niết bàn. Có hai đường đi à. Bây giờ chỉ có một sự chọn lựa thôi, quyết định đi, không thôi là trễ rồi đó. Nghĩ thiện làm lành, tụng kinh trì chú là một phương tiện gần gũi và thực tiễn nhất và khoa học nhất. Nghĩ thiện là ý nghiệp, làm lành là thân nghiệp, tụng kinh trì chú là khẩu nghiệp. Ba cái này hạn chế tạo tác thì mới có hy vọng gần gũi chư Phật. Còn tiếp tục tạo tác hoài thì không cần hy vọng, cũng gặp tụi kia nữa, khỏi hy vọng. Không mời cũng tới, tự nhiên như ruồi. Thơm là bu à, không nói năng vậy đó. Sống thử đi sẽ thấy họ bu. Lúc muốn đuổi họ đi hả, là phải năng nổ tụng kinh nhiều lắm họ mới đi. Nhất là cứu huyền thất tổ mà nội ngoại hai bên mình đang chờ đợi từng cá nhân chúng ta quay trở lại để giúp các ngài được siêu sanh tịnh độ. Chúng ta là những vai chính trong dòng tộc, ngồi xuống tụng thầy kinh cầu cho cứu huyền, ngày nào như ngày đó thì tạo được phước đức lợi lạc. Rõ chưa? Rõ không? Có làm được không? Không phải của thầy đâu mà kẹo đâu nha. Đừng bao giờ ngồi xuống mà tụng kinh mà kẹo á. Tụng kinh là lợi lạc vô cùng tận, không những cho mình, cho người sống, cho người chết luôn đó. Tụng kinh là có tụng là có lợi lạc à. Thực sự tụng kinh không mất thời gian gì đâu. Mình chỉ ngồi xuống trong mình một tiếng ngồi, mình tụng những gì mình cần tụng cho quý vị thức tổ, tụng cho gia tộc mình thôi. Ngày nào cũng làm thử coi chừng năm sau coi lợi lạc biết cỡ nào. Con cái thầy về lịch giá đó, có nhỏ trò đây nè lịch giá. Cái bà đó sáu mấy tuổi á, chưa bao giờ gặp thầy, nhưng mà mấy năm là bà tụng cửu huyền thất tổ, cầu siêu hồi hướng cho huyền thất tổ. Thì ngày gặp thầy cách đây mấy ba tuần hay sao á, ba cái chương nhật rồi á, hả, mùng một chứ, hả, mùng một không con chào, phải không? Nay mình nay mười lăm
còn 2 tuần á hả? Nó lẹ quá. Thì bà nói là thầy ơi, con thiệt ư là hạnh phúc vô cùng, ba đứa con đâu ra đó hết trơn, con khỏe lắm rồi. Trước khi mà con không biết pháp của thầy, con bệnh tật cái lắm, sân tụng xong bây giờ con khỏe vô cùng. Giờ con cái con đâu ra đó nên thân hết, con rất là mừng. Thầy mới nói câu là chúc mừng bà. Đó, lời lạc của người ta đó. Thành ra khi mình thấy lời lạc mình cứ làm, đừng có tiếc công ngồi xuống. Mình càng tụng nhiều lời lạc của mình càng nhiều, phước đức của mình càng nhiều, đó là quyền lợi của cá nhân. Nhưng thật sự nó ảnh hưởng đến con cháu, ông bà trong nhà luôn đó. Hiểu không? Nếu mình dám làm mà mình dám có phước, mình dám làm mình có hưởng đó. Nhớ không? Nhưng mà đặc biệt đừng bây giờ mình ngồi xuống tụng kinh là coi mình được chứng nha. Đừng. Mình tụng kinh, ngồi thiền tụng kinh là mình tụng tu cho chính bản thân mình. Mình không có cần phải xưng danh là mình chứng cái này, chứng cái nọ, chứng cái kia, nhớ không? Nhớ chưa? Hiểu không? Ai tu tới đâu cũng có chứng cả. Tu 1 năm cũng có chứng 1 năm, 2 năm có chứng 2 năm, 5 năm chứng, 10 năm chứng, 30 năm, đều có chứng cả. Nhớ không? Nhưng mà đặc biệt là những cái chứng này là không được cấp chứng chỉ đâu. Chứ Phật không cấp chứng chỉ cho chúng ta đâu. Cái đạo hạnh của mình mới biểu lộ được cái đắc, chứng đắc của mình. Chứng đắc này không phải của phàm phu tục tử. Người ta nhìn vô, người ta biết được, người ta nói chuyện mình, người ta hiểu được, người ta cảm nhận được sự tu hành của mình, nó gọi là đạo hạnh, đạo đức. Những người đạo hạnh đạo đức cao gì, người khác nhìn vô người ta tự hiểu. Cho nên mình không cần phải mở miệng nói. Nếu mình nói mình chứng này chứng nọ chứng kia là coi chừng mình đang nổi chứng đó, nhớ không? Nhớ không? Mà nổi chứng lâu năm quá sanh chứng đó ha, đủ chuyện xui xảy ra. Nhớ không? Tu tự nhiên, không cần phải làm ông này bà nọ. Người gõ xuống gõ mõ cầu nguyện cho quý hiền thất tổ, cho con cháu được an lành, chắc chắn sẽ được an lành. Bởi các ngài nói tâm lành thì mọi sự dữ sẽ lánh xa. Hoàng thiên bất phụ hảo nhân tâm, trời cao không bao giờ phụ những người có lòng. Chúng ta ngồi xuống để hết tấm lòng tụng một thầy kinh cho quý hiền thất tổ, tụng để cúng dường chư Phật mười phương, cúng dường cho ba tánh dân tộc Việt Nam được ấm no, cúng hết lòng nữa đi, chuyện còn lại luật nhân quả và chư Phật tính. Cho nên ngồi xuống tu đừng tính. Hả, mình có tu mà tính thì quả báo trở lại là có tính. Mình đi làm phước thiện tính toán thì trở quả báo trở về là có tính toán. Còn mình bỏ ra không tính toán thì trở lại sẽ không bao giờ tính toán. Đó là luật bất di bất dịch của vũ trụ. Cho đi người cho lại. Giúp người, giúp người, người giúp ta. Ghét người, người ghét. Người ghét ta. Ghét luôn con chó lẫn con gà. Nó ghét cả dòng tộc mình luôn. Hả, nó ghét mình, nó ghét hết con chó mình, nó cũng ghét con gà, nó không ưa. Qua nó làm thịt luôn. Thành ra đừng ghét ai. Chính vì không ghét cho nên chúng ta không tạo tác nghiệp. Bây giờ thầy hết khuyên huynh đệ thương ngồi, khuyên không nổi. Cho nên đừng ghét là được rồi. Hả, đừng ghét là bớt tạo tác nghiệp. Rõ chưa? Thành ra kệ. Cứ làm được cái gì cho ba tánh cứ làm đi. Chuyện còn lại hãy để chư Phật là nhân quả tính. Ha. Trên ngồi xuống nghĩ thiện làm lành, tụng kinh trì chú để tạo tác nghiệp lành cho mình, cho gia đình, cho con cháu. Cái thân cây mà tốt lành thì cành lá tốt lành, cành lá tốt lành thì hoa quả trái tốt lành. Đó là việc tu học của tất cả huynh đệ đậu Phật tử. Nếu huynh đệ làm được, việc này là của huynh đệ đó, chứ không phải của trung đạo hay là của cô. Rõ chưa? Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng ta đàm đạo, chia sẻ thì chúng ta phải hỏi để nói qua nói lại. Trung đạo không bao giờ thích nói một mình, mà chúng ta cần phải chia sẻ để chúng ta nói những cái chướng ngại, chướng duyên trong việc tu học của mình. Nhớ không? Mình phải cởi mở mình hỏi. Nếu mình có cơ hội hỏi, cứ hỏi, đừng có ngại. Nam Mô A Di Đà Phật. Quý đệ bắt đầu hỏi. Có người hỏi thầy, thầy ơi giờ tụng kinh to quá, người ta bắt đầu chửi mình làm sao? Bây giờ cái mỏ phải không? Cái mỏ mình tụng cái chính giữa. Tụi con cho sư mượn cái mỏ đó. Cái mỏ tụi con, hai cái mỏ này mình gõ được cái mỏ này. Đừng đem mỏ này lên. Khi mình gõ cái mỏ, gõ cái chính giữa tiếng rất là to. Mà mình khi mà mình tung mình thâm nhập á, mình gõ lớn lắm. Nhưng mà mình đối với mình là chuyện bình thường, nhưng đối với hàng xóm là chuyện phiền phức. Ngày xưa trung đạo mới phát tâm tu học, gõ mà thiệt sự nó chọi đá mà còn không nghe nữa đó. Gõ ghê lắm, vì gõ lớn nó mới linh. Còn nhỏ thì gõ lớn chứ thiên mới nghe được, mấy ông điếc mà.
thì gõ thiệt to, gõ rầm rầm làm phiền lối xóm bà con á. Nó chọi đá vô nhà của mình, nó chửi, nó rủa mình cũng không biết luôn. Thì lúc đó mình ghiền gõ quá, mình đâu biết nó to cỡ nào. Lúc mình gõ mình đâu có nghe, mình nghe là nó to, cái lỗ tai mình điếc mà. Thì mình nghĩ cái gì cũng linh cho nên phải gõ lớn nó mới linh. Còn một cây nhang sao linh được, phải một chùm nhang khói nghi ngút trong nhà, thở cũng chết luôn á nó mới linh. Thì nó có nhiều nhang thắp hết trong nhà đi, rồi hoa xong xuôi chở về thương cấp cứu, vậy nó mới linh được. Hồi xưa thầy lỗi lầm của thầy như vậy đó. Sau này là một cây nhỏ nhỏ cắn lên cho có cái mùi vậy thôi. Gõ gì được thì gõ, nhiều khi mà mình gõ cũng đã lắm, gõ to đã lắm. Nhưng bây giờ thầy sợ gõ đánh thức người ta. Cái mỏ chính giữa mình gõ sẽ to, nhưng mình gõ bên cạnh á, nó sẽ không có nghe rõ, không nghe lớn. Phép cô, thầy muốn chị. À, có người nói với thầy bây giờ gõ mỏ lớn quá, bây giờ bị người ta cằn nhằn rồi mình gõ. Là lớn ha, mình gõ đi nè. Nhỏ lại, mình gõ mạnh nó cũng không kêu to được. Để có làm phiền sớm mình gõ cái cạnh này. Không thôi gõ cha nó xuống gắt luôn cho rồi. Cũng là cái mỏ, nhưng cái mỏ này mới quan trọng. Mỏ này không quan trọng. Mỏ này là phụ thôi. Mỏ này mới ghê nè. Hồi xưa thầy mới biết tụng kinh, thầy lấy chiếc đũa thầy gõ xuống đất á. Thầy gõ thì nhịp thịt tộc đại bi. Thầy lỡ thầy đi cúng, thầy kêu mấy cô đó nhớ khi lên gặp thầy nhớ đem cho thầy một cái mỏ, mà thợ Mỹ về thầy cũng đem cái mỏ theo, chỉ có mỏ này thôi. Thì về thì thế mấy cô đem bệnh nhân lên thì không có mỏ, thì xuống thầy lấy chén kiểu với cái đũa thầy gõ, thầy làm cái mỏ bệnh cũng hết như thường, phương tiện mà. Thầy qua bên kia thầy giúp bà kia, bà bị bậy bạ, bệnh bậy bạ kia, thầy đem vô nhà bà không có mỏ, tụi nó quên đem theo, thầy xấy cái ly với chiếc đũa nhôm thầy gõ thành cái mỏ, thầy tụng cũng hết bệnh. Nói chung cái mỏ là mình xài làm phương tiện, phương tiện cho mình tập tu. Ngày xưa mình không biết gõ mỏ, mình làm tầm bậy tầm bạ. Bây giờ mình ngồi xuống tu để bớt làm tầm bậy tầm bạ là cầm cái dùi gõ cái mỏ. Ủa, ở đây rồi hả cô? Lo nói chuyện quên cái mỏ nhỏ, thích cái mỏ bự hơn, dày. Giờ con thấy cái mỏ chỗ nào nó kêu nhỏ nhất, thấy không? Cái này bự nhất nè, thấy chưa? Tại đây mình kiếm nó, giờ mình bị phiền tối lắm nữa. Ai phiền mình, gõ thiệt mạnh đâu có nhiêu đâu. Còn nếu không được thôi mình gõ vô cái đế luôn khỏi nghe, nghiệp cho mình thôi. Tức là mình phương tiện thôi nha, nhớ không? Như Đà Phật, cái mỏ này nó mòn nè, nó mòn nè, không sao. Cái này mỏ bằng gỗ, nó mòn không sao. Cái mỏ này mòn mới quan trọng nè, cái mỏ này mới quan trọng nè. Mình càng tu nó càng mòn, để bớt nói bậy á mới quan trọng. Còn cái mỏ này là đồ bỏ. Nhưng mà đặc biệt cái mỏ này là phương tiện lớn lắm á. Ngày xưa mình không biết, mình làm bậy á, mình ngồi xuống mình gõ mỏ để đừng làm bậy, bớt làm bậy. Lỗ tai mình nghe bậy, mình nghe tiếng mỏ để bớt nghe bậy. Con mắt mình nhìn bậy, nhìn vô kinh để đừng nhìn bậy. Cái miệng nói bậy, đọc kinh để đừng nói bậy. Cái thân làm bậy, ngồi xuống tụng kinh để đừng làm tầm bậy. Nói chung là nó giúp cho lục căn của mình tạm thanh tịnh trong lúc tụng kinh thôi, hiểu không? Nhưng mà cái mỏ này mòn không thành vấn đề. Quan trọng tụng thời gian cái mỏ này nó mòn nhiều mới là tốt. Mỏ này nè sẽ bớt tạo tác nghiệp, bởi vì khẩu nghiệp nó kinh khủng lắm á. Mình nói một lời ra, một người có thể về nhà bệnh mà chết được đó, rõ không? Nó đau khổ về nhà, nó buồn, nó buồn chừng 3 tháng sau thì bắt đầu ung thư nó nổi lên đầy một mình luôn, rõ không? Tế bào nó chết liên tục, nó sanh bệnh, nó nổi bú tùm lum, là bị sự buồn phiền. Cho nên thầy khuyên huynh đệ nữ phải lắng nghe, buồn phiền và đau khổ nếu không chịu giải quyết, bỏ qua, quên lãng nó đi đó, thì bắt đầu sẽ ăn thịt người mình đó. Nó ăn người mình, nó bắt đầu nổi những cái bú nhỏ nhỏ trong ngực, là do sự buồn phiền nhiều quá mà không giải quyết được, nó sẽ mọc tùm lum trong người đó, nhớ không? Còn đàn ông mà buồn phiền quá, không nói chuyện được, không giải quyết được, sẽ bị tai biến. Hai cái bệnh lớn nhất hiện tại bây giờ, nhớ không? Cho nên buồn, ngồi xuống tụng kinh để hết buồn. Nổi điên lên, niệm Phật cứ bớt điên, nhớ không? Nổi giận quá, không có mỏ chuông hả, lấy cục đá ngậm nuốt vô miệng, lạnh quá tê cái đầu, hết giận. Còn nổi nóng quá, lấy cục đá nhét vào nách kẹp lại, hết giận, bớt nóng. Ai tính tình đây nóng nhất cho lên, tôi chỉ cho làm. Nóng chịu không nổi, nổi điên lên, lấy hai cục đá kẹp vào hai cái nách kẹp cứng này nè, là hết nóng liền, tức thì giảm nhiệt. Còn mà nói bậy là lấy cục đá ngậm vô miệng liền, chịu không nổi nhả ra là hết nói bậy. Cho nên tụng kinh là một phương tiện giúp cho mình bớt tạo tác nghiệp.
Nhưng mà đặc biệt mình càng tụng, cái miệng mình càng sạch, càng thơm, cái thân mình càng nhẹ nhàng, cái đầu mình càng thanh tịnh, con mắt mình càng trong sáng, lời nói càng nhẹ nhàng, dịu dàng, tế nhị, lịch sự, giúp mình rất là nhiều thứ nhờ cái mỏ này đó. Thầy có đi giảng ở cái chùa Chợ Lớn á, cái mỏ to như cái mỏ dưới này nè, mỏ thứ nhì đó, huynh đệ tưởng tượng người ta tụng pháp hoa giỏi đến mức cái mỏ nó lõm xuống, nó lõm một lỗ bự vậy đó, mà cái chùa nó bị thưa công an nhiều nhất vì nó tụng quá lớn, nó gõ quá to, người ta thưa công an để làm phiền những người xung quanh đó. Thì những người họ không tu mà họ có, họ không chống đối được mình á, thì họ tìm mọi cách họ thưa công an để mình bớt làm phiền họ. Nhưng mà mình tu nó đã quá, mình phải la cho to, tụng thì rống cái miệng gân cổ, sợi to thì to, để mới la lên, la cho lớn. Rơi vào điều cấm kỵ: nói to hại khí, ngồi lâu hại thịt, đứng lâu hại xương, nằm nhiều hại gân. Bốn điều tối kỵ của người tu. Lặp lại, người tu mà la to quá mà không lấy đủ hơi sẽ hại khí, khí lực đó. Mà ngồi nhiều quá sẽ teo thịt, đứng nhiều quá sẽ hại xương, nằm nhiều quá sẽ hại gân. Bốn điều cấm kỵ của người tu, cho nên phải điều hòa, không được quá nhiều, nhớ chưa? Còn tụng kinh, tụng lấy hơi, tụng cho đầy đủ, đừng có làm vậy sẽ chết sớm thôi. Môi sẽ thâm, mặt sẽ xanh, mắt sẽ lé, thì mình không chịu lấy hơi đầy đủ. Tiên thủ tiên nhân ngày đại bi đà la ni nam mô đà la 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 ya ya nam mô a di đà ma lo yến đến ba la ya bồ đề na ba ya ma na na ba ya ma ca lo ni ca ya na ma na ba ya su ra na ta ma ta ke na ta em ma di ya ba lo ke ra ra ba ra na na ma ma na ra ang di ya di na ma na ta ni tam ma ta lo yu ma ga ti tam ma na ma ba ya ma ba lo di ta ma lo he lo ga di ga ra di ya di ma lo bồ đề ta lo tam ba tam ba ma ra ma ra ma ma di đà nhân cô lo lo yến mong lo Đó là mình lấy 2-3 hơi là hết bài rồi. Nhưng mà lấy hơi cho thiệt dài, đọc thiệt dài, tụng kinh đừng có rề. Nếu huynh đệ rề, huynh đệ sẽ rơi vào tình trạng mê, bị mê ngủ á. Mà tụng nhiều, mà tụng chậm quá đó, thì vong linh xung quanh á, nó cũng xông xiêu nổi, nó bực mình á, nó quậy mình. Mình tụng rề rề là họ ngủ à, họ nhào xuống chết á. Họ đã chết rồi, bây giờ mình tụng họ chết nữa. Không có siêu được gì nè, mình tụng họ làm ngã cái bạch xuống rồi. Hết cứu, mình cũng muốn chết luôn chi nó. Ra mà vừa cất giọng lên mạnh mẽ thì cái năng lực nó mạnh, họ mới có cơ hội siêu được, hiểu không? Thế mình tụng kinh là năng lực rất là nhiều, tụng bằng cả tấm lòng con tim trí tuệ thì mình mới làm lợi lạc cho mình, cho người sống, cho người chết luôn đó, hiểu không? Nhớ không? Cho nên làm tụng kinh là một phương tiện lớn nhất để chúng ta bớt tạo tác nghiệp. Trên trung đạo khuyên huynh đệ nghĩ thiện làm lành, tụng kinh trì chú là giúp đỡ mình bớt tạo tác nghiệp. Đường tu mình mới có nhiều hy vọng, cái tu mình có nhiều kết quả như mong muốn. Mà nhất là của quyền thất tổ ông bà rất cần sự giúp đỡ của từng cá nhân huynh đệ một. Trong gia tộc mình ha, ông bà siêu càng nhiều, con cái làm ăn rất là hưng thịnh, mà không cần phải cầu cạnh, bởi vì của quyền thất tổ luôn luôn trợ giúp con cái của mình, nhưng với điều kiện là nó phải giúp ổng trước, rồi ổng khỏe mà nó quay lại giúp mình sao, rõ chưa? Và huynh đệ muốn thay được cuộc sống, chúng ta phải ngồi xuống tụng cho quyền thất tổ mình một tề kinh mỗi một ngày, ít nhất là 49 đêm, sau đó thì chuyện nó xảy ra các ngày sắp xếp. Nhưng mà khi tụng đừng có cầu nhiều, chỉ biết cho quyền thất tổ siêu là đủ, còn chuyện còn lại mấy ngày tính toán sắp xếp cho mình, nhớ chưa? Nam mô A Di Đà Phật. Và huynh đệ hỏi, chúng ta có 15 phút hỏi đó. Hỏi những điều dính líu tới bài giảng nha, đừng có hỏi chuyện của cô đời cô lụ. Thầy nói những sự thật về huynh đệ, mình là con của Phật, mình phải nói thật. Nếu huynh đệ là người học Phật mà không nói thật là tự hại mình, hại người. Mình lắng nghe sự thật, mình mới thay đổi được. Nếu mình tu mình không thay đổi, mình ù lì như vậy thì thiệt sự là uổng phí công lao. Rõ không? Nghĩa trang di động. Bây giờ huynh đệ hiểu mình là cái gì rồi phải không? Là nghĩa trang di động phải không? Bây giờ làm sao đây? Biết Phật trong tâm, trong trong thân, tâm trong thân. Bây giờ mình cố gắng giữ gìn cái thân mình trong sạch để làm cho ông Phật mình có nơi cư ngụ trang nghiêm, thanh tịnh, đẹp đẽ. Mình hạn chế mượn chúng sanh để làm cuộc sống của mình. Bớt dùng chúng sanh đi để bớt tạo tác nghiệp ác. Huynh đệ mà tụng kinh niệm Phật mà còn dùng chúng sanh á, niệm hoài cũng không có linh được. Cái miệng mình không thể nào biến hóa từ phàm khẩu ăn bậy nói bạ thành thần khẩu được. Một phàm nhân không thể nó đụng cái thành thiện nhân được, phải tập.
Nó có từng bước một. Mình là một phàm phu, tục tử, ăn bậy nói bạ, ngồi tu thời gian, cái miệng từ phàm khẩu thành thần khẩu, phải không? Một phàm nhân thành thiện nhân, rồi thiện nhân mới trở thành thần nhân, thánh nhân mới Phật được chứ. Nhưng niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, cái tự nhiên muốn lên kia ngồi nhịp chân à, hả? Niệm A Di Đà Phật được vài năm cái muốn tu lính, muốn vãng sanh, phải không? Lên kia ngồi nhịp đùi, hút thuốc, uống cà phê mỗi ngày, chơi chư Phật vui, mơ đi cừng, dễ quá à. Dễ đâu có ngồi đây, dễ kia thắp nhang tao thờ hết rồi, phải không? Huynh đệ một thiện nhân đi đã, rồi nó nói chuyện Phật, một thiện nhân rồi thần nhân rồi thánh nhân mới Phật được. Nó có cấp bậc của nó, phải không? Muốn từ ma tới quỷ phải qua bốn bậc chứ. Ma sống lâu năm mọc nanh thành quỷ, quỷ sống lâu năm mọc nanh nữa thành yêu, yêu nạp nanh nữa, nanh nữa luyện đạo như thành tinh. Ma quỷ yêu tinh bốn cấp, thần thánh thiên Phật bốn cấp, phải không? Cái miệng từ phàm khẩu, ăn cái bậy nó bạ, tù rí cái thành thần khẩu, ăn luyện rí nói những điều tốt lành thành thánh khẩu, cái qua Phật khẩu rồi, thấy chưa? Rõ không? Cho nên đừng bao giờ để cho mình trở thành một cái nghĩa trang di động, rồi đến ngày cuối cùng mà chưa một năm bảy năm gì đó mình sẽ vô nhà thương mình nằm á, nó đè mình xuống, nó mổ, nó thẻo, nó xẻo, nó lẻo, nó cắt, nó dục, làm đủ trò đủ chuyện, nó hành mình muốn chết không được, muốn sống không được, nó chích mình tê đâu biết đâu, nó hết thuốc tê đau mình đau mẩy khóc lóc van xin, thì biết rằng mình đã từng tạo tác những điều ác trong quá khứ, cho nên bây giờ mình mới bị hành xử trên địa ngục của thế gian. Muốn thấy địa ngục dễ lắm, bước vô nhà thương đi, nằm khắp nơi la liệt. Một cái địa ngục mà người ta bước vô bước ra mà cái mặt không có ai có nụ cười, trừ mấy thằng điên ra nó cười tối ngày, nói trung đạo một trong những số điên đó, đi vô chỗ đau khổ mà cái nhe răng đếm không à, thì cái đau khổ mà không biết cách nào thoát khỏi khổ, khổ chồng khổ, thì nó không thoát được. Mà đã khổ rồi chết thì dứt khoát không giờ siêu, phải ôm cái khổ đi tới lui, gọi là ma lang thang đó. Bây giờ vấn đề muốn làm ma lang thang hay muốn tự tại chư Phật, tự quyết định đi. Muốn làm ma hay theo Phật? Nói thì phải làm đó nha, không phải nói miệng không đâu à. Miệng nói tay làm chân đá liền tức thì. Tại là xưa đó miệng nói là tay làm liền tức thì. Giọng như mày bịch, tôi đá nhà bụt. Là làm tức thì bây giờ hết rồi. Bây giờ làm miệng nói tụng kinh là tụng kinh. Làm liền tức thì. Trên thế bớt tạo tác nghiệp cho cuộc sống trong thế gian hàng ngày, chúng ta phải ngồi nghỉ thiền làm lành tụng kinh trì chú, tự mình cho mình một thời gian nhất định, đừng có đổ thừa tại bị. Rồi tới chừng người ta nói nè, nhưng mà không có nhân nhị vậy, ngồi xuống làm đi rồi sẽ thấy được kết quả. Tuyệt đối không được gọi là đổ thừa, không được đổ thừa cái này cái nọ cái kia, làm biếng rồi nó làm biếng thẳng đi. Ồ tôi bận, đừng có đổ thừa nữa, ngồi xuống làm liền để cho bớt tạo tác nghiệp ác. Bây giờ muốn tiếp tục làm nghĩa trang di động cứ tiếp tục ăn đi, trung đạo tán thán công đức. Bây giờ làm sao? Quyết định tiếp tục ăn chúng sanh hay sao? Muốn làm nghĩa trang di động phải không? Chúc mừng. Chúc mừng. Thiệt tình luôn đó. Rồi mới mốt khóc, đừng có đi kiếm mấy ổng. Hỏi tao nhắc mày rồi mày không nghe, giờ mày bệnh mày lại đây hả mày? Nó kêu má ơi cứu con, má ơi cứu con, đau khổ quá mới kêu mẹ cha, còn lúc sung sướng thì quên cha quên mẹ hả? Đau khổ quá nó mua quánh thầy một cứu con, nó mua quánh thầy một cứu con, rồi đời cũng khổ quá rồi đấy. Bà nói nó tao nói nhắc mày hoài mày đâu nghe tao đâu, thấy không? Đâu có nghe ai đâu, có tiền có bạc ăn chơi đâu nghe ai. Cái chừng bệnh mới la làng lá sớm lên cầu xin cứu khổ độ con thơ giác ngộ rời mê, thấy không? Những sự chia sẻ trong đạo huynh đệ có thấy mình có sửa được gì không? Nếu nói không thì thôi hết trị luôn rồi, bó chân. Có thấy mình sửa được chút nào không? Có thấy ghê không? Thì huynh đệ không chứng kiến đâu, huynh đệ mà chứng kiến trong đạo là sợ ghê lắm. Sợ ghê. Vô đó thấy chữ đau khổ mà trời đất ơi, mình đường đường có một đống này lỏng lỏng của một. Thấy không? Vậy mà tới chừng vô đó hả? Nó lột quần lột áo mà nó cắt tùm lum tà la, nhìn trời ơi đau khổ vô cùng. Nguyện đời này sẽ không bao giờ vào nơi đó.
Nhìn thấy sự cắt xẻo rồi, miệng đời này đừng bị xẻo cắt. Gớm lắm. Cho nên để tránh tình trạng đó, cố gắng cho mình một thời công phu đi, để bớt tạo tác nghiệp, thì bệnh tật nó sẽ bớt rất là nhiều. Bởi tụng đại bi có công năng giải trừ bệnh tật, giải trừ oan gia trái chủ, giải trừ nghiệp chướng của bản thân mình đó. Cho nên ngồi xuống cho mình một thời công phu đi. Trung đạo cầu mong huynh đệ tiếp nhận lời chia sẻ này, để đời của chúng ta bớt khổ, cùng học đạo với nhau để tiến hóa về cha mẹ của mình. Chỉ có hai đường đi thôi, một là xuống cái lỗ đen tùi lùi rồi tiếp tục trôi lăn trong vòng sinh tử, hai là trở về ánh sáng với cha mẹ Như Lai của mình. Chọn đi. Amitabha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cảm ơn công đức huynh đệ đã lắng nghe sự chia sẻ. Dạ, với Đạo Phật thưa cô, bây giờ mới can đảm hỏi hả? Để khắc sát vô, để sát vô đề nghe nha. Nếu mà Phật tử ở nhà hành trì đó, ít có khi nào mà đúng giờ, rất đúng giờ, nhưng mà khi có chuyện không đúng giờ. Ví dụ bây giờ tối á, pha giờ rử thức dậy, thay đồ xong rồi cái tụng lăng nghiêm, trì chú niệm Phật, và xong đó là 8 giờ là sám hối. Sám hối rồi 10 giờ rưỡi là niệm Phật công đức, 2 giờ là tịnh. Nhưng mà con thấy nếu mà không có đúng giờ đó thì con nghĩ rằng hôm nay con muốn hỏi Hòa Thượng coi có thể Phật tử ở nhà như vậy mà sai giờ có được hay không? A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, cảm ơn công đức của cô. Cô ơi, tu là tình nguyện, giờ giấc cho mình quyết định. Hôm nay mình bận rộn chút xíu, trật giờ cũng đâu có sao. Mình nói tụng kinh là ngồi xuống tụng, đừng có nói xong là không tụng. Giờ nào tụng cũng được, giờ nào cũng là giờ của Phật. Nhớ không? Hả, mình rảnh là mình ngồi xuống cho mình thời kinh, bận rộn cứ đi làm. Nhưng khi làm xong buông bỏ ra là trở về với Phật. Việc làm và hai cái tụng kinh, hai cái nó khác nhau hoàn toàn. Đừng có ngồi tụng kinh mà tính cái chuyện gọi là làm. Cái đầu mình mà tụng kinh mà mình nghĩ tới chuyện làm là không có tụng rồi. Để mình tụng là hết mình luôn. Là không có chuyện làm, chỉ có mình với Phật thôi. Mình với Phật, hạnh phúc nó được tụng. Khi buông việc tụng kinh ra đi làm việc cho bá tánh, mình với bá tánh làm việc xong buông ra về nhà mình với Phật. Tức là việc gì ra việc đó, hiểu không? Mình làm việc cho huynh đệ bá tánh sanh xong, ngừng hết chuyện, về nhà mình với Phật rồi xong chuyện. Cái chuyện nãy làm mà xong rồi đó, ăn cơm buông đũa là vậy đó cô. Cô làm xong việc ngồi xuống tụng cho mình thời kinh đi, nhớ không? Tụng hết lòng, đừng có tính, đừng có nghĩ, cứ tụng hết lòng đi. Chiều lại mấy ngày sắp xếp nhật nhân quả sẽ sắp xếp cho mình, nhớ chưa? Tụng đi, trời ơi, mắc chứng gì không tụng, có gì đâu. Ở không làm gì, ngồi nói chuyện nháp nháp cũng vậy thôi à, mất thời gian, lãng phí cuộc đời. Lãng phí quá nhiều rồi, bao nhiêu năm rồi không biết ngồi xuống làm phước cho mình nữa. Đau đớn thì lam rồi mà không biết cách nào. Tụng kinh nó bớt bệnh, tụng kinh nó bớt nghiệp, tụng kinh nó giải trừ oan gia trái chủ. Cứ tụng đi rồi sẽ được lợi lạc. Thấy không? Làm đi, không có chết. Ai mà hít sâu thở dài chết, tôi sẽ đền mạng. Tôi sẽ cho một cái hòm. Ai tụng kinh mà giấy đạch đạch chết, tôi sẽ cho tiền mua hòm, cho tiền đủ thứ luôn, cho quý vị mai táng luôn. Ở đây mà quý vị nào có tụng kinh chết, nói cho tôi biết, tôi sẽ tặng cái hòm tốt, chắc chắn luôn. Ai hít sâu thứ dài chết, tôi sẽ tặng cho một cái hòm. Quý vị mà nằm thẳng cẳng ra không thở gọi là gì? Nằm thẳng luôn không thở gọi là gì? Ngẫm. Thì ta phải thở sâu thở dài đi. Hơi thở là quyền lợi chung của tất cả, không khí là của chung hay của riêng ai. Thở ít ráng chịu mất quyền lợi, thở nhiều vô có nhiều quyền lợi. Mình càng thở đầy thở đủ thì mình khỏe mình mạnh. Nhớ không? Nhớ chưa? Như Đạo Phật, cảm ơn công đức của cô đã hỏi.
Từ nhỏ tới lớn, lúc mà mình chưa biết Phật Pháp, mình không ăn chay, mình ăn đủ loại chúng sanh hết, bao tử mình là cái mồ chôn tập thể. Cho nên cái nghĩa trang đi tới đi lui, trong đó tàn là chúng sanh bị giết ở trong bụng mình á, được chôn trong đó đó, nên thầy gọi là nghĩa trang di động. Thì ghê chưa? Nhưng mà mình không có ý thức là mình đang mang trong người một cái nghĩa trang tập thể đủ loại cô hồn các đảng, nó gọi là oan gia trái chủ. Hồi nhỏ tới lớn, khi mà mình không biết Phật Pháp, mình cứ ăn, mình vay mượn chúng sanh để nuôi thân xác của chư Phật. Để thầy hỏi lại quý đệ, trong người mình có một cái điều thiêng liêng nhất mà mình gọi là gì? Hả? Phật ở đâu? Phật ở đâu? Nói cho lớn lên, Phật ở đâu? Chắc không? Chắc không? Phật ở đâu? Phật ở trong tâm. Tâm ở đâu? Tâm trong thân. Cái thân mình bỏ chúng sanh vô thì cái thân này sạch hay dơ? Cái thân mình chính là chỗ cư ngụ của ông Phật. Nếu không có cái thân thì cái tâm không có chỗ ở. Cái tâm không có chỗ ở tức là ông Phật không có chỗ cư ngụ, đi lang thang gọi là ma. Cái thân của mình vay mượn chúng sanh quá nhiều, nhiều năm, nhiều tháng, nhiều đời, nhiều kiếp, sinh ra bệnh tật. Khi mà bệnh tật mình rên la khóc lóc là bởi vì mình đã vay mượn họ quá nhiều trong quá khứ, trong tiền kiếp, trong hiện kiếp. Cho nên khi mà mình bệnh, mình nằm xuống đó, họ bu lại, họ cắn, họ ngắt, họ nhéo mình đó. Họ làm mình đau khổ, đau đớn, nhức mình, nhức bẫy, ăn không ngon, ngủ không yên, muốn chết không được, muốn sống không được. Bởi vì họ vay đòi, mình đã vay họ phải đòi, mình mượn mình phải trả. Chính khi mình yếu quá, mình nằm xuống á, họ bu lại, họ cắn mình, họ ngắt mình, họ nhéo mình, cho mình rên rỉ ghê lắm. Đó gọi là oan gia trái chủ. Bởi lúc mình còn trẻ, còn khỏe, còn mạnh á, mình ăn, mình nhậu, mình đụng cái gì, mình quất cái đó, thấy người ta đi ngang là chảy nước miếng, muốn ăn người ta rồi. Ác đến độ như vậy luôn, người ta đi khơi khơi á, vỗ bạch bạch tay gái te te lại cắt gần cổ nhậu, coi lại coi mình hiền hay ác. Rồi chưa kể tới dỗ ông bà của quyền thất tổ, đập đầu con này, đập đầu con nọ, đập đầu con kia, ngồi xuống quất nhậu cười ha hả. Lúc đó mình đâu biết rằng là mình đưa chúng sanh vào cái chánh điện của Phật. Mình bạc đãi chánh điện, mình bỏ đồ ô uế vô làm chánh điện này bệnh tật, ông Phật không có cơ hội ngồi dậy. Nhưng cái tôi mình nó ngồi dậy, nó chiếm lấy cái nhà của ổng, nó làm cho ông Phật mình bệnh tật, tạo tác nghiệp ác, ngày này sang ngày nọ, năm này sang năm kia, lúc nào cũng làm điều ác, ăn chúng sanh, ăn chúng sanh, ăn chúng sanh, là mình đem bệnh tật vào trong cơ thể của mình. Thầy mới vào trong nhà thương mấy ngày liền, trong một tuần vô 4-5 ngày liền, thầy nhìn thấy kinh khủng lắm. Một người bệnh, lúc bình thường cái mùi đã nặng, nhưng mà khi lúc bệnh á, cái mùi nặng gấp 3 lần cái mùi chúng sanh không thôi. Mà khi nằm xuống đó, đi vô đó chỉ có biết là lại cái giường đó, đừng có ngó chung quanh, ngó chung quanh chỉ có là chỉ thấy đau khổ mà thôi. Mình như vậy nè, họ lột hết đồ mình ra, rồi nằm mình phơi trần, phơi truồng đó, bao nhiêu người đi tới lui, rồi y tá, bác sĩ tới lui, nhìn mà thấy thảm thương. Mình thấy cái địa ngục ở trần gian ngay trước con mắt mình luôn, nhưng mà bá tánh nhìn không thấy. Những con quỷ mà mặc đồ trắng nó bịt cái mặt này ha, rồi nó đeo mắt kiến, nó ngồi nó mọc, nó thọc chân mình, nó móc cái này, nó móc cái kia, nó cắt cái này, nó thẻo cái này, nó lẻo, nó xẻo, nó mổ, làm đủ cho hết. Bởi vì nó cái địa ngục tại trần gian mà. Lúc nhỏ mình vay mượn thứ dữ đâu, bây giờ cái thằng đó nó đại diện cho quỷ sứ, nó móc, nó móc lòi tiền ra, nó móc chừng nào mình hết tiền thì thôi, mà mình còn ngáp ngáp mà mình có tiền nó móc nữa. Thì lặp lại, hồi còn nhỏ tại sao huynh đệ lớn lên thèm thịt, thèm cá, thèm gà, thèm vịt, thèm đủ loại thèm. Bây giờ đây là tội lỗi của cha mẹ, thầy vạch rõ ra, thầy mới nói huynh đệ tại sao gọi là nghĩa trang di động. Hồi nhỏ mình mới biết ăn thôi, huynh đệ có biết cái gì là ngon không? Hả? Đói là bú sữa đúng không? Biết nhai đâu biết ngon, nhưng mà mình làm cha làm mẹ đó, mình thích cái món gì á, mình đút cho con mình ăn đó, ngon lắm con ăn đi, đứa nhỏ đâu biết ngon dở. Hả? Mình thích cái gì mình nhét cho nó ăn, nhét nhét riết nó lớn lên á, nó thèm những cái mình cho nó ăn là chúng sanh không thôi, nó không có biết gọi là ác. Mình làm cho nó ác mà nó không biết nó ác. Mình cho con mình có một phương tiện tạo nghiệp ác. Khi mình cho nó ăn đủ loại chúng sanh, lớn lên nó thèm khát ăn thịt chúng sanh, nó ăn. Nhưng mà huynh đệ để ý nha, thầy đứng trên thì nhìn xuống thì thấy 5-7 người thanh niên á, để một dĩa máu để súng lại hút rùng rột, ngạ quỷ đang ăn máu chúng sanh đó, ngạ quỷ đó nha. Nhìn trên cao nhìn xuống thì thấy 5-7 thằng húm rút rột 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 đó, đó ăn chúng sanh, hút máu chúng sanh đó, ăn tươi nuốt sống đó. Huynh đệ, mình bỏ vào cơ thể mình á những cái thuốc độc nhất để mình giết chết cái chánh điện của Phật. Hả? Nói Phật tại tâm. Nếu mà Phật tại tâm thì tâm trong thân,
Nếu không có thân thì tâm không có chỗ ở, còn nghĩa là ông Phật đi lang thang. Nếu mình sống với cái tâm phàm phu tục tử thấp hèn của thế gian thì cái tôi mình sẽ lớn vô tận. Mà cái tôi mình lớn là mình chọn con cái đường gọi là về địa ngục. Mình không sống với cái tâm Phật, mình ăn tầm bậy tầm bạ, mình nói tầm bậy tầm đạ, mình làm cho thân xác mình bệnh tật. Có nghĩa là mình đang bạc đãi cái chánh điện của Phật. Nhớ không? Bây giờ huynh đệ tạm hiểu là cái gì là nghĩa trang di động chưa? Hồi nhỏ mình bị cha mẹ mình cho mình ăn, lớn lên mình có con mình thương, mình cũng cho con cái mình ăn như vậy, mình làm theo y như cha mình đã làm. Có nghĩa là mình cố tình giết chết Phật tánh của con cái mình. Cố tình giết chết. Bởi vì nó càng ăn thịt nhiều chừng nào thì Phật tánh nó càng nhỏ chừng đó. Đứa con nít mới đẻ ra cho đến 10, từ 1 tới 10 tuổi, cái đầu nó rất là thông minh, nó có thể học 5-7 thứ tiếng. Nó nói nhiều thứ tiếng luôn được, nhiều ngôn ngữ khác biệt được. Nhưng nếu mình nhét thịt chúng sanh vào, chừng 5-6 tuổi sau bắt đầu nó ngu, nó sẽ mất cái tánh thiêng liêng đó đi. Mà nó ăn càng nhiều chừng nào thì Phật tánh nó càng nhỏ chừng đó, cái tôi nó càng to. Hả, cái tôi nó càng to chừng nào chừng Phật nó càng bé chừng đó. Bản thân chúng ta cũng vậy. Hả, cái tôi mình lớn là ông Phật bé. Hả, tôi càng lớn Phật tôi càng bé. Tôi khổng lồ Phật sẽ biến luôn. Cho nên chúng ta vay mượn chúng sanh để nuôi thân mạng, có nghĩa là chánh điện của Phật. Trong mỗi người chúng ta đều có một ông Phật ngự trị thế gian gọi là Phật tánh, đúng không? Hỏi Phật ở đâu ai cũng trả lời đúng một câu là Phật tại tâm. Hỏi tâm ở đâu ai cũng trả lời đúng một câu là tâm tại thân, phải không? Vì chứng tỏ cái thân là cái gì của ông Phật, là nơi cư ngụ thường trụ. Nhưng chúng ta làm cho cái chánh điện của ông bị ô uế nhơ nhớp bất tịnh, đem chúng sinh vào nuôi cái thân mạng này. Hả, mình ăn chúng sanh càng nhiều, bệnh tật mình càng nhiều. Bởi vì hiện tại bây giờ họ nuôi chúng sanh rất là độc ác. Họ bỏ, họ tiêm thuốc độc, họ làm đủ trò đủ chuyện để cho con vật nó mau lớn lên. Huynh đệ có biết ở Mỹ không, một con gà có một tuần thôi, nó nuôi 6 tuần sau là 10 mấy ký á. Huynh đệ tưởng tượng đi, nó cho ăn những cái độc nhất để nó lớn lẹ nhất. Thế nên đứa Mỹ, đứa con nít bên Mỹ á, 14 tuổi là râu mép nó dài ra. Râu mép nó rất là dài, nó rất là đậm. Con gái 8-9 tuổi là nó có kinh rồi. Bởi vì trong thức ăn nó rất nhiều kích thích tố của nam và nữ, cho nên con trai râu ria xòm xàm, con gái thì đã có thể là có con, sanh con đẻ cái được 9-10 tuổi đã có thể có bầu rồi. Nó cho ăn thuốc như vậy. Nhưng huynh đệ không biết cứ cho tiếp tục ăn. Hả, mình càng cho nó ăn càng nhiều, mình cấy nguyên nhân bệnh tật ung thư rất là nhiều. Ngày xưa Việt Nam mình ít ung thư lắm, bây giờ rất là nhiều ung thư. Vô nhà thương thấy rất là đau khổ. Mỗi lần vô đó là sự ảm đạm nó bao vây thầy. Thầy thấy tội nghiệp huynh đệ đang nằm trong đó. Rất là tội lắm nha huynh đệ. Coi vậy mình còn mặc đồ vậy chứ. Khi bệnh xuống rồi nó lột hết đồ của mình ra. Nó cho mình nằm trần truồng. Nó đút ống này, đút ống nọ, đút ống kia, đút tùm lum, đút lòi tiền ra mới thôi. Bây giờ muốn bị đút vậy không? Muốn không? Nếu muốn thì tiếp tục ăn chúng sanh đi. Trung đạo nói thôi nha, còn chuyện quyết định là của huynh đệ nha. Trung đạo thấy bằng con mắt này nè. Hả, chết trong đó là chết đau khổ. Người nào cũng chết trong đau khổ. Mình mẩy tàn lại dây nhợ ống chích không à. Đó là địa ngục đó. Địa ngục ở tại thế gian, tìm đâu ở tận chốn non ngàn. Ngay trong cuộc sống sẽ không thấy. Thiên đàng địa ngục cũng ở trần gian mà. Trong đề muốn vô địa ngục dễ dàng. Dễ lắm. Tôi nói á, thiên đàng hữu lộ vô nhân vấn, địa ngục vô môn hữu khách tầm. Niết bàn với thiên đàng là có đường đi nhưng mà không có ai tới. Địa ngục á, thì không có cửa mà ai cũng xuống lại gõ. Mình cứ nhào vô không à, đã lắm. Tới chừng mà đụng chuyện rồi khóc hù hụ, khóc hù hụ, khóc tối ngày cầu nguyện. Con ơi cứu má đi, con ơi cứu ba đi. Trời, ba khổ quá, ba đá gà, giờ gà nó đá ba chịu hết nổi rồi. Em ơi đem gà cho hết đi, dưới này nó đá anh muốn chết luôn. Đá hoài, ngày nào nó cũng đá. Nó hùng ở cái bè đó, đang đá gà nhào xuống chết. Tuần sau về kêu vợ cho hết gà đi, vợ xách gà cho hết. Hỏi sao vậy, dưới nó xuống hành hạ mỗi ngày cái tội đá gà cửa. Nó trả liền luôn, bây giờ trả liền luôn. Còn những thằng mà du đảng láo cá, cướp giật, đâm chém, vừa chết xuống dưới là treo lên ta chặt cặp giò hết, không cho chạy, chặt chân hết. Về về báo kêu vợ kêu con khóc lóc, nhờ vợ con đi làm phước. Thành huynh đệ đi làm phước, tụng kinh chẩn tế phóng sanh là mình đang tạo phước âm đức cho chính mình để cầu nguyện những vị trong gia tộc mình có lỗi lầm lớn lao như vậy đang bị đọa. Mình làm như vậy họ có hội thoát khỏi cảnh địa ngục.
thầy thấy nhiều lắm, thầy đi cúng cho người ta rồi nó kể thầy nghe thầy cũng phát sợ, mà bản thân thầy cũng không giúp được người đó luôn. Lúc mà kêu thầy tới cúng thầy không biết ông đó làm nghề gì, khi cúng xong rồi mới hiểu thì ra ông này chuyên môn sai người ta đi chém mướn mà đòi nợ. Khi mà ông chết xuống dưới ông về liên tục trong 21 ngày về kêu vợ năn nỉ vợ đi làm phóng sanh chẩn tế cứu độ cho ông. Ngày nào ông hành hạ ông có đâm thọt mình mãi ông máu me không, mà ngày nào cũng đem máu me về nhà năn nỉ vợ. Trong 49 ngày có thấy đau khổ không? Bây giờ huynh đệ muốn bị đâm thọt như vậy mỗi ngày không? Hả? Muốn không? Không muốn thì làm sao bây giờ? Nghĩ thiện làm lành tụng kinh trì chú để giúp cho đời mình bớt khổ. Nói đây là nói cho huynh đệ thức tỉnh đó nha, cẩn thận á. Mình hả, mình cầm con mình cắt cổ người ta xuống đi, mình sẽ thấy được nó cắt mình bao nhiêu lần á. Thầy có kể rất là nhiều chuyện này trong nhiều dĩa rồi. Mình giết nó nó về nó giết lại mình á. Thầy mới nhất thôi là thầy ra tới ngoài Bắc á, nhờ thầy cúng cho ông anh. Huynh đệ có bao giờ nghĩ được một người có thể cầm con dao tự mình cắt cổ mình xong rồi tự mình mổ cái bụng mình luôn? Ai làm được điều này không? Không bao giờ. Thằng kiếm sĩ của Nhật á, nó cầm con dao nó mắc bụng nó rọc nhào xuống chết liền, đâu có thời gian nó cắt cần cổ. Nhưng mà anh này làm được, anh cắt cổ, anh mổ họng, mổ bụng anh luôn. Vừa nói xong thì nói: anh con làm nghề giết heo đúng không? Nói không. Anh con làm thợ máy nó không? Anh con trước đó làm nghề giết heo. Nói dạ đúng. Xui cho một cái là con heo đó được một người sống lang thang, một con ma cô hồn đi đó đây không nơi nương tựa, nhập vào con heo để được ăn được nằm. Nhưng mà xui tới ngày là con heo nó lớn, ông này lôi con heo ra cắt cổ bổ bụng nó, về bệnh trầm cảm nằm trong mùng đó mấy tháng sau, tự lấy con dao mà mình cắt heo á đâm vô cổ họng rọc một cái, rọc luôn cái bụng mình chết. Thấy ghê chưa? Huynh đệ tưởng tượng một cái cảnh nào mà tự mình cầm con dao mà mình mổ heo, tự cắt cổ mổ bụng mình đó. Huynh đệ không bao giờ thấy được cảnh này đúng không? Thầy là người đi cúng đó. Huynh đệ muốn nhắc, muốn không xuống cái lỗ địa ngục kia để mà trả quả, huynh đệ phải suy nghĩ đi. Làm cái gì đó để đừng bị, để đừng làm cho thân xác mình trở thành cái nghĩa trang di động, bao tử mình trở thành cái mồ chôn tập thể. Trong máu huyết mình toàn là máu huyết của chúng sanh chạy tới chạy lui, rồi sanh ra bệnh tật đủ điều đủ chuyện, bởi trong chúng sanh rất nhiều chất độc. Khi một con heo được nuôi từ nhỏ tới lớn, nhà chủ nuôi heo đó là bơm bao nhiêu thứ thuốc độc cho người đó để con heo lớn, mà trước khi bán nó hành hạ con heo. Huynh đệ tưởng tượng con heo đau khổ cỡ nào, nó la nó hét, cái sự đau khổ nó chạy vào trong bắp cơ bắp thịt của nó, hiểu không? Sự đau khổ hận thù nằm trong bắp cơ bắp thịt. Chúng ta ăn là chúng ta ăn những cái hận thù đau khổ heo trong cái cơ thể của mình. Cho những người nào mà ăn thịt nhậu nhẹt nhiều, tánh tình nhìn kỹ đi, kỳ cục lắm, kỳ lắm đó. Thầy không có nói thẳng được, hiểu không? Tự mình biết, tự mình biết đó. Nó nuôi nuôi tàn nhẫn lắm, tự nhiên phải gì có lời thôi. Thật ra nếu mà mình chấp nhận ăn, tức là mình chấp nhận bỏ thuốc độc vào người của mình, là mình chấp nhận vậy. Khi mình bị ung thư đừng la tại sao tôi hiền mà tôi bị, không có hiền. Nó hiền đâu có ăn chúng sanh mà biết độc vẫn ăn. Mùng 3, mùng 1, mùng 2, mùng 3 Tết thầy không tiếp khách, không trị bệnh, thầy chỉ có tiếp Phật tử với đệ tử thôi, mà nói chuyện vui, không được kể chuyện buồn trong 3 ngày. Thì ngày mùng 1 người ta thân thăm thầy xin trị bệnh, thầy đuổi về, thầy không có trị bệnh. Ngày mùng 4 quay trở lại, thầy cũng không muốn trị, nhưng mà thầy nhìn người ta đi từ xa quá, thầy mới nói một câu: bác, tôi biết bác bệnh gì, bác nuôi chúng sanh, bác tiêm thuốc độc rồi bác ăn thịt của nó cho nên bác bệnh. Mà thầy nhìn thầy biết bà nuôi. Bà nói dạ đúng, con nuôi nó mà con vì cuộc sống con nuôi mà con cũng phải ăn. Cô biết nó độc cô vẫn ăn, dù cô bệnh như vậy tôi chỉ làm cho cô một lần thôi, có nếu cô không ăn chay tôi sẽ không làm cho cô. Cái rồi bà đồng ý ăn chay thì mới làm gỗ xong cũng khỏe đi về. Rồi không biết ăn chay nó thầy không biết, tới đó là hết. Nhưng mà thầy nhìn thấy được, nếu mình đem chúng sanh có độc vào người mình, tức là mình chấp nhận mình tự hạ độc cho chính mình, rồi tới chừng mà mình chịu không nổi sức khỏe kém á, bắt đầu cái độc nó lòi ra, mình tự bạc đãi bản thân mình hành hạ cái chánh điện của Phật, mình làm chánh điện của Phật, bệnh tật đau khổ lúc đó nằm rên la thì muộn rồi đó. Muộn chưa? Khi nói tôi bệnh rồi nhưng mà mình vẫn không nghe, tiếp tục nhét thuốc độc vô, thấy bệnh nặng quá té cái bạch ra chở đi cấp cứu, vô trọng nó mổ banh người mình ra, nó làm đủ trò đủ chuyện, còn phải đưa tiền nữa chứ. Bây giờ có thấy là đau khổ không? Chưa. Bây giờ còn như nè chưa? Khi mà nằm đó rồi mới thấy, muốn chết cũng không chết, muốn sống cũng không sống, mà sống què quạt, sống đau khổ.
muốn làm theo ý mình cũng không được, vì tay chân muốn không làm được. Bởi vì mình đã từng bạc đãi nó, thì bây giờ nó quay lại, nó ngược lại, nó bạc đãi mình, gọi là quả báo tại thân. Mình không biết trân quý cái nhà của Phật, mình không biết trân trọng những gì mình đang có, mình không yêu thương bản thân mình. Mình ăn tầm bậy tầm bạ để mình hạ độc nó, rồi mình làm những điều mà thiệt sự là trái tai gai mắt để mình hạ độc cơ thể của mình, hại chết cái ông Phật trong này. Ông nương vào căn nhà của mình để ông được luyện đạo tiến hóa, nhưng mình không biết dùng để làm phương tiện tu học, dùng phương tiện gọi là phá hoại, phá hoại cái chánh điện này bằng mọi cách. Tức đêm tức hôm rình rập cờ bạc, khúc sách, nhậu nhẹt, đề điếc, độ bóng đá, đủ trò đủ chuyện, chửi bới nhau, nói qua nói lại thọc mạch, làm những trò thiệt thiệt là thấp hèn trong thế gian. Rồi một ngày nó đủ rồi á, bắt đầu nó quay lại nó đập cho người một cái. Lúc đó trời ơi, tôi đâu có ác đâu mà giờ tôi bệnh quá. Không ác sao bệnh? Bệnh đều nặng nhẹ là do nghiệp nhiều nghiệp ít. Cho nên huynh đệ có bệnh nặng mà đi cấp cứu là phải suy nghĩ lại mình đã từng làm gì. Có những điều mình từng làm mà mình không biết, có những điều mình nghĩ ác mà mình không hay, mình nghĩ là bình thường, thực sự nó đều trở lại do chính bản thân mình tạo tác. Thầy vừa làm hoàn tất xong một công việc, cho nên thầy thấy quá nhiều thứ thầy phải nói để nhắc nhở huynh đệ. Đây là một cái duyên chúng ta gặp nhau, hầu như là không có sự sắp đặt, tự nhiên đến làm trận lễ sanh rồi ngồi nói chuyện luôn. Sẵn đây thầy nhắc huynh đệ luôn, vì chúng ta bây giờ mình bớt tạo tác nghiệp đi, để mình có nhiều cơ hội ngồi xuống đây tụng một thời cư chung với nhau, niệm cùng một câu Phật để bớt tạo tác nghiệp. Nếu mình lại làm được điều này là lợi lạc của chính mình và của gia đình mình, chứ không phải của thầy, của cô hay của chùa, mà của chính bản thân mình, để tự giúp mình không bị đau khổ sau này, không bị quan gia trái chủ đeo bu đòi nợ. Hả, có vay là phải trả, có mượn là bị đòi. Rõ không? Để hiểu ý thầy chia sẻ không? Đây là thời khuyên và chia sẻ của huynh đệ. Mình để ý những gì mình đã nghĩ, những gì mình đã nói, những gì mình đã làm. Tức là mình phải biết sám hối cho tam nghiệp. Những gì đã nghĩ, đã nói, đã làm, mình phải hạn chế tạo tác. Nếu không thì nghiệp lực thật là dày, thật là cao, không có đủ sức giải. Đến khi không đủ sức giải thì nằm xuống đó rồi rên khóc. Lúc đó thì muộn quá rồi. Bây giờ để tạo phước cho gia tộc, nên cái câu có 8 chữ thôi huynh đệ nhớ đều là: nghĩ thiện, làm lành, tụng kinh, trì chú. Nghĩ thiện là ý nghiệp, làm lành là thân nghiệp, tụng kinh trì chú là khẩu nghiệp. Có 3 cái này thôi, huynh đệ nên lặp đi lặp lại mỗi ngày để tạo phước cho chính bản thân mình, để bớt tạo tác nghiệp trong cái thân khẩu ý đó. Rõ không? Nếu làm được thì phước đức của huynh đệ hết, còn trung đạo hoàn toàn không có chấm mút chút nào trong đó. Đừng có nghĩ rằng ổng nói để mình làm rồi ổng có lợi, không có đâu. Ổng nhiều chuyện thôi, ổng sợ huynh đệ đau khổ mới nhiều chuyện như vậy đó. Thầy thấy quá nhiều, thầy thấy mới đây một tuần thầy thấy quá nhiều sự đau khổ. Thầy thấy người ta đi như vậy thầy cũng đau khổ, thấy nằm ở trần ở chuồng thiệt là đau khổ. Mình không biết gì hết, còn nó lật qua lật lại, nó kéo tới kéo luôn, nó cắt cái này, trời, nó làm như là mình đang cắt củ gà, củ vịt, nó làm mình không khác cái đang mổ heo. Huynh đệ thử coi, tưởng tượng cái cảnh mình giật con heo chặt sao là lên bàn mổ, nó làm y như vậy đó. Kinh khủng chưa? Nếu mà mình hiểu được, mình biết được, mình không có dám làm đâu. Đồng thời, để mà bớt tạo tác nghiệp, chúng ta phải nghĩ tưởng đến ông bà, cha mẹ đã quá vãng của mình. Phải biết ngồi xuống tụng thầy kinh giúp cho họ được siêu sanh tịnh độ để tạo âm đức. Bên cạnh đó nghĩ thiện làm lành để tạo dương đức, cho nên phước đức đầy đủ. Huynh đệ có hiểu sự chia sẻ của thầy không? Trung đạo nhắc nhở huynh đệ đó, nhắc nhở. Mình bây giờ nghĩ lại đi, mình suy nghĩ lại lời của trung đạo nói đi, có phải? Ủa, có phải là mình là nghĩa trang di động không? Nghĩ nhỏ lớn mình ăn bao nhiêu con mình nhốt trong cái bụng này rồi, phải không? Chuyện đi tới đi lui đó là nghĩa trang di động đó. Không cần có mộ bia tên tuổi hết mà đầy nhóc trong đó. Không biết bao nhiêu năm tháng rồi, ngày nào cũng sực tụi nó mà. Nhưng nó chờ đợi thôi. Tại sao mình xui hoài, tại sao mình bệnh hoài? Bởi vì mình vay mượn chúng sanh để mà nuôi cái thân mạng mình, cho nên phải bị quan gia trái chủ đòi. Đó là luật nhân quả mà mình phải chấp nhận trả, bởi mình là người tạo tác. Cho nên câu nãy nói để là Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Ha?
Bồ Tát tạo nhân chúng sanh cầu quả. Cho nên thầy nói câu thiên đàng hữu lộ vô nhân vấn, cái cảnh cực lạc có đường đi mà không ai hỏi, địa ngục vô môn hữu khách tầm, địa ngục không có cửa nhưng mà nhiều người tới, tới gõ rồi giành nhau gõ, chen chúc nhau gõ, ra thế gian qua khỏi cửa người mẹ. Khi mà mình đẻ một đứa con ra, đứa con này phải qua khỏi cửa người mẹ mới được ra thế gian nha, chứ không phải tự nhiên bên hông nhảy ra đâu, trừ là thánh thai thôi. Còn tất cả chúng ta đều phải qua cửa người mẹ hết mới vào thế gian được đó nha. Rõ không? Cho nên người đàn bà làm việc cho Như Lai gián tiếp là đưa vào thế gian những vị minh sư, những đấng minh vương, các vị lợi lạc cho ba tánh chúng sanh. Nhưng khi chúng ta đi qua cửa người mẹ để vào cái cõi ta bà này á, chúng ta chỉ có hai đường đi thôi. Nếu chúng ta sống với cái phong phàm phu tục tử, sống với cái tâm phàm phu tục tử, bản ngã thấp hèn cái tôi mà tự cao tự đại của mình, tức là mình chấp nhận con đường trở về địa ngục. Còn nếu sống với cái tâm của chư Phật, tấm thương yêu rộng lượng từ bi bác ái hỷ xả bỏ qua quên lãng tha thứ tương trợ giúp đỡ, là mình chấp nhận sống với cái tâm Phật, thì mình trở về Niết Bàn. Chỉ có hai đường đi thôi, một là địa ngục, hai là Niết Bàn, huynh đệ tự chọn. Nói một câu cho nghe đi, muốn đường nào đi? A Di Đà Phật, chúc mừng cô. Làm sao để chọn Niết Bàn? Nghĩ thiện làm lành, tụng kinh trì chú để giảm bớt tạo tác cái tam nghiệp là ý khẩu thân của mình nó bớt đi, thì mình mới có hy vọng. Hãy là một thiện nam tử, một thiện nữ nhân đi, thì còn có hy vọng về cõi cực lạc quốc. Ở đây đa số là niệm Phật xin vãng sanh phải không? Hả? Hay tu gì đây? Niệm Phật hay gì? Hả? Hả? Ở đây niệm Phật cái tụng kinh gì? Cho dù niệm Phật cái tụng kinh, chúng ta cũng muốn, mục đích chúng ta là tạo tác nghiệp thiện, có phải không? Mình tạo tác thiện nghiệp giúp cho mình phát triển thiện tâm. Nếu người tu mà không phát triển thiện tâm thì dứt khoát các vị thiện thần không thể nào giúp đỡ huynh đệ được. Cho dù trong hoàn cảnh khốn khó nào, cố gắng giữ gìn thiện tâm của mình, ở bất cứ nơi nào, trong cuộc sống khốn khó cỡ nào, cũng phải biết niệm Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, giữ lòng trong sạch tinh khiết, cái đầu óc mình minh mẫn thanh thản, thì mong rằng chung quanh mình sẽ có các vị thiện thần gia hộ giúp đỡ. Nó rõ như vậy. Nếu huynh đệ giữ gìn thiện tâm của mình trong mọi hoàn cảnh, thì chắc chắn bên cạnh huynh đệ sẽ có các vị thiện thần trông nom mình đó. Trung đạo mong rằng huynh đệ phát triển thiện tâm bằng cách là nghĩ thiện làm lành, tụng kinh trì chú. Đây là quyền lợi của huynh đệ nha. Còn trung đạo không có xía vào trong đó. Trung đạo chỉ nhiều chuyện chỉ giùm thôi. Cái nghề của trung đạo là nhiều chuyện. Sợ huynh đệ xuống địa ngục cho nên mới nhắc. Nó gọi là nhiều chuyện đó. Còn chuyện huynh đệ cũng thích đi đâu thì chuyện mắc chứng thầy phải nói phải không? Nhưng mà lỡ ngồi đây rồi kể nói đại vài câu đi, nhận nhận thôi. Phải không? Nhớ không? Nếu mình không gõ xuống bàn á thì không nghe tiếng động. Muốn không hưởng quả ác á thì đừng có làm cái việc ác. Rõ không? Muốn ông Phật mà muốn giúp đỡ mình á, nghĩ thiền làm lành tụng kinh thì chú đi, hy vọng có mấy ông ở bên cạnh giúp đỡ mình. Còn muốn ma quỷ đi theo mình cứ tiếp tục ăn chúng sanh đi, đụng đâu quốc đó đi, quốc cho đã đời rồi thấy được nó bên cạnh mình đó. Huynh đệ không hiểu được điều này đâu. Nếu huynh đệ bệnh, bệnh thiệt là bệnh đi, cái năng lượng mình mất hết rồi ha. Hả, mình vừa nhắm mắt lại thấy nó đầy nhóc bên cạnh mình luôn, nó lôi đầu nó đánh rồi nó tới nó ngủ với mình, nó làm đủ trò đủ chuyện, nó hành hạ mình đó. Nhưng mà khi mình mạnh khỏe, mình niệm Phật mạnh khỏe sạch sẽ, mình có hy vọng thấy được chư thiên, chư Phật, chư Bồ Tát. Hai đường đi thôi. Nếu mình thấp, mình tệ quá, mình đâm đầu xuống thì mình sẽ thấy các vị đó. Còn đi cao lên chút xíu nữa, năng lượng nhiều thấy các vị khác. Bây giờ vấn đề chấp nhận thấy cái đó hay thấy cái kia, tùy. Thấy cái kia là địa ngục mở cửa đó, còn thấy mấy ông kia thì Niết Bàn mở cửa. Nếu huynh đệ năng lượng thấp kém quá, bệnh tật nhiều quá, càng lúc mình ngủ mình càng thấy tầm bậy, mình càng thấy nhiều người xung quanh mình, trong đó có quyền thất tổ mình lôi đồi mạng mình, hay nhờ mình giúp đỡ, mà lúc đó mình giúp mình còn chưa xong mình giúp ai? Cho nên huynh đệ thấy nhiều người xung quanh mình, nó phải biết rằng năng lượng mình quá cạn đi, mình đang gần gũi mấy anh kia đó.
Còn muốn xa mấy anh kia ra gần chư Phật, phải tu cho giỏi vô, năng lượng đầy đủ, trí tuệ sáng suốt vô, thì mình nâng cao tâm thức mình lên, năng lượng mình nhiều vô thì mới gần chư Phật. Bây giờ này muốn gần chư Phật hay gần cái kia, quyết định đi. Gần Phật hay gần ma? Nhát thì thôi luôn, mới nói xíu giật mình. Gần Phật hay gần ma? Nói thì làm. Gần ma hả? Chúc mừng. Nam mô A Di Đà Phật. Trung đạo chỉ chia sẻ thôi, còn chọn lựa là của huynh đệ. Trung đạo sẽ hỏi đi hỏi lại những cái điều mà lợi lạc nhất. Huynh đệ muốn gần ma cứ tự nhiên, trung đạo chúc mừng. Còn nếu huynh đệ muốn gần chư Phật, trung đạo tán thán công đức của huynh đệ. Bởi vì khi mà trung đệ gần chư Phật, huynh đệ có nhiều cơ hội để tu luyện, nhiều cơ hội để giúp đỡ anh em huynh đệ xung quanh của mình đó. Còn mình gần bên kia rồi hả, đừng có hòng giúp ai, có phá hoại không thôi. Một bên thì phá hoại tâm linh, làm cho mục nát cuộc đời của mình, làm cho đời sống mình tàn tệ, bệnh tật, đau khổ. Còn một bên kia thì làm giúp đỡ cho mình phát triển đời sống tâm linh, năng lượng cao dày, để làm lợi lạc cho bá tánh chúng sanh, anh em của mình xung quanh. Để tự chọn con đường đi đi, đừng có ngồi rì rì đó chờ ngày nó ăn thịt mình. Sống ngày nào cũng như ngày đó, ngày nào cũng như vậy đó, từ từ tới ngày qua đời. Không lợi lạc cho ai, không lợi lạc cho mình. Thấy không? Sống làm sao đó mà một ngày như mọi ngày, ngày nào cũng tiến hóa. Thấy không? Tức là ngày nào cũng tiến hóa, nhưng mình nhìn vô thấy mình là an lạc hạnh phúc. Chứ đừng sống như một ngày như mọi ngày, ngày nào cũng như mọi. Không có tiến hóa được chút nào, càng ngày càng tệ. Rõ không? Quân đệ chúng ta không cần phải mình có nhiều kiến thức, học hỏi nhiều sách vở, không cần. Mình có nhiều sách vở mình sống không trúng cũng vậy à. Nhưng mà mình biết ít đi, mình sống trúng á, lợi lạc cho bá tánh vô cùng. Một cái tâm đơn giản, đơn thuần, mộc mạc, vô tư, rộng lượng, yêu thương bá tánh chúng sanh như chính bản thân mình. Đó, cái tâm mộc mạc như vậy mình mới có phát triển tâm linh được. Còn mình biết nhiều chữ quá, đụng là mở miệng nói chỉ làm khổ những người xung quanh thôi, mà là khổ bản thân mình luôn. Mình nói không, mình đâu có làm. Mà nói đâu giải quyết được sanh tử đâu, làm mới giải quyết được sanh tử đó. Tóm lại là chúng ta có hai sự lựa chọn. Một là mình gần gũi những huynh đệ đi lang thang đầu đường xó chợ, không nơi nương tựa, lạnh lẽo lạc lõng, bơ vơ đau khổ, sợ hãi trốn tránh thế gian gọi là ma. Bây giờ huynh đệ chọn con đường đó hay chọn đường nào? Hay là chọn con đường gần gũi chư Phật, bậc thiện trí thức dạy dỗ mình đủ thứ thế gian, mình phát triển tâm linh, đời sống của mình hạnh phúc, an lạc, tự tại, khiêm nhường, kính trọng, rộng lượng, vị tha, từ bi, bác ái. Trong hai con đường đó, huynh đệ chọn con đường nào? Gần gũi chư Phật hay gần gũi mấy huynh kia? Tự quyết định nha. Rồi bây giờ hãy chọn những huynh kia thì chọn địa ngục, chọn những ông khác thì chọn là niết bàn. Có hai đường đi à. Bây giờ chỉ có một sự chọn lựa thôi, quyết định đi, không thôi là trễ rồi đó. Nghĩ thiện làm lành, tụng kinh trì chú là một phương tiện gần gũi và thực tiễn nhất và khoa học nhất. Nghĩ thiện là ý nghiệp, làm lành là thân nghiệp, tụng kinh trì chú là khẩu nghiệp. Ba cái này hạn chế tạo tác thì mới có hy vọng gần gũi chư Phật. Còn tiếp tục tạo tác hoài thì không cần hy vọng, cũng gặp tụi kia nữa, khỏi hy vọng. Không mời cũng tới, tự nhiên như ruồi. Thơm là bu à, không nói năng vậy đó. Sống thử đi sẽ thấy họ bu. Lúc muốn đuổi họ đi hả, là phải năng nổ tụng kinh nhiều lắm họ mới đi. Và nhất là của huyền thất tổ mà nội ngoại hai bên mình đang chờ đợi từng cá nhân chúng ta quay trở lại để giúp các ngài được siêu sanh tịnh độ. Chúng ta là những vai chính trong dòng tộc, ngồi xuống tụng thầy kinh cầu cho của huyền, ngày nào như ngày đó thì tạo được phước đức lợi lạc. Rõ chưa? Rõ không? Có làm được không? Không phải của thầy đâu mà kẹo đâu nha. Đừng bao giờ ngồi xuống mà tụng kinh mà kẹo á. Tụng kinh là lợi lạc vô cùng tận, không những cho mình, cho người sống, cho người chết luôn đó. Tụng kinh là có tụng là có lợi lạc à. Thực sự tụng kinh nó không mất thời gian gì đâu. Mình chỉ ngồi xuống cho mình một tiếng, ngồi mình tụng những gì mình cần tụng cho quý thức tổ, tụng cho gia tộc mình thôi. Ngày nào cũng làm thử coi chừng năm sau coi lợi lạc biết cỡ nào. Con cái thì về rạch giá đó, có nhỏ trò đây nè rạch giá. Cái bà đó sáu mấy tuổi á, chưa bao giờ gặp thầy, nhưng mà mấy năm là bà tụng Cửu Huyền Thất Tổ, cầu siêu hồi hướng cho Huyền Thất Tổ. Thì ngày gặp thầy cách đây mấy ba tuần hay sao á, ba cái chương nhật rồi á, hở mùng một chứ, hở mùng một không con, chào phải không? Hôm nay mình nay mười lăm à,
Còn hai tuần á hả? Lẹ quá. Thì bà nói là: thầy ơi, con thiệt là là hạnh phúc vô cùng, ba đứa con đâu ra đó hết trơn, con khỏe lắm rồi. Trước khi mà con không biết pháp của thầy, con bệnh tật cái lắm, sân tụng xong bây giờ con khỏe vô cùng. Giờ con cái con đâu ra đó nên thân hết, con rất là mừng. Thầy mới nói câu là chúc mừng bà. Đó, lời lạc của người ta đó. Thành ra khi mình thấy lời lạc mình cứ làm, đừng có tiếc công ngồi xuống. Mình càng tụng nhiều, lời lạc của mình càng nhiều, phước đức của mình càng nhiều, đó là quyền lợi của cá nhân. Nhưng thật sự nó ảnh hưởng đến con cháu, ông bà trong nhà luôn đó. Hiểu không? Nếu mình dám làm mà mình dám có phước, mình dám làm mình có hưởng đó. Nhớ không? Nhưng mà đặc biệt đừng bây giờ mình ngồi xuống tụng kinh là coi mình được chứng nha. Đừng. Mình tụng kinh, ngồi thiền tụng kinh là mình tụng tu cho chính bản thân mình. Mình không có cần phải xưng với ai là mình chứng cái này, chứng cái nọ, chứng cái kia, nhớ không? Nhớ chưa? Hiểu không? Ai tu tới đâu cũng có chứng cả. Tu một năm cũng có chứng, một năm, hai năm có chứng, hai năm, năm năm chứng, mười năm chứng, ba mươi năm, đều có chứng cả. Nhớ không? Nhưng mà đặc biệt là những cái chứng này là không được cấp chứng chỉ đâu. Chứ Phật không cấp chứng chỉ cho chúng ta đâu. Cái đạo hạnh của mình mới biểu lộ được cái đắc, chứng đắc của mình. Chứng đắc này không phải của phàm phu tục tử. Người ta nhìn vô, người ta biết được, người ta nói chuyện mình, người ta hiểu được, người ta cảm nhận được sự tu hành của mình. Nó gọi là đạo hạnh, đạo đức. Những người đạo hạnh đạo đức cao gì, người khác nhìn vô người ta tự hiểu. Cho nên mình không cần phải mở miệng nói. Nếu mình nói mình chứng này, chứng nọ, chứng kia là coi chừng mình đang nổi chứng đó, nhớ không? Nhớ không? Mà nổi chứng lâu năm quá sanh chứng đó ha, đủ chuyện xui xảy ra. Nhớ không? Tu tự nhiên, không cần phải làm ông này bà nọ. Người gõ xuống gõ mõ cầu nguyện cho quý hiền thất tổ, cho con cháu được an lành, chắc chắn sẽ được an lành. Bởi các ngài nói tâm lành thì mọi sự dữ sẽ lánh xa. Hoàng thiên bất phụ hảo nhân tâm. Trời cao không bao giờ phụ những người có lòng. Chúng ta ngồi xuống để hết tấm lòng tụng một thầy kinh cho quý hiền thất tổ, tụng để cúng dường chư Phật mười phương, cúng dường cho ba tánh dân tộc Việt Nam được ấm lòng, cúng hết lòng nữa đi, chuyện còn lại luật nhân quả và chư Phật tính. Cho nên ngồi xuống tu đừng tính. Hả, mình có tu mà tính thì quả báo trở lại là có tính. Mình đi làm phước thiện tính toán thì trở quả báo trở về là có tính toán. Còn mình bỏ ra không tính toán thì trở lại sẽ không bao giờ tính toán. Đó là luật bất di bất dịch của vũ trụ. Cho đi người cho lại. Giúp người, người giúp ta. Ghét người, người ghét ta. Ghét luôn con chó lẫn con gà. Nó ghét cả dòng tộc mình luôn. Hả, nó ghét mình, nó ghét hết con chó mình, nó cũng ghét con gà, nó không ưa, qua nó làm thịt luôn. Thành ra đừng ghét ai. Chính vì không ghét cho nên chúng ta không tạo tác nghiệp. Bây giờ thầy hết khuyên huynh đệ thương rồi, khuyên không nổi, cho nên đừng ghét là được rồi. Hả, đừng ghét là bớt tạo tác nghiệp. Rõ chưa? Thành ra kệ, cứ làm được cái gì cho ba tánh cứ làm đi. Chuyện còn lại hãy để chư Phật là nhân quả tính ha. Trên ngồi xuống nghĩ thiện làm lành, tụng kinh trì chú để tạo tác nghiệp lành cho mình, cho gia đình, cho con cháu. Cái thân cây mà tốt lành thì cành lá tốt lành, cành lá tốt lành thì hoa quả trái tốt lành. Đó là việc tu học của tất cả huynh đệ đậu Phật tử. Nếu huynh đệ làm được, việc này là của huynh đệ đó, chứ không phải của trung đạo hay là của cô. Rõ chưa? Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng ta đàm đạo chia sẻ thì chúng ta phải hỏi để nói qua nói lại. Trung đạo không bao giờ thích nói một mình, mà chúng ta cần phải chia sẻ để chúng ta nói những cái chướng ngại, chướng duyên trong việc tu học của mình. Nhớ không? Mình phải cởi mở mình hỏi. Nếu mình có cơ hội hỏi, cứ hỏi, đừng có ngại. Nam Mô A Di Đà Phật. Quý đệ bắt đầu hỏi. Có người hỏi thầy: thầy ơi, giờ tụng kinh to quá, người ta bắt đầu chửi mình làm sao? Bây giờ cái mỏ phải không? Cái mỏ mình tụng cái chính dược, tụi con cho sư mượn cái mỏ đó. Cái mỏ tụi con, hay cái mỏ nãy mình gõ được cái mỏ này. Đừng đem mỏ này lên. Khi mình gõ cái mỏ, gõ cái chính giữa tiếng rất là to, mà mình khi mà mình tung mình thâm nhập á, mình gõ lớn lắm. Nhưng mà mình đối với mình là chuyện bình thường, nhưng đối với hàng xóm là chuyện phiền phức. Ngày xưa trung đạo mới phát tâm tu học, gõ mà thiệt sự nó chọi đá mà còn không nghe nữa đó. Gõ ghê lắm, vì gõ lớn nó mới linh. Còn nhỏ thì gõ lớn cho thiên mới nghe được, mấy ông điếc mà.
gõ thiệt to, gõ đầm đầm làm phiền lối xóm bà con á, nó chọi đá vô nhà của mình, nó chửi, nó rủa mình cũng không biết luôn. Thì lúc đó mình ghiền gõ quá, mình đâu biết nó to cỡ nào, lúc mình gõ mình đâu có biết, mình nghe là nó to, cái lỗ tai mình điếc mà, thì mình nghĩ cái gì cũng linh cho nên phải gõ lớn nó mới linh. Còn một cây nhang sao linh được, phải một chùm nhang khói nghi ngút trong nhà, thở cũng chết luôn á nó mới linh. Thì ra có nhiều nhang thắp hết trong nhà đi, rồi hoa xong xuôi chở nhà thương cấp cứu, vậy nó mới linh được. Hồi xưa thầy làm lỗi lầm của thầy như vậy đó. Sau này là một cây nhỏ nhỏ cắn lên cho có cái mùi vậy thôi. Gõ gì được thì gõ, nhiều khi mà mình gõ cũng đã lắm, gõ to đã lắm. Nhưng bây giờ thầy sợ gõ đánh thức người ta, cái mỏ chính giữa mình gõ sẽ to, nhưng mình gõ bên cạnh á nó sẽ không có nghe rõ, không nghe lớn. Phép cô, thầy muốn chị à, có người nói với thầy á, bây giờ gõ mỏ lớn quá, bây giờ bị người ta cằn nhằn rồi, mình gõ là lớn ha, mình gõ đi nè, nhỏ lại, mình gõ mạnh nó cũng không kêu to được, để có làm phiền sớm mình gõ cái cạnh này, không thôi gõ cha nó xuống gắt luôn cho rồi. Cũng là cái mỏ, nhưng cái mỏ này mới quan trọng, mỏ này không quan trọng, mỏ này là phụ thôi. Hồi xưa thầy mới biết tụng kinh, thầy lấy chiếc đũa thầy gõ xuống xuống đất á, thầy gõ thì nhịp thịt đọc đại bi, thầy lỡ thầy đi cúng, thầy kêu mấy cô đấy nhớ khi lên gặp thầy nhớ đem cho thầy một cái mỏ, mà thợ Mỹ về thầy cũng đem cái mỏ theo, chỉ có mỏ này thôi. Thì về thì thế mấy cô đem bệnh nhân lên thì không có mỏ, thầy xuống thầy lấy chén kiểu với cái đũa thầy gõ, thầy làm cái mỏ bệnh cũng hết như thường, phương tiện mà. Thầy qua bên kia thầy giúp bà kia, bà bị bậy bạ, bệnh bậy bạ kia, thầy đem vô nhà bà không có mỏ, tụi nó quên đem theo, thầy xấy cái ly với chiếc đũa nhôm thầy gõ thành cái mỏ, thầy tụng cũng hết bệnh. Nói chung cái mỏ là mình xài làm phương tiện cho mình tập tu. Ngày xưa mình không biết gõ mỏ, mình làm tầm bậy tầm bạ. Bây giờ mình ngồi xuống tu để bớt làm tầm bậy tầm bạ là cầm cái dùi gõ cái mỏ. Ủa, ở đây rồi hả cô? Lo nói chuyện quên cái mỏ nhỏ, thích cái mỏ bự hơn, dày. Giờ con thấy cái mỏ chỗ nào nó kêu nhỏ nhất, thấy không? Cái này bự nhất nè, thấy chưa? Tại đây mình kiếm nó, giờ mình bị phiền tối lắm nữa. Ai phiền mình, gõ thiệt mạnh đâu có nhiêu đâu. Còn nếu không được thôi mình gõ vô cái đế luôn khỏi nghe, nhịp cho mình thôi. Tức là mình phương tiện thôi nha, nhớ không? Như Đà Phật, cái mỏ này nó mòn nè, nó mòn nè, không sao. Cái này mỏ bằng gỗ, nó mòn không sao. Cái mỏ này mòn mới quan trọng nè, cái mỏ này mới quan trọng nè. Mình càng tu nó càng mòn, để bớt nói bậy á mới quan trọng. Còn cái mỏ này là đồ bỏ. Nhưng mà đặc biệt cái mỏ này là phương tiện lớn lắm á. Ngày xưa mình không biết, mình làm bậy á, mình ngồi xuống mình gõ mỏ để đừng làm bậy, bớt làm bậy. Lỗ tai mình nghe bậy, mình nghe tiếng mỏ để bớt nghe bậy. Con mắt mình nhìn bậy, nhìn vô kinh để đừng nhìn bậy. Cái miệng nói bậy, đọc kinh để đừng nói bậy. Cái thân làm tầm bậy, ngồi xuống tụng kinh để đừng làm tầm bậy. Nói chung là nó giúp cho lục căn của mình tạm thanh tịnh trong lúc tụng kinh thôi, hiểu không? Nhưng mà cái mỏ này mòn không thành vấn đề. Quan trọng tụng thời gian cái mỏ này nó mòn nhiều mới là tốt. Mỏ này nè sẽ bớt tạo tác nghiệp, bởi vì khẩu nghiệp nó kinh khủng lắm á. Mình nói một lời ra, một người có thể về nhà bệnh mà chết được đó, rõ không? Nó đau khổ về nhà, nó buồn chừng 3 tháng sau thì bắt đầu ung thư nó nổi lên đầy một mình luôn, rõ không? Tế bào nó chết liên tục, nó sanh bệnh, nó nổi bú tùm lum, là bị sức buồn phiền. Cho nên thầy khuyên huynh đệ nữ phải lắng nghe, buồn phiền và đau khổ nếu không chịu giải quyết, bỏ qua quên lãng nó đi đó, thì bắt đầu sẽ ăn thịt người mình á, nó ăn người mình, nó bắt đầu nổi như cái bú nhỏ nhỏ trong ngực, là do sự buồn phiền nhiều quá mà không giải quyết được, nó sẽ mọc tùm lum trong người đó, nhớ không? Còn đàn ông mà buồn phiền quá, không nói chuyện được, không giải quyết được, sẽ bị tai biến. Hai cái bệnh lớn nhất hiện tại bây giờ, nhớ không? Cho nên buồn, ngồi xuống tụng kinh để hết buồn. Nổi điên lên, niệm Phật cứ bớt điên, nhớ không? Nổi giận quá, không có mỏ chuông hả, lấy cục đá ngậm nút vô miệng, lạnh quá tê cái đầu, hết giận. Còn nổi nóng quá, lấy cục đá nhét vào hai nách kẹp lại, hết giận, bớt nóng. Ai tính tình đây, nóng nhất giờ lên, tôi chỉ cho làm. Nóng chịu không nổi, nổi điên lên, lấy hai cục đá kẹp hai cái nách kẹp cứng này nè, là hết nóng liền tức thì, giảm nhiệt. Còn mà nói bậy là lấy cục đá ngậm vô miệng liền, chịu không nổi nhả ra là hết nói bậy. Cho nên tụng kinh là một phương tiện giúp cho mình bớt tạo tác nghiệp.
Nhưng mà đặc biệt mình càng tụng, cái miệng mình càng sạch, càng thơm, cái thân mình càng nhẹ nhàng, cái đầu mình càng thanh tịnh, con mắt mình càng trong sáng, lời nói càng nhẹ nhàng, dịu dàng, tế nhị, lịch sự, giúp mình rất là nhiều thứ nhờ cái mỏ này đó. Thầy có đi giảng ở cái chùa Chợ Lớn á, cái mỏ to như cái mỏ dưới đây nè, mỏ thứ nhì đó, huynh đệ tưởng tượng người ta tụng pháp hoa giỏi đến mức cái mỏ nó lõm xuống, nó lõm một lỗ bự vậy đó, mà cái chùa nó bị thưa công an nhiều nhất vì nó tụng quá lớn, nó gõ quá to, người ta thưa công an để làm phiền những người xung quanh đó. Thì những người họ không tu mà họ có, họ không chống đối được mình á, thì họ tìm mọi cách họ thưa công an để mình bớt làm phiền họ. Nhưng mà mình tu nó đã quá, mình phải la cho to, tụng thì rống cái miệng gần cổ, sợi to thì to để mới la lên, la cho lớn. Rơi vào điều cấm kỵ: nói to hại khí, ngồi lâu hại thịt, đứng lâu hại xương, nằm nhiều hại gân. Bốn điều tối kỵ của người tu. Lặp lại, người tu mà la to quá mà không lấy đủ hơi sẽ hại khí, khí lực đó. Mà ngồi nhiều quá sẽ teo thịt, đứng nhiều quá sẽ hại xương, nằm nhiều quá sẽ hại gân. Bốn điều cấm kỵ của người tu, cho nên phải điều hòa, không được quá nhiều, nhớ chưa? Còn tụng kinh, tụng lấy hơi, tụng cho đầy đủ, đừng có làm vậy sẽ chết sớm thôi, môi sẽ thâm, mặt sẽ xanh, mắt sẽ lé. Thì mình không chịu lấy hơi đầy đủ. Tiên thủ thiên nhân ngày đại biến đà la ni nam mô đà la ni đà la ya ya nam mô đi ya ma lo yến đến đà la ya bồ đề nô ma ya ma nam đà ma ya ma ca lo ni ca ya nam ma nam ma ya su đà na đà ma đà kê lo đà em ma đi ya ba lo kê đà đà ba đà na na ma ma na ra ng đi ya đi na ma na ra mi tam ma tha lo yu ma ngã ti tam ma nam ma ma ya ma ba lo đi tha ma lo he lo ca đi ca ra đi ya đi ma bồ đề tam ba tam ba ma ra ma ra me me đi đà nhân cô lo lo ya ma lo Tức là mình lấy hai ba hơi là hết bài rồi. Nhưng mà lấy hơi cho thiệt dài, đọc thiệt dài, tụng kinh đừng có rề. Nếu huynh đệ rề, huynh đệ sẽ rơi vào tình trạng mê, bị mê ngủ á. Mà tụng nhiều mà tụng chậm quá đó thì vong linh xung quanh á nó cũng xông siêu nổi, nó bực mình á, nó quậy mình. Mình tụng rề rề là họ ngủ à, họ nhào xuống chết á. Họ đã chết rồi, bây giờ mình tụng họ chết nữa. Không có siêu được gì nữa, mình tụng họ làm ngã cái bạch xuống rồi. Hết cứu, mình cũng muốn chết luôn chi nó. Ra mà vừa cất giọng lên mạnh mẽ thì cái năng lực nó mạnh, họ mới có cơ hội siêu được, hiểu không? Thế mình tụng kinh là năng lực rất là nhiều, tụng bằng cả tấm lòng con tim trí tuệ thì mình mới làm lợi lạc cho mình, cho người sống, cho người chết luôn đó, hiểu không? Nhớ không? Cho nên làm tụng kinh là một phương tiện lớn nhất để chúng ta bớt tạo tác nghiệp. Trên trung đạo khuyên huynh đệ nghĩ thiện làm lành, tụng kinh trì chú là giúp đỡ mình bớt tạo tác nghiệp, đường tu mình mới có nhiều hy vọng. Cái tu mình có nhiều kết quả như mong muốn. Mà nhất là của quyền thất tổ ông bà rất cần sự giúp đỡ của từng cá nhân huynh đệ một. Trong gia tộc mình ha, ông bà siêu càng nhiều, con cái làm ăn rất là hưng thịnh, mà không cần phải cầu cạnh. Bởi vì của quyền thất tổ luôn luôn trợ giúp con cái của mình, nhưng với điều kiện là nó phải giúp ổng trước, rồi ổng khỏe mà nó quay lại giúp mình sao. Đó chưa? Và huynh đệ muốn thay đổi cuộc sống, chúng ta phải ngồi xuống tụng cho quyền thất tổ mình một thời kinh mỗi một ngày, ít nhất là 49 đêm, sau đó thì chuyện nó xảy ra các ngày sắp xếp. Nhưng mà khi tụng đừng có cầu nhiều, chỉ biết cho quyền thất tổ siêu là đủ. Còn chuyện còn lại mấy ngày tính toán sắp xếp cho mình. Nhớ chưa? Nam mô A Di Đà Phật. Và huynh đệ hỏi, chúng ta có 15 phút hỏi đó. Hỏi những điều dính líu tới bài giảng nha, đừng có hỏi chuyện của cô đời cô lụ. Thầy nói những sự thật về huynh đệ, mình là con của Phật, mình phải nói thật. Nếu huynh đệ là người học Phật mà không nói thật là tự hại mình, hại người. Mình lắng nghe sự thật mình mới thay đổi được. Nếu mình tu mình không thay đổi, mình ù lì như vậy đó, thì thiệt sự là uổng phí công lao. Rõ không? Nghĩa trang di động. Bây giờ huynh đệ hiểu mình là cái gì rồi phải không? Là nghĩa trang di động phải không? Bây giờ làm sao đây? Biết Phật trong tâm, trong tâm thân, tâm trong thân. Bây giờ mình cố gắng giữ gìn cái thân mình trong sạch để làm cho ông Phật mình có nơi cư ngụ trang nghiêm, thanh tịnh, đẹp đẽ. Mình hạn chế mượn chúng sanh để làm cuộc sống của mình. Bớt dùng chúng sanh đi để bớt tạo tác nghiệp ác. Huynh đệ mà tụng kinh niệm Phật mà còn dùng chúng sanh á, niệm hoài cũng không có linh được. Cái miệng mình không thể nào biến hóa từ phàm khẩu ăn bậy nói bạ thành thần khẩu được. Một phàm nhân không thể nó đụng cái thành thiện nhân được, phải tập.
Nó có từng bước một. Mình là một phàm phu, tục tử, ăn bậy, nói bạ, ngồi tu thời gian, cái miệng từ phàm khẩu thành thần khẩu, phải không? Một phàm nhân thành thiện nhân, rồi thiện nhân mới trở thành thần nhân, thánh nhân mới Phật được chứ. Nhưng niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, cái tự nhiên muốn lên kia ngồi nhịp chân à? Hả? Niệm A Di Đà Phật được vài năm cái muốn tu lính, muốn vãng sanh, phải không? Lên kia ngồi nhịp đùi, hút thuốc, uống cà phê mỗi ngày, chơi chư Phật vui, mơ đi cừng, dễ quá à. Dễ đâu có ngồi đây, dễ kia thắp nhang tao thờ hết rồi, phải không? Huynh đệ một thiện nhân đi đã, rồi nó nói chuyện Phật. Một thiện nhân rồi thần nhân rồi thánh nhân mới Phật được. Nó có cấp bậc của nó, phải không? Muốn từ ma tới quỷ phải qua bốn bậc chứ. Ma sống lâu năm mọc nanh thành quỷ, quỷ sống lâu năm mọc nanh nữa thành yêu, yêu nạp nanh nữa, nanh nữa luyện đạo như thành tinh. Ma quỷ yêu tinh bốn cấp, thần thánh thiên Phật bốn cấp, phải không? Cái miệng từ phàm khẩu, ăn bậy nó bạ, tu rí cái thành thần khẩu, ăn luyện rí rí nói những điều tốt lành thành thánh khẩu, cái qua Phật khẩu rồi, thấy chưa? Rõ không? Cho nên đừng bao giờ để cho mình trở thành một cái nghĩa trang di động, rồi đến ngày cuối cùng mà chưa một năm bảy năm gì đó mình sẽ vô nhà thương mình nằm á, nó đè mình xuống á, nó mổ, nó thẻo, nó xẻo, nó lẻo, nó cắt, nó dục, làm đủ trò đủ chuyện, nó hành mình muốn chết không được, muốn sống không được, nó chích mình tê đâu biết đâu, nó hết thuốc tê đau mình đau mẩy khóc lóc van xin, thì biết là mình đã từng tạo tác những điều ác trong quá khứ, cho nên bây giờ mình mới bị hành xử trên địa ngục của thế gian. Muốn thấy địa ngục dễ lắm, bước vô nhà thương đi, nằm khắp nơi la liệt. Một cái địa ngục mà người ta bước vô bước ra mà cái mặt không có ai có nụ cười, trừ mấy thằng điên ra nó cười tối ngày, nói trung đạo một trong những số điên đó. Đi vô chỗ đau khổ mà cái nhe răng đếm không à, thì cái đau khổ mà không biết cách nào thoát khỏi khổ, khổ chồng khổ, thành ra không thoát được. Mà đã khổ rồi chết thì dứt khoát không giờ siêu, phải ôm cái khổ đi tới lui, gọi là ma lang thang đó. Bây giờ vấn đề muốn làm ma lang thang hay muốn tự tại chư Phật, tự quyết định đi. Muốn làm ma hay theo Phật? Nói thì phải làm đó nha, không phải nói miệng không đâu à. Miệng nói tay làm chân đá liền tức thì. Tại là xưa đó miệng nói là tay làm liền tức thì. Giọng như mày bịch, tao đá nhà bụp. Là làm tức thì bây giờ hết rồi. Bây giờ là miệng nói tụng kinh là tụng kinh, làm liền tức thì. Trên đế bớt tạo tác nghiệp cho cuộc sống trong thế gian hàng ngày, chúng ta phải ngồi nghỉ thiền làm lành tụng kinh trì chú, tự mình cho mình một thời gian nhất định, đừng có đổ thừa tại bị. Là tới chừng người ta nói nè, nhưng mà không có nhân nhị vậy, ngồi xuống làm đi rồi sẽ thấy được kết quả. Tuyệt đối không được gọi là đổ thừa, không được đổ thừa cái này cái nọ cái kia, làm biến rồi nó làm biến thẳng đi. Ồ tôi bận, đừng có đổ thừa nữa, ngồi xuống làm liền để cho bớt tạo tác nghiệp ác. Bây giờ muốn tiếp tục làm nghĩa trang di động thì cứ tiếp tục ăn đi, trung đạo tán thán công đức. Bây giờ sao? Quyết định tiếp tục ăn chúng sanh hay sao? Muốn làm nghĩa trang di động phải không? Chúc mừng. Chúc mừng. Thiệt tình luôn đó. Rồi mới mốt khóc, đừng có đi kiếm mấy ổng. Hỏi tao nhắc mày rồi mày không nghe, giờ mày bệnh mày lại đây hả mày? Nó kêu má ơi cứu con, má ơi cứu con, đau khổ quá mới kêu mẹ cha, còn lúc sung sướng thì quên cha quên mẹ. Hả, đau khổ quá nó mua quánh thầy một cứu con, nó mua quánh thầy một cứu con, rồi đời cũng khổ quá rồi đấy. Bà nói nó tao nói nhắc mày hoài mày đâu có nghe tao đâu, thấy không? Đâu có nghe ai đâu, có tiền có bạc ăn chơi đâu nghe ai. Cái chừng bệnh mới la làng lá sớm lên cầu xin cứu khổ độ con thơ giác ngộ rời mê, thấy không? Những sự chia sẻ trong đạo huynh đệ có thấy mình có sửa được gì không? Nếu nói không thì thôi hết trị luôn rồi, bó chân. Có thấy mình sửa được chút nào không? Có thấy ghê không? Thì huynh đệ không chứng kiến đâu, huynh đệ mà chứng kiến trong đạo là sợ ghê lắm. Sợ ghê. Vô đó thấy chữ đau khổ mà trời đất ơi, mình đường đường có một đống này lỏng lỏng của một. Thấy không? Vậy mà tới chừng vô đó hả? Nó lột quần lột áo mà nó cắt tùm lum tà la, nhìn trời ơi đau khổ vô cùng, nguyện đời này sẽ không bao giờ vào nơi đó.
nhìn thấy sự cắt xẻo rồi, nguyện đời này đừng bị xẻo cắt. Gớm lắm. Cho nên để tránh tình trạng đó, cố gắng cho mình một thời công phu đi, để bớt tạo tác nghiệp, thì bệnh tật nó sẽ bớt rất là nhiều. Bởi tụng đại bi có công năng giải trừ bệnh tật, giải trừ oan gia trái chủ, giải trừ nghiệp chướng của bản thân mình đó. Cho nên ngồi xuống cho mình một thời công phu đi. Trung đạo cầu mong huynh đệ tiếp nhận lời chia sẻ này, để đời của chúng ta bớt khổ, cùng học đạo với nhau để tiến hóa về cha mẹ của mình. Chỉ có hai đường đi thôi, một là xuống cái lỗ đen tùi lùi rồi tiếp tục trôi lăn trong vòng sinh tử, hai là trở về ánh sáng với cha mẹ Như Lai của mình. Chọn đi. Amitabha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cảm ơn công đức huynh đệ đã lắng nghe sự chia sẻ. Dạ, với đạo Phật thưa cô, bây giờ mới can đảm hỏi hả? Để khắc sát vô, để sát cho vấn đề nghe nha. Nếu mà Phật tử ở nhà hành trì đó, ít có khi nào mà đúng giờ, rất đúng giờ, nhưng mà khi có chuyện không đúng giờ. Ví dụ bây giờ tối á, pha giờ rử thức dậy, thay đồ xong rồi cái tụng lăng nghiêm, trì chú niệm Phật, và xong đó là 8 giờ là sám hối. Sám hối rồi 10 giờ rưỡi là niệm Phật công đức, 2 giờ là tịnh. Nhưng mà con thấy nếu mà không có đúng giờ đó thì con nghĩ rằng hôm nay con muốn hỏi Hòa Thượng thôi, có thể Phật tử ở nhà như vậy mà sai giờ có được hay không? A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, cảm ơn công đức của cô. Cô ơi, tu là tình nguyện, giờ giấc cho mình quyết định. Hôm nay mình bận rộn chút xíu, trật giờ cũng đâu có sao. Mình nói tụng kinh là ngồi xuống tụng, đừng có nói xong là không tụng. Giờ nào tụng cũng được, giờ nào cũng là giờ của Phật, nhớ không? Hả, mình rảnh là mình ngồi xuống cho mình thầy kinh, bận rộn cứ đi làm, nhưng khi làm xong buông bỏ ra là trở về với Phật. Việc làm và hai tụng kinh, hai cái nó khác nhau hoàn toàn. Đừng có ngồi tụng kinh mà tính cái chuyện gọi là làm. Cái đầu mình mà tụng kinh mà mình nghĩ tới chuyện làm là không có tụng rồi. Để mình tụng là hết mình luôn, là không có chuyện làm, chỉ có mình với Phật thôi. Mình với Phật hạnh phúc là được tụng. Khi buông việc tụng kinh ra đi làm việc cho bá tánh, mình với bá tánh làm việc xong buông ra về nhà mình với Phật, tức là việc gì ra việc đó, hiểu không? Mình làm việc cho huynh đệ bá tánh sanh xong, ngừng hết chuyện, về nhà mình với Phật rồi xong chuyện. Cái chuyện nãy làm mà xong rồi đó, ăn cơm buông đũa là vậy đó cô. Cô làm xong việc ngồi xuống tụng cho mình thầy kinh đi, nhớ không? Tụng hết lòng, đừng có tính, đừng có nghĩ, cứ tụng hết lòng đi. Chiều lại mấy ngày sắp xếp nhật nhân quả sẽ sắp xếp cho mình, nhớ chưa? Tụng đi, trời ơi, mắc chứng gì không tụng, có gì đâu. Ở không làm gì, ngồi nói chuyện nháp nháp cũng vậy thôi, mất thời gian, lãng phí cuộc đời. Lãng phí quá nhiều rồi, bao nhiêu năm rồi không biết ngồi xuống làm phước cho mình nữa. Đau đớn thì lam rồi mà không biết cách nào. Tụng kinh nó bớt bệnh, tụng kinh nó bớt nghiệp, tụng kinh nó giải trừ oan gia trái chủ. Cứ tụng đi rồi sẽ được lợi lạc, thấy không? Làm đi, không có chết. Ai mà hít sâu thở dài chết, tôi sẽ đền mạng, tôi sẽ cho một cái hòm. Ai tụng kinh mà giấy đạch đạch chết, tôi sẽ cho tiền mua hòm, cho tiền đủ thứ luôn, cho huynh đệ mai táng luôn. Ở đây mà huynh đệ nào có tụng kinh chết, nói cho tôi biết, tôi sẽ tặng cái hòm tốt, chắc chắn luôn. Ai hít sâu thứ dài chết, tôi sẽ tặng cho một cái hòm. Huynh đệ mà nằm thẳng cẳng ra không thở gọi là gì? Nằm thẳng luôn không thở gọi là gì? Ngẫm. Thì ta phải thở sâu thở dài đi. Hơi thở là quyền lợi chung của tất cả, không khí là của chung hay của riêng ai. Thở ít ráng chịu mất quyền lợi, thở nhiều vô có nhiều quyền lợi. Mình càng thở đầy thở đủ thì mình khỏe mình mạnh, nhớ không? Nhớ chưa? Như đạo Phật. Cảm ơn công đức của cô đã hỏi.
Từ nhỏ tới lớn, lúc mà mình chưa biết Phật Pháp, mình không ăn chay, mình ăn đủ loại chúng sanh hết, bao tử mình là cái mồ chôn tập thể. Cho nên cái nghĩa trang đi tới đi lui, trong đó tàn là chúng sanh bị giết ở trong bụng mình á, được chôn trong đó đó. Nên thầy gọi là nghĩa trang di động. Thì ghê chưa? Nhưng mà mình không có ý thức là mình đang mang trong người một cái nghĩa trang tập thể đủ loại cô hồn các đảng, nó gọi là oan gia trái chủ. Hồi nhỏ tới lớn, khi mà mình không biết Phật Pháp, mình cứ ăn, mình vay mượn chúng sanh để nuôi thân xác của chư Phật. Để thầy hỏi lại huynh đệ, trong người mình có một cái điều thiêng liêng nhất mà mình gọi là gì? Hả? Phật ở đâu? Phật ở đâu? Nói cho lớn lên, Phật ở đâu? Chắc không? Chắc không? Phật ở đâu? Phật ở trong tâm. Tâm ở đâu? Tâm trong thân. Cái thân mình bỏ chúng sanh vô thì cái thân này sạch hay dơ? Cái thân mình chính là chỗ cư ngụ của ông Phật. Nếu không có cái thân thì cái tâm không có chỗ ở. Cái tâm không có chỗ ở tức là ông Phật không có chỗ cư ngụ, đi lang thang gọi là ma. Cái thân của mình vay mượn chúng sanh quá nhiều, nhiều năm, nhiều tháng, nhiều đời, nhiều kiếp, sinh ra bệnh tật. Khi mà bệnh tật mình rên la khóc lóc là bởi vì mình đã vay mượn họ quá nhiều trong quá khứ, trong tiền kiếp, trong hiện kiếp. Cho nên khi mà mình bệnh, mình nằm xuống đó, họ bu lại, họ cắn, họ ngắt, họ nhéo mình đó. Họ làm mình đau khổ, đau đớn, nhức mình, nhức bẫy, ăn không ngon, ngủ không yên, muốn chết không được, muốn sống không được. Bởi vì họ vay đòi, mình đã vay họ phải đòi, mình mượn mình phải trả. Chính khi mình yếu quá, mình nằm xuống á, họ bu lại, họ cắn mình, họ ngắt mình, họ nhéo mình, cho mình rên rỉ ghê lắm. Đó gọi là oan gia trái chủ. Bởi lúc mình còn trẻ, còn khỏe, còn mạnh á, mình ăn, mình nhậu, mình đụng gì mình quất cái đó, thấy người ta đi ngang là chảy nước miếng, muốn ăn người ta rồi. Ác đến độ như vậy luôn, người ta đi khơi khơi á, vỗ bạch bạch tay gái te te lại cắt gần cổ nhậu, coi lại coi mình hiền hay ác. Rồi chưa kể tới dỗ ông bà của quyền thất tổ, đập đầu con này, đập đầu con nọ, đập đầu con kia, ngồi xuống quất nhậu cười ha hả. Lúc đó mình đâu biết rằng là mình đưa chúng sanh vào cái chánh điện của Phật. Mình bạc đãi chánh điện, mình bỏ đồ ô uế vô làm chánh điện này bệnh tật. Ông Phật không có cơ hội ngồi dậy, nhưng cái tôi mình nó ngồi dậy, nó chiếm lấy cái nhà của ổng. Nó làm cho ông Phật mình bệnh tật, tạo tác nghiệp ác, ngày này sang ngày nọ, năm này sang năm kia, lúc nào cũng làm điều ác, ăn chúng sanh, ăn chúng sanh, ăn chúng sanh, là mình đem bệnh tật vào trong cơ thể của mình. Thầy mới vào trong nhà thương mấy ngày liền, trong một tuần vô 4-5 ngày liền, thầy nhìn thấy kinh khủng lắm. Một người bệnh lúc bình thường cái mùi đã nặng, nhưng mà khi lúc bệnh á, cái mùi nặng gấp 3 lần cái mùi chúng sanh không thôi. Mà khi nằm xuống đó, đi vô đó chỉ có biết là lại cái giường đó, đừng có ngó chung quanh, ngó chung quanh chỉ có là chỉ thấy đau khổ mà thôi. Mình như vậy nè, họ lột hết đồ mình ra, rồi nằm mình phơi trần, phơi truồng đó. Bao nhiêu người đi tới lui, rồi y tá, bác sĩ tới lui, nhìn mà thấy thảm thương. Mình thấy cái địa ngục ở trần gian ngay trước con mắt mình luôn, nhưng mà bác tánh nhìn không thấy. Những con quỷ mà mặc đồ trắng, nó bịt cái mặt này ha, rồi nó đeo mắt kiến, nó ngồi, nó mọc, nó thọc chân mình, nó móc cái này, nó móc cái kia, nó cắt cái này, nó thẻo cái này, nó lẻo, nó xẻo, nó mổ, làm đủ trò hết. Bởi vì nó cái địa ngục tại trần gian mà. Lúc nhỏ mình vay mượn thứ dữ đâu, bây giờ cái thằng đó nó đại diện cho quỷ sứ, nó móc. Nó móc lòi tiền ra. Nó móc chừng nào mình hết tiền thì thôi, mà mình còn ngáp ngáp mà mình có tiền nó móc nữa. Thầy lặp lại, hồi còn nhỏ, tại sao huynh đệ lớn lên thèm thịt, thèm cá, thèm gà, thèm vịt, thèm đủ loại thèm. Bây giờ đây là tội lỗi của cha mẹ, thầy vạch rõ ra, thầy mới nói huynh đệ tại sao gọi là nghĩa trang di động. Hồi nhỏ mình mới biết ăn thôi, huynh đệ có biết cái gì là ngon không? Hả, đói là bú sữa đúng không? Biết nhai đâu biết ngon, nhưng mà mình làm cha làm mẹ đó, mình thích cái món gì á, mình đút cho con mình ăn đó, ngon lắm con ăn đi. Đứa nhỏ đâu biết ngon dở. Hả, mình thích cái gì mình nhét cho nó ăn, nhét nhét riết nó lớn lên á, nó thèm những cái mình cho nó ăn là chúng sanh không thôi. Nó không có biết gọi là ác, mình làm cho nó ác mà nó không biết nó ác. Mình cho con mình có một phương tiện tạo nghiệp ác. Khi mình cho nó ăn đủ loại chúng sanh, lớn lên nó thèm khát ăn thịt chúng sanh, nó ăn. Nhưng mà huynh đệ để ý nha, thầy đứng trên thì nhìn xuống thì thấy 5-7 người thanh niên á, để một dĩa máu để súng lại hút rùng rột. Ngạ quỷ đang ăn máu chúng sanh đó, ngạ quỷ đó nha. Nhìn trên cao nhìn xuống thì thấy 5-7 thằng húm rút rột 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 đó, đã ăn chúng sanh, hút máu chúng sanh đó, ăn tươi nuốt sống đó. Huynh đệ, mình bỏ vào cơ thể mình á, những cái thuốc độc nhất để mình giết chết cái chánh điện của Phật. Hả, nói Phật tại tâm. Nếu mà Phật tại tâm thì tâm trong thân,
Nếu không có thân thì tâm không có chỗ ở, còn nghĩa là ông Phật đi lang thang. Nếu mình sống với cái tâm phàm phu tục tử thấp hèn của thế gian thì cái tôi mình sẽ lớn vô tận. Mà cái tôi mình lớn là mình chọn con cái đường gọi là về địa ngục. Mình không sống với cái tâm Phật, mình ăn tầm bậy tầm bạ, mình nói tầm bậy tầm đạ, mình làm cho thân xác mình bệnh tật, có nghĩa là mình đang bạc đãi cái chánh điện của Phật. Nhớ không? Bây giờ huynh đệ tạm hiểu là cái gì là nghĩa trang di động chưa? Hồi nhỏ mình bị cha mẹ mình cho mình ăn, lớn lên mình có con mình thương, mình cũng cho con cái mình ăn như vậy, mình làm theo y như cha mình đã làm. Có nghĩa là mình cố tình giết chết Phật tánh của con cái mình, cố tình giết chết. Bởi vì nó càng ăn thịt nhiều chừng nào thì Phật tánh nó càng nhỏ chừng đó. Đứa con nít mới đẻ ra cho đến 10, từ 1 tới 10 tuổi, cái đầu nó rất là thông minh, nó có thể học 5-7 thứ tiếng. Nó nói nhiều thứ tiếng luôn được, nhiều ngôn ngữ khác biệt được. Nhưng nếu mình nhét thịt chúng sanh vào, chừng 5-6 tuổi sau bắt đầu nó ngu, nó sẽ mất cái tánh thiêng liêng đó đi. Mà nó ăn càng nhiều chừng nào thì Phật tánh nó càng nhỏ chừng đó, cái tôi nó càng to. Hãy cái tôi nó càng to chừng nào chân Phật nó càng bé chừng đó. Bản thân chúng ta cũng vậy. Hãy cái tôi mình lớn là ông Phật bé. Hãy tôi càng lớn Phật tôi càng bé. Tôi khổng lồ Phật sẽ biến luôn. Cho nên chúng ta vay mượn chúng sanh để nuôi thân mạng, có nghĩa là chánh điện của Phật. Trong mỗi người chúng ta đều có một ông Phật ngự trị thế gian gọi là Phật tánh, đúng không? Hỏi Phật ở đâu ai cũng trả lời đúng một câu là Phật tại tâm. Hỏi tâm ở đâu ai cũng trả lời đúng một câu là tâm tại thân, phải không? Vì chứng tỏ cái thân là cái gì của ông Phật, là nơi cư ngụ thường trụ. Nhưng chúng ta làm cho cái chánh điện của ông bị ô uế nhơ nhớp, bất tịnh, đem chúng sinh vào nuôi cái thân mạng này. Hả, mình ăn chúng sanh càng nhiều, bệnh tật mình càng nhiều. Bởi vì hiện tại bây giờ họ nuôi chúng sanh rất là độc ác. Họ bỏ, họ tiêm thuốc độc, họ làm đủ trò đủ chuyện để cho con vật nó mau lớn lên. Huynh đệ có biết ở Mỹ không, một con gà có một tuần thôi, nó nuôi 6 tuần sau là 10 mấy ký á. Huynh đệ tưởng tượng đi, nó cho ăn những cái độc nhất để nó lớn lẹ nhất. Thành ra đứa Mỹ, đứa con nít bên Mỹ á, 14 tuổi là râu mép nó dài ra. Râu mép nó rất là dài, nó rất là đậm. Con gái 8-9 tuổi là nó có kinh rồi. Bởi vì trong thức ăn nó rất nhiều kích thích tố của nam và nữ, cho nên con trai râu ria xòm xàm, con gái thì đã có thể là có con, sanh con đẻ cái được 9-10 tuổi đã có thể có bầu rồi. Nó cho ăn thuốc như vậy. Nhưng huynh đệ không biết cứ cho tiếp tục ăn. Hả, mình càng cho nó ăn càng nhiều, mình cấy nguyên nhân bệnh tật ung thư rất là nhiều. Ngày xưa Việt Nam mình ít ung thư lắm, bây giờ rất là nhiều ung thư. Vô nhà thương thấy rất là đau khổ. Mỗi lần vô đó là sự ảm đạm nó bao vây thầy. Thầy thấy tội nghiệp huynh đệ đang nằm trong đó. Rất là tội lắm nha huynh đệ. Coi vậy mình còn mặc đồ vậy chứ, khi bệnh xuống rồi nó lột hết đồ của mình ra, nó cho mình nằm trần truồng, nó đút ống này đút ống nọ, đút ống kia, đút tùm lum, đút lòi tiền ra mới thôi. Bây giờ muốn bị đút vậy không? Muốn không? Nếu muốn thì tiếp tục ăn chúng sanh đi. Trung đạo nói thôi nha, còn chuyện quyết định là của huynh đệ nha. Trung đạo thấy bằng con mắt này nè. Hạ chết trong đó là chết đau khổ. Người nào cũng chết trong đau khổ. Mình mẩy tàn lại dây nhợ ống chích không à. Đó là địa ngục đó. Địa ngục ở tại thế gian, tìm đâu ở tận chốn non ngàn. Ngay trong cuộc sống sẽ không thấy. Thiên đàng địa ngục cũng ở trần gian mà. Thế huynh đệ muốn vô địa ngục dễ dàng. Dễ lắm. Tôi nói á, thiên đàng hữu lộ vô nhân vấn, địa ngục vô môn hữu khách tầm. Niết bàn với thiên đàng là có đường đi nhưng mà không có ai tới. Địa ngục á, thì không có cửa mà ai cũng xuống lại gõ. Mình cứ nhào vô không à, đã lắm. Tới chừng mà đụng chuyện rồi khóc hù hụ, khóc hù hụ, khóc tối ngày cầu nguyện. Con ơi cứu má đi, con ơi cứu ba đi, trời ba khổ quá, ba đá gà, giờ gà nó đá ba chịu hết nổi rồi. Em ơi đem gà cho hết đi, dưới này nó đá anh muốn chết luôn, đá hoài ngày nào nó cũng đá. Nó hùng ở cái bè đó, đang đá gà nhào xuống chết, tuần sau về kêu vợ cho hết gà đi, vợ xách gà cho hết. Hỏi sao vậy, dưới nó xuống hành hạ mỗi ngày cái tội đá gà cửa. Nó trả liền luôn, bây giờ trả liền luôn. Còn những thằng mà du đảng láo cá, cướp giật, đâm chém, vừa chết xuống dưới là treo lên ta chặt cặp giò hết, không cho chạy chặt chân hết. Về về báo kêu vợ kêu con khóc lóc, nhờ vợ con đi làm phước. Thành huynh đệ đi làm phước, tụng kinh chẩn tế phóng sanh là mình đang tạo phước âm đức cho chính mình để cầu nguyện những vị trong gia tộc mình có lỗi lầm lớn lao như vậy đang bị đọa. Mình làm như vậy họ có hội thoát khỏi cảnh địa ngục.
thầy thấy nhiều thầy đi cúng cho người ta rồi nó kể thầy nghe thầy cũng phát sợ, mà bản thân thầy cũng không giúp được người đó luôn. Lúc mà kêu thầy tới cúng thầy không biết ông đó làm nghề gì, khi cúng xong rồi mới hiểu thì ra ông này chuyên môn sai người ta đi chém mướn mà đòi nợ. Khi mà ông chết xuống dưới ông về liên tục trong 21 ngày về kêu vợ năn nỉ vợ đi làm phóng sanh chẩn tế cứu độ cho ông. Ngày nào ông hành hạ ông có đâm thọt mình mãi ông máu me không, mà ngày nào cũng đem máu me về nhà năn nỉ vợ. Trong 49 ngày có thấy đau khổ không? Bây giờ huynh đệ muốn bị đâm thọt như vậy mỗi ngày không? Hả? Muốn không? Không muốn thì làm sao bây giờ? Nghĩ thiện làm lành tụng kinh trì chú để giúp cho đời mình bớt khổ. Nói đây là nói cho huynh đệ thức tỉnh đó nha, cẩn thận á. Mình ha, mình cầm con mình cắt cổ người ta xuống đi, mình sẽ thấy được nó cắt mình bao nhiêu lần á. Thầy có kể rất là nhiều chuyện này trong nhiều dĩa rồi. Mình giết nó nó về nó giết lại mình á. Thầy mới nhất thôi là thầy ra tới ngoài Bắc á, nhờ thầy cúng cho ông anh. Huynh đệ có bao giờ nghĩ được một người có thể cầm con dao tự mình cắt cổ mình xong rồi tự mình mổ cái bụng mình luôn? Ai làm được điều này không? Không bao giờ. Thằng kiếm sĩ của Nhật á, nó cầm con dao nó mắc bụng nó rọc nhào xuống chết liền, đâu có thời gian nó cắt cần cổ. Nhưng mà anh này làm được, anh cắt cổ, anh mổ họng, mổ bụng anh luôn. Vừa nói xong thì nói: anh con làm nghề giết heo đúng không? Nói không. Anh con làm thợ máy? Nó không. Anh con trước đó làm nghề giết heo? Nói dạ đúng. Xui cho một cái là con heo đó được một người sống lang thang, một con ma cô hồn đi đó đây không nơi nương tựa, nhập vào con heo để được ăn được nằm. Nhưng mà xui tới ngày là con heo nó lớn, ông này lôi con heo ra cắt cổ bổ bụng, nó về bệnh trầm cảm nằm trong mùng đó mấy tháng sau. Tự lấy con dao mà mình cắt heo á, đâm vô cổ họng rọc một cái, rọc luôn cái bụng mình chết. Thấy ghê chưa? Huynh đệ tưởng tượng một cái cảnh nào mà tự mình cầm con dao mà mình mổ heo, tự cắt cổ mổ bụng mình đó. Huynh đệ không bao giờ thấy được cảnh này đúng không? Thầy là người đi cúng đó. Huynh đệ muốn nhắc, muốn không xuống cái lỗ địa ngục kia để mà trả quả, huynh đệ phải suy nghĩ đi, làm cái gì đó để đừng bị, để đừng làm cho thân xác mình trở thành cái nghĩa trang di động, bao tử mình trở thành cái mồ chôn tập thể, trong máu huyết mình tàn là máu huyết của chúng sanh chạy tới chạy lui, rồi sanh ra bệnh tật đủ điều đủ chuyện, bởi trong chúng sanh rất nhiều chất độc. Khi một con heo được nuôi từ nhỏ tới lớn, nhà chủ nuôi heo đó là bơm bao nhiêu thứ thuốc độc cho người đó thì con heo lớn, mà trước khi bán nó hành hạ con heo. Huynh đệ tưởng tượng con heo đau khổ cỡ nào, nó la nó hét, cái sự đau khổ nó chạy vào trong bắp cơ bắp thịt của nó, hiểu không? Sự đau khổ hận thù nằm trong bắp cơ bắp thịt. Chúng ta ăn là chúng ta ăn những cái hận thù đau khổ heo trong cái cơ thể của mình. Cho những người nào mà ăn thịt nhậu nhẹt nhiều, tánh tình nhìn kỹ đi, kỳ cục lắm, kỳ lắm đó. Thầy không có nói thẳng được, hiểu không? Tự mình biết, tự mình biết đó. Nó nuôi nuôi tàn nhẫn lắm, tự nhiên phải gì có lời thôi. Thật ra nếu mà mình chấp nhận ăn, cái là mình chấp nhận bỏ thuốc độc vào người của mình, là mình chấp nhận vậy. Khi mình bị ung thư đừng la tại sao tôi hiền mà tôi bị, không có hiền. Nó hiền đâu có ăn chúng sanh mà biết độc vẫn ăn. Mùng 3, mùng 1, mùng 2, mùng 3 Tết thầy không tiếp khách, không trị bệnh, thầy chỉ tiếp Phật tử với đệ tử thôi, mà nói chuyện vui, không được kể chuyện buồn trong 3 ngày. Thì ngày mùng 1 người ta thân thăm thầy xin trị bệnh, thầy đuổi về, thầy không có trị bệnh. Ngày mùng 4 quay trở lại, thầy cũng không muốn trị, nhưng mà thầy nhìn người ta đi từ xa quá, thầy mới nói một câu: bác, tôi biết bác bệnh gì, bác nuôi chúng sanh, bác tiêm thuốc độc rồi bác ăn thịt của nó cho nên bác bệnh. Mà thầy nhìn thầy biết bà nuôi. Bà nói dạ đúng, con nuôi nó mà con gì cuộc sống con nuôi mà con cũng phải ăn. Cô biết nó độc cô vẫn ăn, dù cô bệnh như vậy tôi chỉ làm cho cô một lần thôi, có nếu cô không ăn chay tôi sẽ không làm cho cô. Cái rồi bà đồng ý ăn chay thì mới làm gỗ xong cũng khỏe đi về. Rồi không biết ăn chay nó không, thầy không biết, tới đó là hết. Nhưng mà thầy nhìn thấy được, nếu mình đem chúng sanh có độc vào người mình, tức là mình chấp nhận mình tự hạ độc cho chính mình. Rồi tới chừng mà mình chịu không nổi sức khỏe kém á, bắt đầu cái độc nó lòi ra, mình tự bạc đãi bản thân mình, mình hành hạ cái chánh điện của Phật, mình làm chánh điện của Phật, bệnh tật đau khổ lúc đó nằm rên la thì muộn rồi đó. Muộn chưa? Khi nói tôi bệnh rồi nhưng mà mình vẫn không nghe, tiếp tục nhét thuốc độc vô, thấy bệnh nặng quá té cái bạch ra chở đi cấp cứu, vô trọng nó mổ banh người mình ra, nó làm đủ trò đủ chuyện, còn phải đưa tiền nữa chứ. Bây giờ có thấy là đau khổ không? Chưa. Bây giờ còn như nè, chưa. Khi mà nằm nữa rồi mới thấy, muốn chết cũng không chết, muốn sống cũng không sống, mà sống què quạt, sống đau khổ.
muốn làm theo ý mình cũng không được, vì tay chân muốn không có làm được. Bởi vì mình đã từng bạc đãi nó, thì bây giờ nó quay lại, nó ngược lại, nó bạc đãi mình, gọi là quả báo tại thân. Mình không biết trân quý cái nhà của Phật, mình không biết trân trọng những gì mình đang có, mình không yêu thương bản thân mình. Mình ăn tầm bậy tầm bạ để mình hạ độc nó, rồi mình làm những điều mà thiệt sự là trái tai gai mắt để mình hạ độc cơ thể của mình, hại chết cái ông Phật trong này. Ông nương vào căn nhà của mình để ông được luyện đạo tiến hóa, nhưng mình không biết dùng để làm phương tiện tu học, dùng phương tiện gọi là phá hoại, phá hoại cái chánh điện này bằng mọi cách. Tức đêm tức hôm rình rập cờ bạc, khúc sách, nhậu nhẹt, đề điếc, độ bóng đá, đủ trò đủ chuyện, chửi bới nhau, nói qua nói lại thọc mạch, làm những trò thiệt thiệt là thấp hèn trong thế gian. Rồi ngày nó đủ rồi á, bắt đầu nó quay lại đập cho người một cái. Lúc đó trời ơi, tôi đâu có ác đâu mà giờ tôi bệnh quá. Không ác sao bệnh, bệnh đều nặng nhẹ đều do nghiệp nhiều nghiệp ít. Cho nên huynh đệ có bệnh nặng mà đi cấp cứu là phải suy nghĩ lại mình đã từng làm gì. Có những điều mình từng làm mà mình không biết, có những điều mình nghĩ ác mà mình không hay, mình nghĩ là bình thường, thực sự nó đều trở lại do chính bản thân mình tạo tác. Thầy vừa làm hoàn tất xong một công việc, cho nên thầy thấy quá nhiều thứ thầy phải nói để nhắc nhở huynh đệ. Đây là một cái duyên chúng ta gặp nhau, hầu như là không có sự sắp đặt, tự nhiên đến làm trận đếm xanh rồi ngồi nói chuyện luôn. Sẵn cái thầy nhắc huynh đệ luôn, chúng ta bây giờ mình bớt tạo tác nghiệp đi, để mình có nhiều cơ hội ngồi xuống đây tụng một thời cư chung với nhau, niệm cùng một câu Phật để bớt tạo tác nghiệp. Nếu mình lại làm được điều này là lợi lạc của chính mình và của gia đình mình, chứ không phải của thầy, của cô hay của chùa, mà của chính bản thân mình, để tự giúp mình không bị đau khổ sau này, không bị quan gia trái chủ đeo bu đòi nợ. Hả, có vay là phải trả, có mượn là bị đòi. Rõ không? Để hiểu ý thầy chia sẻ không? Đây là thầy khuyên và chia sẻ của huynh đệ. Mình để ý những gì mình đã nghĩ, những gì mình đã nói, những gì mình đã làm, tức là mình phải biết sám hối cho tam nghiệp. Những gì đã nghĩ, đã nói, đã làm phải hạn chế tạo tác, nếu không thì nghiệp lực thật là dày, thật là cao, không có đủ sức giải. Đến khi không đủ sức giải thì nằm xuống đó rồi rên khóc, lúc đó thì muộn quá rồi. Bây giờ để tạo phước cho gia tộc, nên cái câu có 8 chữ thôi huynh đệ nhớ, đều là nghĩ thiện, làm lành, tụng kinh, trì chú. Nghĩ thiện là ý nghiệp, làm lành là thân nghiệp, tụng kinh trì chú là khẩu nghiệp. Có 3 cái này thôi, huynh đệ nên lặp đi lặp lại mỗi ngày để tạo phước cho chính bản thân mình, để bớt tạo tác nghiệp trong cái thân khẩu ý đó. Rõ không? Nếu làm được thì phước đức của huynh đệ hết, còn trung đạo hoàn toàn không có chấm mút chút nào trong đó. Đừng có nghĩ rằng ổng nói để mình làm rồi ổng có lợi, không có đâu. Ổng nhiều chuyện thôi, ổng sợ huynh đệ đau khổ mới nhiều chuyện như vậy đó. Thầy thấy quá nhiều, thầy thấy mới đây một tuần thầy thấy quá nhiều sự đau khổ. Thầy thấy người ta đi như vậy thầy cũng đau khổ, thấy nằm ở trần ở chuồng thiệt là đau khổ. Mình không biết gì hết, còn nó lật qua lật lại, nó kéo tới kéo luôn, nó cắt cái này, trời ơi, nó làm như là mình đang cắt củ gà, củ vịt, nó làm mình không khác cái đang mổ heo á. Huynh đệ thử coi, tưởng tượng cái cảnh mình giật con heo chặt sao là lên bàn mổ nó làm y như vậy đó. Kinh khủng chưa? Nếu mà mình hiểu được, mình biết được, mình không có dám làm đâu. Đồng thời để mà bớt tạo tác nghiệp, chúng ta phải nghĩ tưởng đến ông bà cha mẹ đã quá vãng của mình, phải biết ngồi xuống tụng thầy kinh giúp cho họ được siêu sanh tịnh độ để tạo âm đức. Bên cạnh đó nghĩ thiện làm lành để tạo dương đức, cho nên phước đức đầy đủ. Huynh đệ có hiểu sự chia sẻ của thầy không? Trung đạo nhắc nhở huynh đệ đó, nhắc nhở mình bây giờ nghĩ lại đi, mình suy nghĩ lại lời của trung đạo nói đi. Có phải, ủa có phải là mình là nghĩa trang di động không? Nghĩ nhỏ lớn mình ăn bao nhiêu con mình nhốt trong cái bụng này rồi, phải không? Thì đi tới đi lui đó là nghĩa trang di động đó, không cần có mộ bia tên tuổi hết mà đầy nhóc trong đó, không biết bao nhiêu năm tháng rồi, ngày nào cũng sực tụi nó mà, nhưng nó chờ đợi thôi. Tại sao mình xui hoài, tại sao mình bệnh hoài? Bởi vì mình vay mượn chúng sanh để mà nuôi cái thân mạng mình, cho nên phải bị quan gia trái chủ đòi. Đó là luật nhân quả mà mình phải chấp nhận trả, bởi mình là người tạo tác. Cho nên câu nãy nói để là Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Ha?
các Bồ Tát tạo nhân chúng sanh cầu quả. Cho nên thầy nói câu thiên đàng hữu lộ vô nhân vấn, cái cảnh cực lạc có đường đi mà không ai hỏi, địa ngục vô môn hữu khách tầm, địa ngục không có cửa nhưng mà nhiều người tới, tới gõ rồi giành nhau gõ, chen chúc nhau gõ, ra thế gian qua khỏi cửa người mẹ. Khi mà mình đẻ một đứa con ra, đứa con này phải qua khỏi cửa người mẹ mới được ra thế gian nha, chứ không phải tự nhiên bên hông nhảy ra đâu, trừ là thánh thai thôi, còn tất cả chúng ta đều phải qua cửa người mẹ hết mới vào thế gian được đó nha, rõ không? Cho nên người đàn bà làm việc cho Như Lai gián tiếp là đưa vào thế gian những vị minh sư, những đấng minh vương, các vị lợi lạc cho bá tánh chúng sanh. Nhưng khi chúng ta đi qua cửa người mẹ để vào cái cõi ta bà này á, chúng ta chỉ có hai đường đi thôi. Nếu chúng ta sống với cái phong phàm phu tục tử, sống với cái tâm phàm phu tục tử, bản ngã thấp hèn cái tôi mà tự cao tự đại của mình, tức là mình chấp nhận con đường trở về địa ngục. Còn nếu sống với cái tâm của chư Phật, tấm thương yêu rộng lượng từ bi bác ái hỷ xả bỏ qua quên lãng tha thứ tương trợ giúp đỡ, là mình chấp nhận sống với cái tâm Phật thì mình trở về niết bàn. Chỉ có hai đường đi thôi, một là địa ngục, hai là niết bàn, huynh đệ tự chọn. Nói một câu cho nghe đi, muốn đường nào đi? A Di Đà Phật, chúc mừng cô. Làm sao để chọn niết bàn? Nghĩ thiện làm lành, tụng kinh trì chú để giảm bớt tạo tác cái tam nghiệp là ý khẩu thân của mình nó bớt đi thì mình mới có hy vọng. Hãy là một thiện nam tử, một thiện nữ nhân đi thì còn có hy vọng về cõi cực lạc quốc. Ở đây đa số là niệm Phật xin vãng sanh phải không? Hả? Hay tu gì đây? Niệm Phật hay gì? Hả? Hả? Ở đây niệm Phật hay tụng kinh gì? Cho dù niệm Phật hay tụng kinh, chúng ta cũng muốn, mục đích chúng ta là tạo tác nghiệp thiện, có phải không? Mình tạo tác thiện nghiệp giúp cho mình phát triển thiện tâm. Nếu người tu mà không phát triển thiện tâm thì dứt khoát các vị thiện thần không thể nào giúp đỡ huynh đệ được. Cho dù trong hoàn cảnh khốn khó nào, cố gắng giữ gìn thiện tâm của mình, ở bất cứ nơi nào, trong cuộc sống khốn khó cỡ nào, cũng phải biết niệm Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, giữ lòng trong sạch tinh khiết, cái đầu óc mình minh mẫn thanh thản, thì mong rằng chung quanh mình sẽ có các vị thiện thần gia hộ giúp đỡ. Nó rõ như vậy. Nếu huynh đệ giữ gìn thiện tâm của mình trong mọi hoàn cảnh thì chắc chắn bên cạnh huynh đệ sẽ có các vị thiện thần trông nom mình đó. Trung đạo mong rằng huynh đệ phát triển thiện tâm bằng cách là nghĩ thiện làm lành, tụng kinh trì chú. Đây là quyền lợi của huynh đệ nha, còn trung đạo không có xía vào trong đó. Trung đạo chỉ nhiều chuyện chỉ giùm thôi. Cái nghề của trung đạo là nhiều chuyện. Sợ huynh đệ xuống địa ngục cho nên mới nhắc. Nó gọi là nhiều chuyện đó. Còn chuyện huynh đệ cũng thích đi đâu thì chuyện mất chứng thầy phải nói phải không? Nhưng mà lỡ ngồi đây rồi kể nói đại vài câu đi, nhận nhận thôi. Thấy không? Nhớ không? Nếu mình không gõ xuống bàn á thì không nghe tiếng động. Muốn không hưởng quả ác á thì đừng có làm cái việc ác. Rõ không? Muốn ông Phật mà muốn giúp đỡ mình á, nghĩ thiền làm lành tụng kinh thì chú đi, hy vọng có mấy ổng ở bên cạnh giúp đỡ mình. Còn muốn ma quỷ đi theo mình cứ tiếp tục ăn chúng sanh đi, đụng đâu quốc đó đi, quốc cho đã đời rồi thấy được nó bên cạnh mình đó. Huynh đệ không hiểu được điều này đâu. Nếu huynh đệ bệnh thiệt là bệnh đi, cái năng lượng mình mất hết rồi ha. Hả, mình vừa nhắm mắt lại thấy nó đầy nhóc bên cạnh mình luôn. Nó lôi đầu nó đánh rồi nó tới nó ngủ với mình, nó làm đủ trò đủ chuyện, nó hành hạ mình đó. Nhưng mà khi mình mạnh khỏe, mình niệm Phật mạnh khỏe sạch sẽ, mình có hy vọng thấy được chư Thiên, chư Phật, chư Bồ Tát. Hai đường đi thôi. Nếu mình thấp, mình tệ quá, mình đâm đầu xuống thì mình sẽ thấy các vị đó. Còn đi cao lên chút xíu nữa, năng lượng nhiều, thấy các vị khác. Bây giờ vấn đề chấp nhận thấy cái đó hay thấy cái kia, tùy. Thấy cái kia là địa ngục mở cửa đó, còn thấy mấy ông kia thì niết bàn mở cửa. Nếu huynh đệ năng lượng thấp kém quá, bệnh tật nhiều quá, càng lúc mình ngủ mình càng thấy tầm bậy, mình càng thấy nhiều người xung quanh mình, trong đó có quyền thất tổ mình lôi đồi mạng mình hay nhờ mình giúp đỡ, mà lúc đó mình giúp mình còn chưa xong mình giúp ai? Cho nên huynh đệ thấy nhiều người xung quanh mình, nó phải biết rằng năng lượng mình quá cạn đi, mình đang gần gũi mấy anh kia đó. Còn muốn xa mấy anh kia ra gần chư Phật
phải tu cho giỏi vô, năng lượng đầy đủ, trí tuệ sáng suốt vô, thì mình nâng cao tâm thức mình lên, năng lượng mình nhiều vô thì mới gần chư Phật. Bây giờ mình muốn gần chư Phật hay gần cái kia, quyết định đi. Gần Phật hay gần ma? Nhát thì thôi luôn, mới nói chút xíu giùm mình. Gần Phật hay gần ma? Nói thì làm. Gần ma hả? Chúc mừng. Nam mô A Di Đà Phật. Trung đạo chỉ chia sẻ thôi, còn chọn lựa là của huynh đệ. Trung đạo sẽ hỏi đi hỏi lại những cái điều mà lợi lạc nhất. Huynh đệ muốn gần ma cứ tự nhiên, trung đạo chúc mừng. Còn nếu huynh đệ muốn gần chư Phật, trung đạo tán thán công đức của huynh đệ. Bởi vì khi trung đệ gần chư Phật, huynh đệ có nhiều cơ hội để tu luyện, nhiều cơ hội giúp đỡ anh em huynh đệ xung quanh của mình đó. Còn mình gần bên kia rồi, đừng có hòng giúp ai, có phá hoại không thôi. Một bên thì phá hoại tâm linh, làm cho mục nát cuộc đời của mình, làm cho đời sống của mình tàn tệ, bệnh tật, đau khổ. Còn một bên kia thì làm giúp đỡ cho mình phát triển đời sống tâm linh, năng lượng cao dày, để làm lợi lạc cho bá tánh chúng sanh, anh em của mình xung quanh. Để tự chọn con đường đi đi. Đừng có ngồi rì rì đó chờ ngày nó ăn thịt mình. Sống ngày nào cũng như ngày đó, ngày nào cũng như ngày đó, từ từ tới ngày qua đời. Không lợi lạc cho ai, không lợi lạc cho mình. Thấy không? Sống làm sao đó mà một ngày như mọi ngày, ngày nào cũng tiến hóa. Thấy không? Tức là ngày nào cũng tiến hóa, như mình nhìn vô thấy mình là an lạc hạnh phúc. Chứ đừng sống như một ngày như mọi ngày, ngày nào cũng như mọi. Không có tiến hóa được chút nào, càng ngày càng tệ. Rõ không? Quân định chúng ta không cần phải mình có nhiều kiến thức, học hỏi nhiều sách vở, không cần. Mình có nhiều sách vở, mình sống không trúng cũng vậy à. Nhưng mà mình biết ít đi, mình sống trúng á, lợi lạc cho bá tánh vô cùng. Một cái tâm đơn giản, đơn thuần, mộc mạc, vô tư, rộng lượng, yêu thương bá tánh chúng sanh như chính bản thân mình. Đó, cái tâm mộc mạc như vậy mình mới có phát triển tâm linh được. Còn mình biết nhiều chữ quá, đụng là mở miệng nói, chỉ làm khổ những người xung quanh thôi, mà là khổ bản thân mình luôn. Mình nói không, mình đâu có làm. Mà nói đâu vậy biết là sanh tử đâu, làm cái gì biết là sanh tử đó. Tóm lại là chúng ta có hai sự lựa chọn. Một là mình gần gũi những huynh đệ đi lang thang đầu đường xó chợ, không nơi nương tựa, lạnh lẽo lạc lõng, bơ vơ đau khổ, sợ hãi trốn tránh, thế gian gọi là ma. Bây giờ huynh đệ chọn con đường đó hay chọn đường nào? Hay là chọn con đường gần gũi chư Phật, bậc thiện trí thức dạy dỗ mình đủ thứ thế gian, mình phát triển tâm linh, đời sống của mình hạnh phúc, an lạc, tự tại, khiêm nhường, kính trọng, rộng lượng, vị tha, từ bi, bác ái. Trong hai con đường đó, huynh đệ chọn con đường nào? Gần gũi chư Phật hay gần gũi với huynh kia? Tự quyết định nha. Rồi bây giờ hãy chọn những huynh kia thì chọn địa ngục, chọn những ông khác thì chọn là niết bàn. Có hai đường đi à. Bây giờ chỉ có một sự chọn lựa thôi, quyết định đi, không thôi là trễ rồi đó. Nghĩ thiện làm lành, tụng kinh trì chú là một phương tiện gần gũi và thực tiễn nhất và khoa học nhất. Nghĩ thiện là ý nghiệp, làm lành là thân nghiệp, tụng kinh trì chú là khẩu nghiệp. Ba cái này hạn chế tạo tác thì mới có hy vọng gần gũi chư Phật. Còn tiếp tục tạo tác hoài thì không cần hy vọng, cũng gặp tụi kia nữa, khỏi hy vọng. Không mời cũng tới, tự nhiên như ruồi. Thôm là bu à, không nói năng vậy đó. Sống thử đi sẽ thấy họ bu. Lúc muốn đuổi họ đi à, là phải năng nổ tụng kinh nhiều lắm họ mới đi. À, nhất là cửu hiền thất tổ mà nội ngoại hai bên mình đang chờ đợi từng cá nhân chúng ta quay trở lại để giúp các ngài được siêu sanh tịnh độ. Chúng ta là những vai chính trong dòng tộc, ngồi xuống tụng thầy kinh cầu cho cửu hiền, ngày nào như ngày đó thì tạo được phước đức lợi lạc. Rõ chưa? Rõ không? Có làm được không? Không phải của thầy đâu mà kẹo đâu nha. Đừng bao giờ ngồi xuống mà tụng kinh mà kẹo á. Tụng kinh là lợi lạc vô cùng tận, không những cho mình, cho người sống, cho người chết luôn đó. Tụng kinh là có tụng là có lợi lạc à. Thực sự tụng kinh nó không mất thời gian gì đâu. Mình chỉ ngồi xuống cho mình một tiếng ngồi, mình tụng những gì mình cần tụng cho quyền thức tổ, tụng cho gia tộc mình thôi. Ngày nào cũng làm thử coi chừng năm sau coi lợi lạc biết cỡ nào. Con cái thì về lịch giá đó, có nhỏ trò đây nè lịch giá. Cái bà đó sáu mấy tuổi á, chưa bao giờ gặp thầy. Nhưng mà mấy năm là bà tụng cửu hiền thất tổ, cầu siêu hồi hướng cho cửu hiền thất tổ. Thì ngày gặp thầy cách đây mấy ba tuần hay sao á, ba cái chủ nhật rồi á. Hỏi mùng 1 chứ. Hỏi mùng 1 không con? Chào. Phải không? Hôm nay mình 15 à. Còn 2 tuần á hả? Lẹ quá.
Thì bà nói là: thầy ơi, con thiệt là là hạnh phúc vô cùng, ba đứa con đâu ra đó hết trơn, con khỏe lắm rồi. Trước khi mà con không biết pháp của thầy, con bệnh tật cái lắm sân tụng, xong bây giờ con khỏe vô cùng. Giờ con cái con đâu ra đó nên thân hết, con rất là mừng. Thầy mới nói câu là chúc mừng bà. Đó, lời lạc của người ta đó. Thành ra khi mình thấy lời lạc mình cứ làm, đừng có tiếc công ngồi xuống. Mình càng tụng nhiều lời lạc của mình, càng nhiều phước đức của mình càng nhiều, đó là quyền lợi của cá nhân, nhưng thật sự nó ảnh hưởng đến con cháu ông bà trong nhà luôn đó, hiểu không? Nếu mình dám làm mà mình dám có phước, mình dám làm mình có hưởng đó, nhớ không? Nhưng mà đặc biệt đừng bao giờ mình ngồi xuống tụng kinh là coi mình được chứng nha, đừng. Mình tụng kinh, ngồi thiền tụng kinh là mình tụng tu cho chính bản thân mình. Mình không có cần phải xưng với ai là mình chứng cái này, chứng cái nọ, chứng cái kia, nhớ không? Nhớ chưa? Hiểu không? Ai tu tới đâu cũng có chứng cả. Tu một năm cũng có chứng, một năm, hai năm có chứng, hai năm, năm năm chứng, mười năm chứng, ba mươi năm đều có chứng cả. Nhớ không? Nhưng mà đặc biệt là những cái chứng này là không được cấp chứng chỉ đâu. Chư Phật không cấp chứng chỉ chúng ta đâu. Cái đạo hạnh của mình mới biểu lộ được cái đắc, chứng đắc của mình. Chứng đắc này không phải của phàm phu tục tử. Người ta nhìn vô, người ta biết được, người ta nói chuyện mình, người ta hiểu được, người ta cảm nhận được sự tu hành của mình, nó gọi là đạo hạnh, đạo đức. Những người đạo hạnh đạo đức cao gì, người khác nhìn vô người ta tự hiểu. Cho nên mình không cần phải mở miệng nói. Nếu mình nói mình chứng này, chứng nọ, chứng kia là coi chừng mình đang nổi chứng đó, nhớ không? Nhớ không? Mà nổi chứng lâu năm quá sanh chứng đó, đủ chuyện xui xảy ra, nhớ không? Tu tự nhiên, không cần phải làm ông này bà nọ. Người gõ xuống gõ mõ cầu nguyện cho quý hiền thất tổ, cho con cháu được an lành, chắc chắn sẽ được an lành. Bởi các ngài nói tâm lành thì mọi sự dữ sẽ lánh xa. Hoàng thiên bất phụ hảo nhân tâm, trời cao không bao giờ phụ những người có lòng. Chúng ta ngồi xuống để hết tấm lòng tụng mười thầy kinh cho quý hiền thất tổ, tụng để cúng dường chư Phật mười phương, cúng dường cho ba tánh dân tộc Việt Nam được ấm no, cúng hết lòng nữa đi, chuyện còn lại luật nhân quả và chư Phật tính. Cho nên ngồi xuống tu đừng tính. Hả, mình có tu mà tính thì quả báo trở lại là có tính. Mình đi làm phước thiện tính toán thì trở quả báo trở về là có tính toán. Còn mình bỏ ra không tính toán thì trở lại sẽ không bao giờ tính toán. Đó là luật bất di bất dịch của vũ trụ. Cho đi, người cho lại. Giúp người, người giúp ta. Ghét người ghét, người ghét ta. Ghét luôn con chó lẫn con gà. Nó ghét cả dòng tộc mình luôn. Hả, nó ghét mình, nó ghét hết con chó mình, nó cũng ghét con gà, nó không ưa, qua nó làm thịt luôn. Thành ra đừng ghét ai. Chính vì không ghét cho nên chúng ta không tạo tác nghiệp. Bây giờ thì hết khuyên huynh đệ thương rồi, khuyên không nổi. Cho nên đừng ghét là được rồi. Hả, đừng ghét là bớt tạo tác nghiệp. Rõ chưa? Thành ra kệ. Cứ làm được cái gì cho ba tánh cứ làm đi. Chuyện còn lại hãy để chư Phật là nhân quả tính ha. Trên ngồi xuống nghĩ thiện làm lành, tụng kinh trì chú để tạo tác nghiệp lành cho mình, cho gia đình, cho con cháu. Cái thân cây mà tốt lành thì cành lá tốt lành, cành lá tốt lành thì hoa quả trái tốt lành. Đó là việc tu học của tất cả huynh đệ đậu Phật tử. Nếu huynh đệ làm được, việc này là của huynh đệ đó, chứ không phải của trung đạo hay là của cô. Rõ chưa? Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng ta đàm đạo, chia sẻ thì chúng ta phải hỏi để nói qua nói lại. Trung đạo không bao giờ thích nói một mình, mà chúng ta cần phải chia sẻ để chúng ta nói những cái chướng ngại, chướng duyên trong việc tu học của mình. Nhớ không? Mình phải cởi mở mình hỏi. Nếu mình có cơ hội hỏi, cứ hỏi, đừng có ngại. Nam Mô A Di Đà Phật. Quý đệ bắt đầu hỏi. Có người hỏi thầy: thầy ơi, giờ tụng kinh to quá, người ta bắt đầu chửi mình làm sao? Bây giờ cái mỏ phải không? Cái mỏ mình tụng cái chính giữa. Tụi con cho sư mượn cái mỏ. Cái mỏ tụi con, hai cái mỏ này mình gõ được cái mỏ này. Đừng đem mỏ này lên. Khi mình gõ cái mỏ, gõ cái chính giữa tiếng rất là to, mà mình khi mà mình tung mình thâm nhập, mình gõ lớn lắm. Nhưng mà mình đối với mình là chuyện bình thường, nhưng đối với hàng xóm là chuyện phiền phức. Ngày xưa trung đạo mới phát tâm tu học, gõ mà thiệt sự nó chọi đá mà còn không nghe nữa đó. Gõ ghê lắm, vì gõ lớn nó mới linh. Còn nhỏ thì gõ lớn cho thiên mới nghe được, mấy ông điếc mà. Thì gõ thiệt to, gõ đầm đầm làm phiền lối xóm bà con á.
nó chọi đá vô nhà mà nó chửi, nó rủa mình cũng không biết luôn. Thì lúc đó mình ghiền gõ quá, mình đâu biết nó to cỡ nào, lúc mình gõ mình đâu có nghe, mình nghe là nó to, cái lỗ tai mình điếc mà. Thì mình nghĩ cái gì cũng linh cho nên phải gõ lớn nó mới linh. Còn một cây nhang sao linh được, phải một chùm nhang khói nghi ngút trong nhà thở cũng chết luôn á nó mới linh. Thì ra có nhiều nhang thắp hết trong nhà đi, rồi hoa xong xuôi chở nhà thương cấp cứu, vậy nó mới linh được. Hồi xưa thầy lỗi lầm của thầy như vậy đó. Sau này là một cây nhỏ nhỏ cắn lên cho có cái mùi vậy thôi. Gõ gì được thì gõ, nhiều khi mà mình gõ cũng đã lắm, gõ to đã lắm. Nhưng bây giờ thầy sợ gõ đánh thức người ta. Cái mỏ chính giữa mình gõ sẽ to, nhưng mình gõ bên cạnh á nó sẽ không có nghe rõ, không nghe lớn. Phép cô, thầy muốn chị. À, có người nói với thầy á, bây giờ gõ mỏ lớn quá, bây giờ bị người ta cằn nhằn rồi mình gõ. Là lớn ha. Mình gõ đi nè. Nhỏ lại, mình gõ mạnh nó cũng không kêu to được. Để có làm phiền sớm mình gõ cái cạnh này. Không thôi gõ cha nó xuống gắt luôn cho rồi. Cũng là cái mỏ, nhưng cái mỏ này mới quan trọng. Mỏ này không quan trọng. Mỏ này là phụ thôi. Mỏ này mới ghê nè. Hồi xưa thầy mới biết tụng kinh, thầy lấy chiếc đũa thì gõ xuống đất á. Thầy gõ thì nhịp thịt đọc đại bi. Thì lỡ thầy đi cúng, thầy kêu mấy cô đó nhớ khi lên gặp thầy nhớ đem cho thầy một cái mỏ, mà thợ Mỹ về thầy cũng đem cái mỏ theo, chỉ có mỏ này thôi. Thì về thì mấy cô đem bệnh nhân lên thì không có mỏ, thì xuống thầy lấy chén kiểu với cái đũa thầy gõ, thầy làm cái mỏ bệnh cũng hết như thường, phương tiện mà. Thầy qua bên kia thầy giúp bà kia, bà bị bậy bạ, bệnh bậy bạ kia, thầy đem vô nhà bà không có mỏ, tụi nó không quên đem theo, thầy xấy cái ly với chiếc đũa nhôm thầy gõ thành cái mỏ, thầy tụng cũng hết bệnh. Nói chung cái mỏ là mình xài làm phương tiện, phương tiện cho mình tập tu. Ngày xưa mình không biết gõ mỏ, mình làm tầm bậy tầm bạ. Bây giờ mình ngồi xuống tu để bớt làm tầm bậy tầm bạ, là cầm cái dùi gõ cái mỏ. Ủa, ở đây rồi hả cô? Lo nói chuyện quên cái mỏ nhỏ, thích cái mỏ bự hơn, dày. Giờ con thấy cái mỏ chỗ nào nó kêu nhỏ nhất, thấy không? Cái này bự nhất nè, thấy chưa? Tại đây mình kiếm nó, giờ mình bị phiền tói lắm nữa. Ai phiền mình gõ thiệt mạnh đâu có nhiêu đâu. Còn nếu không được thôi mình gõ vô cái đế luôn khỏi nghe, nhịp cho mình thôi. Tức là mình phương tiện thôi nha, nhớ không? Như Đà Phật, cái mỏ này nó mòn nè, nó mòn nè, không sao. Cái này mỏ bằng gỗ nó mòn không sao, cái mỏ này mòn mới quan trọng nè, cái mỏ này mới quan trọng nè. Mình càng tu đến càng mòn đi, bớt nói bậy á mới quan trọng. Còn cái mỏ này là đồ bỏ, nhưng mà đặc biệt cái mỏ này là phương tiện lớn lắm á. Ngày xưa mình không biết, mình làm bậy á, mình ngồi xuống mình gõ mỏ để đừng làm bậy, bớt làm bậy. Lỗ tai mình nghe bậy, mình nghe tiếng mỏ để bớt nghe bậy. Con mắt mình nhìn bậy, nhìn vô kinh để đừng nhìn bậy. Cái miệng nói bậy, đọc kinh để đừng nói bậy. Cái thân làm tầm bậy, ngồi xuống tụng kinh để đừng làm tầm bậy. Nói chung là nó giúp cho lục căn của mình tạm thanh tịnh trong lúc tụng kinh thôi, hiểu không? Nhưng mà cái mỏ này mòn không thành vấn đề, quan trọng tụng thời gian cái mỏ này nó mòn nhiều mới là tốt. Mỏ này nè sẽ bớt tạo tác nghiệp, bởi vì khẩu nghiệp nó kinh khủng lắm á. Mình nói một lời ra, một người có thể về nhà bệnh mà chết được đó, rõ không? Nó đau khổ về nhà, nó buồn chừng 3 tháng sau thì bắt đầu ung thư nó nổi lên đầy một mình luôn, rõ không? Tế bào nó chết liên tục, nó sanh bệnh, nó nổi bú tùm lum, là bị sự buồn phiền. Cho nên thầy khuyên huynh đệ nữ phải lắng nghe, buồn phiền và đau khổ nếu không chịu giải quyết, bỏ qua, quên lãng nó đi đó, thì bắt đầu sẽ ăn thịt người mình đó. Nó ăn người mình, nó bắt đầu nổi những cái bú nhỏ nhỏ trong ngực, là do sự buồn phiền nhiều quá mà không giải quyết được, nó sẽ mọc tùm lum trong người đó, nhớ không? Còn đàn ông mà buồn phiền quá, không nói chuyện được, không giải quyết được, sẽ bị tai biến. Hai cái bệnh lớn nhất hiện tại bây giờ, nhớ không? Cho nên buồn, ngồi xuống tụng kinh đi hết buồn. Nổi điên lên, niệm Phật cứ bớt điên, nhớ không? Nổi giận quá, không có mỏ chuông hả, lấy cục đá ngậm nuốt vô miệng, lạnh quá tê cái đầu hết giận. Còn nổi nóng quá, lấy cục đá nhét cho hai nách kẹp lại, hết giận, bớt nóng. Ai tính tình đây nóng nhất giờ lên, tôi chỉ cho làm. Nóng chịu không nổi, nổi điên lên, lấy hai cục đá kẹp cho hai cái nách kẹp cứng này nè, là hết nóng liền, tức thì giảm nhiệt. Còn mà nói bậy là lấy cục đá ngậm vô miệng liền, chịu không nổi nhả ra là hết nói bậy. Cho nên tụng kinh là một phương tiện giúp cho mình bớt tạo tác nghiệp. Nhưng mà đặc biệt mình càng tụng, cái miệng mình càng sạch càng thơm.
cái thân mình càng nhẹ nhàng, cái đầu mình càng thanh tịnh, con mắt mình càng trong sáng, lời nói càng nhẹ nhàng, dịu dàng, tế nhị, lịch sự, giúp mình rất là nhiều thứ nhờ cái mỏ này đó. Thầy có đi giảng ở cái chùa Chợ Lớn á, cái mỏ to như cái mỏ dưới này nè, mỏ thứ nhì đó, huynh đệ tưởng tượng người ta tụng pháp hoa giỏi đến mức cái mỏ nó lõm xuống, nó lõm một lỗ bự vậy đó, mà cái chùa nó bị thưa công an nhiều nhất vì nó tụng quá lớn, nó gõ quá to, người ta thưa công an để làm phiền những người xung quanh đó. Thì những người họ không tu mà họ có, họ không chống đối được mình á, thì họ tìm mọi cách họ thương quan để mình bớt làm phiền họ. Nhưng mà mình tu nó đã quá, mình phải la cho to, tụng thì rống cái miệng gần cổ, sợi to thì to để mới la lên, la cho lớn. Rơi vào điều cấm kỵ: nói to hại khí, ngồi lâu hại thịt, đứng lâu hại xương, nằm nhiều hại gân. Bốn điều tối kỵ của người tu. Lặp lại, người tu mà la to quá mà không lấy đủ hơi sẽ hại khí, khí lực đó. Mà ngồi nhiều quá sẽ teo thịt, đứng nhiều quá sẽ hại xương, nằm nhiều quá sẽ hại gân. Bốn điều cấm kỵ của người tu. Cho nên phải điều hòa, không được quá nhiều, nhớ chưa? Còn tụng kinh, tụng lấy hơi, tụng cho đầy đủ. Đừng có làm vậy sẽ chết sớm thôi, môi sẽ thâm, mặt sẽ xanh, mắt sẽ lé. Thì mình không chịu lấy hơi đầy đủ. Tiên đồ tiên nhà con ngày đại bi đà la ni nam mô đà 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 nam mô a di đà phật đi đà 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 Tức là mình lấy 2-3 hơi là hết bài rồi. Nhưng mà lấy hơi cho thiệt dài, đọc thiệt dài. Tụng kinh đừng có rề. Nếu huynh đệ rề, huynh đệ sẽ rơi vào tình trạng mê, bị mê ngủ á. Mà tụng nhiều mà tụng chậm quá đó, thì vong linh chung quanh á, nó cũng xông siêu nổi, nó bực mình á, nó quậy mình. Mình tụng rề rề là họ ngủ à, họ nhào xuống chết á. Họ đã chết rồi, bây giờ mình tụng cái họ chết nữa. Không có siêu được gì nên mình tụng họ làm ngã cái bạch xuống rồi. Hết cứu, mình cũng muốn chết luôn chi nó. Thế ra mà vừa cất giọng lên mạnh mẽ thì cái năng lực nó mạnh, họ mới có cơ hội siêu được, hiểu không? Thế mình tụng kinh là năng lực rất là nhiều. Tụng bằng cả tấm lòng con tim trí tuệ thì mình mới làm lợi lạc cho mình, cho người sống, cho người chết luôn đó. Hiểu không? Nhớ không? Cho nên làm tụng kinh là một phương tiện lớn nhất để chúng ta bớt tạo tác nghiệp. Trên trung đạo khuyên huynh đệ nghĩ thiện làm lành, tụng kinh trì chú là giúp đỡ mình bớt tạo tác nghiệp. Đường tu mình mới có nhiều nhiều hy vọng, cái tu mình có nhiều kết quả như mong muốn. Mà nhất là của quyền thất tổ ông bà rất cần sự giúp đỡ của từng cá nhân huynh đệ một. Trong gia tộc mình ha, ông bà siêu càng nhiều, con cái làm ăn rất là hưng thịnh mà không cần phải cầu cạnh, bởi vì của quyền thất tổ luôn luôn trợ giúp con cái của mình. Nhưng với điều kiện là nó phải giúp ổng trước, rồi ổng khỏe mà ổng quay lại giúp mình sau, đó chưa? Và vấn đề muốn thay đổi cuộc sống, chúng ta phải ngồi xuống tụng cho quyền thất tổ mình một thời kinh mỗi một ngày, ít nhất là 49 đêm, sau đó thì chuyện nó xảy ra các ngày sắp xếp. Nhưng mà khi tụng đừng có cầu nhiều, chỉ biết cho quyền thất tổ siêu là đủ, còn chuyện còn lại mấy ngày tính toán sắp xếp cho mình, nhớ chưa? Nam mô A Di Đà Phật. Và vấn đề hỏi, chúng ta có 15 phút hỏi đó. Hỏi những điều dính líu tới bài giảng nha, đừng có hỏi cái chuyện của cô đời cô lụ. Thầy nói những sự thật về huynh đệ, mình là con của Phật, mình phải nói thật. Nếu huynh đệ là người học Phật mà không nói thật là tự hại mình, hại người. Mình lắng nghe sự thật, mình mới thay đổi được. Nếu mình tu mình không thay đổi, mình ù lì như vậy thì thiệt sự là uổng phí công lao. Rõ không? Nghĩa trang di động. Bây giờ huynh đệ hiểu mình là cái gì rồi phải không? Là nghĩa trang di động phải không? Bây giờ làm sao đây? Biết Phật trong tâm, trong tâm thân, tâm trong thân. Bây giờ mình cố gắng giữ gìn cái thân mình trong sạch để làm cho ông Phật mình có nơi cư ngụ trang nghiêm, thanh tịnh, đẹp đẽ. Mình hạn chế mượn chúng sanh để làm cuộc sống của mình. Bớt dùng chúng sanh đi để bớt tạo tác nghiệp ác. Huynh đệ mà tụng kinh niệm Phật mà còn dùng chúng sanh á, niệm hoài cũng không có linh được. Cái miệng mình không thể nào biến hóa từ phàm khẩu ăn bậy nói bạ thành thần khẩu được. Một phàm nhân không để nó đụng cái thành thiện nhân được, phải tập. Nó có từng bước một. Mình là một phàm phu,
tục tử ăn bậy nói bạ, ngồi tu thời gian cái miệng từ phàm khẩu thành thần khẩu, phải không? Một phàm nhân thành thiện nhân, rồi thiện nhân mới trở thành thần nhân, thánh nhân mới Phật được chứ. Nhưng niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật cái tự nhiên muốn lên kia ngồi nhịp chân à, hả? Niệm A Di Đà Phật được vài năm cái muốn tu lính, muốn vãng sanh, phải không? Lên kia ngồi nhịp đùi, hút thuốc, uống cà phê mỗi ngày chơi chư Phật vui, mơ đi cưng, dễ quá à. Dễ đâu có ngồi đây, dễ kia thắp nhang tao thờ hết rồi, phải không? Huynh đệ một thiện nhân đi đã, rồi nó nói chuyện Phật. Một thiện nhân rồi thần nhân rồi thánh nhân mới Phật được. Nó có cấp bậc của nó, phải không? Muốn từ ma tới quỷ phải qua bốn bậc chứ. Ma sống lâu năm một nanh thành quỷ, quỷ sống lâu năm một nanh nữa thành yêu, yêu nập nanh nữa, nanh nữa luyện đạo như thành tinh. Ma quỷ yêu tinh bốn cấp, thần thánh thiên Phật bốn cấp, phải không? Cái miệng từ phàm khẩu ăn cái bậy nó bạ, tù rí cái thành thần khẩu, ăn luyện rí rí nói những điều tốt lành thành thánh khẩu, cái qua Phật khẩu rồi, thấy chưa? Rõ không? Cho nên đừng bao giờ để cho mình trở thành một cái nghĩa trang di động, rồi đến ngày cuối cùng mà chưa một năm bảy năm gì đó mình sẽ vô nhà thương mình nằm á, nó đè mình xuống, nó mổ, nó thẻo, nó xẻo, nó lẻo, nó cắt, nó dục, làm đủ trò đủ chuyện, nó hành mình muốn chết không được, muốn sống không được, nó chích mình tê đâu biết đâu, nó hết thuốc tê đau mình đau mẩy khóc lóc van xin, thì biết rằng mình đã từng tạo tác những điều ác trong quá khứ, cho nên bây giờ mình mới bị hành xử trên địa ngục của thế gian. Muốn thấy địa ngục dễ lắm, bước vô nhà thương đi, nằm khắp nơi la liệt. Một cái địa ngục mà người ta bước vô bước ra mà cái mặt không có ai có nụ cười, trừ mấy thằng điên ra nó cười tối ngày, nói trung đạo một trong những số điên đó, đi vô chỗ đau khổ mà cái nhe răng đếm không à, thì cái đau khổ mà không biết cách nào thoát khỏi khổ, khổ chồng khổ, thành ra không thoát được. Mà đã khổ rồi chết thì dứt khoát không giờ siêu, phải ôm cái khổ đi tới lui, gọi là ma lang thang đó. Bây giờ vấn đề muốn làm ma lang thang hay muốn tự tại chư Phật, tự quyết định đi. Muốn làm ma hay theo Phật? Nói thì phải làm đó nha, không phải nói miệng không đâu à. Miệng nói tay làm chân đá liền tức thì. Thầy hồi xưa đó miệng nói là tay làm liền tức thì. Giọng như mày bịch, tao đá nhà bụt. Là làm tiểu thì bây giờ hết rồi. Bây giờ là miệng nói tụng kinh là tụng kinh, làm liền tức thì. Trên thế bớt tạo tác nghiệp cho cuộc sống trong thế gian hàng ngày, chúng ta phải ngồi nghỉ thiền làm lành tụng kinh trì chú, tự mình cho mình một thời gian nhất định, đừng có đổ thừa tại bị. Rồi tới chừng người ta nói đó, nhưng mà không có nhân nhị vậy đó, ngồi xuống làm đi rồi sẽ thấy được kết quả. Tuyệt đối không được gọi là đổ thừa, không được đổ thừa cái này cái nọ cái kia, làm biến rồi nó làm biến thẳng đi. Ồ tôi bận, đừng có đổ thừa nữa, ngồi xuống làm liền để cho bớt tạo tác nghiệp ác. Bây giờ muốn tiếp tục làm nghĩa trang di động thì cứ tiếp tục ăn đi, trung đạo tán thán công đức. Bây giờ sao? Quyết định tiếp tục ăn chúng sanh hay sao? Muốn làm nghĩa trang di động phải không? Chúc mừng. Chúc mừng. Thiệt tình luôn đó. Rồi mới mốt khóc, đừng có đi kiếm mấy ổng. Hỏi tao nhắc mày rồi mày không nghe, giờ mày bệnh mày lại đây hả mày? Nó kêu má ơi cứu con, má ơi cứu con, đau khổ quá mới kêu mẹ cha, còn lúc sung sướng thì quên cha quên mẹ hả? Đau khổ quá nó mua quánh thầy một cứu con, nó mua quánh thầy một cứu con, rồi đời cũng khổ quá rồi đấy. Bà nói nó ta nói nhắc mày hoài mày đâu có nghe ta đâu, thấy không? Đâu có nghe ai đâu, có tiền có bạc ăn chơi đâu nghe ai. Cái chừng bệnh mới la làng la sớm lên cầu xin cứu khổ độ con thơ giác ngộ rời mê, thấy không? Những sự chia sẻ trong đạo huynh đệ có thấy mình có sửa được gì không? Nếu nói không thì thôi hết trị luôn rồi, bó chân. Có thấy mình sửa được chút nào không? Có thấy ghê không? Thì huynh đệ không chứng kiến đâu, huynh đệ mà chứng kiến trong đạo mình sợ ghê lắm. Sợ ghê. Vô đó thấy chữ đau khổ mà trời đất ơi, mình đường đường có một đống này, lỏng lỏng có một. Thấy không? Vậy mà tới chừng vô đó hả? Nó lột quần lột áo mà nó cắt tùm lum tà la, nhìn trời ơi đau khổ vô cùng. Nguyện đời này sẽ không bao giờ vào nơi đó. Nhìn thấy sự cắt xẻo rồi, nguyện đời này đừng bị xẻo cắt.
gớm lắm. Cho nên để tránh tình trạng đó, cố gắng cho mình một thời công phu đi để bớt tạo tác nghiệp thì bệnh tật nó sẽ bớt rất là nhiều. Bởi tụng đại bi có công năng giải trừ bệnh tật, giải trừ oan gia trái chủ, giải trừ nghiệp chướng của bản thân mình đó. Cho nên ngồi xuống cho mình một thời công phu đi. Trung đạo cầu mong huynh đệ tiếp nhận lời chia sẻ này để đời của chúng ta bớt khổ, cùng học đạo với nhau để tiến hóa về cha mẹ của mình. Chỉ có hai đường đi thôi, một là xuống cái lỗ đen tùi lùi rồi tiếp tục trôi lăn trong vòng sinh tử, hai là trở về ánh sáng với cha mẹ Như Lai của mình. Chọn đi. Amitabha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cảm ơn công đức huynh đệ đã lắng nghe sự chia sẻ. Dạ, Di Đà Phật. Thưa cô, bây giờ mới can đảm hỏi hả? Để khắc sát vô, để sát vô để nghe nha. Nếu mà Phật tử ở nhà hành trì đó, ít có khi nào mà đúng giờ, rất đúng giờ, nhưng mà khi có chuyện không đúng giờ. Ví dụ bây giờ tối á, khoa giờ rử thức dậy, thay đồ xong rồi cái tụng lăng nghiêm, trì chú niệm Phật, và xong đó là 8 giờ là sám hối. Sám hối rồi 10 giờ rưỡi là niệm Phật công đức, 2 giờ là tịnh. Nhưng mà con thấy nếu mà không có đúng giờ đó thì con nghĩ rằng hôm nay con muốn hỏi Hòa Thượng thôi, có thể Phật tử ở nhà như vậy mà sai giờ có được hay không? A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, cảm ơn công đức của cô. Cô ơi, tu là tình nguyện, giờ giấc cho mình quyết định. Hôm nay mình bận rộn chút xíu, trật giờ cũng đâu có sao. Mình nói tụng kinh là ngồi xuống tụng, đừng có nói xong là không tụng. Giờ nào tụng cũng được, giờ nào cũng là giờ của Phật, nhớ không? Mình rảnh là mình ngồi xuống cho mình thầy kinh, bận rộn cứ đi làm, nhưng khi làm xong buông bỏ ra là trở về với Phật. Việc làm và hai tụng kinh, hai cái nó khác nhau hoàn toàn. Đừng có ngồi tụng kinh mà tính cái chuyện gọi là làm. Cái đầu mình mà tụng kinh mà mình nghĩ tới chuyện làm là không có tụng rồi. Để mình tụng là hết mình luôn, là không có chuyện làm, chỉ có mình với Phật thôi. Mình với Phật hạnh phúc là được tụng. Khi buông việc tụng kinh ra đi làm việc cho bá tánh, mình với bá tánh làm việc xong buông ra về nhà mình với Phật, tức là việc gì ra việc đó, hiểu không? Mình làm việc cho vấn đề ba tấn sanh xong, ngừng hết chuyện, về nhà mình với Phật rồi xong chuyện. Cái chuyện nãy làm mà xong rồi đó, ăn cơm buông đũa là vậy đó cô. Cô làm xong việc ngồi xuống tụng cho mình thầy kinh đi, nhớ không? Tụng hết lòng, đừng có tính, đừng có nghĩ cái tụng hết lòng đi, chiều lại mấy ngày sắp xếp nhật nhân quả sẽ sắp xếp cho mình, nhớ chưa? Tụng đi, trời ơi, mắc chứng gì không tụng, có gì đâu. Ở không làm gì, ngồi nói chuyện nháp nháp cũng vậy thôi, mất thời gian, lãng phí cuộc đời. Lãng phí quá nhiều rồi, bao nhiêu năm rồi không biết ngồi xuống làm phước cho mình nữa. Đau đớn thì làm, rồi mà không biết cách nào. Tụng kinh nó bớt bệnh, tụng kinh nó bớt nghiệp, tụng kinh nó giải trừ oan gia trái chủ. Cứ tụng đi rồi sẽ được lợi lạc, thấy không? Làm đi, không có chết. Ai mà hít sâu thở dài chết, tôi sẽ đền mạng, tôi sẽ cho một cái hòm. Ai tụng kinh mà giấy đạch đạch chết, tôi sẽ cho tiền mua hòm, cho tiền đủ thứ luôn, cho quý vị mai táng luôn. Ở đây mà quý vị nào có tụng kinh chết, nói cho tôi biết, tôi sẽ tặng cái hòm tốt, chắc chắn luôn. Ai hít sâu thứ dài chết, tôi sẽ tặng cho một cái hòm. Quý vị mà nằm thẳng cẳng ra không thở gọi là gì? Nằm thẳng luôn không thở gọi là gì? Ngẫm. Chúng ta phải thở sâu thở dài đi. Hơi thở là quyền lợi chung của tất cả, không khí là của chung hay của riêng ai. Thở ít ráng chịu mất quyền lợi, thở nhiều vô có nhiều quyền lợi. Mình càng thở đầy thở đủ thì mình khỏe mình mạnh, nhớ không? Nhớ chưa? Như Đạo Phật. Cảm ơn công đức của cô đã hỏi.
Từ nhỏ tới lớn, lúc mà mình chưa biết Phật Pháp, mình không ăn chay, mình ăn đủ loại chúng sanh hết, bao tử mình là cái mồ chôn tập thể. Cho nên cái nghĩa trang đi tới đi lui, trong đó tàn là chúng sanh bị giết ở trong bụng mình á, được chôn trong đó đó, nên thầy gọi là nghĩa trang di động. Thì ghê chưa? Nhưng mà mình không có ý thức là mình đang mang trong người một cái nghĩa trang tập thể đủ loại cô hồn các đảng, nó gọi là oan gia trái chủ. Hồi nhỏ tới lớn, khi mà mình không biết Phật Pháp, mình cứ ăn, mình vay mượn chúng sanh để nuôi thân xác của chư Phật. Để thầy hỏi lại huynh đệ, trong người mình có một cái điều thiêng liêng nhất mà mình gọi là gì? Hả? Phật ở đâu? Phật ở đâu? Nói cho lớn lên, Phật ở đâu? Chắc không? Chắc không? Phật ở đâu? Phật ở trong tâm. Tâm ở đâu? Tâm trong thân. Cái thân mình bỏ chúng sanh vô thì cái thân này sạch hay dơ? Cái thân mình chính là chỗ cư ngụ của ông Phật. Nếu không có cái thân thì cái tâm không có chỗ ở. Cái tâm không có chỗ ở tức là ông Phật không có chỗ cư ngụ, đi lang thang gọi là ma. Cái thân của mình vay mượn chúng sanh quá nhiều, nhiều năm, nhiều tháng, nhiều đời, nhiều kiếp, sinh ra bệnh tật. Khi mà bệnh tật mình rên la khóc lóc là bởi vì mình đã vay mượn họ quá nhiều trong quá khứ, trong tiền kiếp, trong hiện kiếp. Cho nên khi mà mình bệnh, mình nằm xuống đó, họ bu lại, họ cắn, họ ngắt, họ nhéo mình đó. Họ làm mình đau khổ, đau đớn, nhức mình, nhức bẫy, ăn không ngon, ngủ không yên, muốn chết không được, muốn sống không được. Bởi vì họ vay đòi, mình đã vay họ phải đòi, mình mượn mình phải trả. Chính khi mình yếu quá, mình nằm xuống á, họ bu lại, họ cắn mình, họ ngắt mình, họ nhéo mình, cho mình rên rỉ ghê lắm. Đó gọi là oan gia trái chủ. Bởi lúc mình còn trẻ, còn khỏe, còn mạnh á, mình ăn, mình nhậu, mình đụng gì mình quất cái đó, thấy người ta đi ngang là chảy nước miếng, muốn ăn người ta rồi. Ác đến độ như vậy luôn, người ta đi khơi khơi á, vỗ bạch bạch tay gái, te te lại cắt gần cổ nhậu, coi lại coi mình hiền hay ác. Rồi chưa kể tới dỗ ông bà của quyền thất tổ, đập đầu con này, đập đầu con nọ, đập đầu con kia, ngồi xuống quất nhậu cười ha hả. Lúc đó mình đâu biết rằng là mình đưa chúng sanh vào cái chánh điện của Phật. Mình bạc đãi chánh điện, mình bỏ đồ ô uế vô làm chánh điện này bệnh tật, ông Phật không có cơ hội ngồi dậy. Nhưng cái tôi mình nó ngồi dậy, nó chiếm lấy cái nhà của ổng, nó làm cho ông Phật mình bệnh tật, tạo tác nghiệp ác ngày này sang ngày nọ, năm này sang năm kia, lúc nào cũng làm điều ác, ăn chúng sanh, ăn chúng sanh, ăn chúng sanh, là mình đem bệnh tật vào trong cơ thể của mình. Thầy mới vào trong nhà thương mấy ngày liền, trong một tuần vô 4-5 ngày liền, thầy nhìn thấy kinh khủng lắm. Một người bệnh lúc bình thường cái mùi đã nặng, nhưng mà khi lúc bệnh á, cái mùi nặng gấp 3 lần cái mùi chúng sanh không thôi. Mà khi nằm xuống đó, đi vô đó chỉ có biết là lại cái giường đó, đừng có ngó chung quanh, ngó chung quanh chỉ có là chỉ thấy đau khổ mà thôi. Mình như vậy nè, họ lột hết đồ mình ra, rồi nằm mình phơi trần, phơi truồng đó. Bao nhiêu người đi tới lui, rồi y tá, bác sĩ tới lui, nhìn mà thấy thảm thương. Mình thấy cái địa ngục ở trần gian ngay trước con mắt mình luôn, nhưng mà bác tánh nhìn không thấy. Những con quỷ mà mặc đồ trắng, nó bịt cái mặt này ha, rồi nó đeo mắt kiến, nó ngồi, nó mọc, nó thọc chân mình, nó móc cái này, nó móc cái kia, nó cắt cái này, nó thẻ cái này, nó lẻo, nó xẻo, nó mổ, làm đủ trò hết. Bởi vì nó cái địa ngục tại trần gian mà. Lúc nhỏ mình vay mượn thứ dữ đâu, bây giờ cái thằng đó nó đại diện cho quỷ sứ, nó móc. Nó móc lòi tiền ra. Nó móc chừng nào mình hết tiền thì thôi, mà mình còn ngáp ngáp mà mình có tiền nó móc nữa. Thì lặp lại, hồi còn nhỏ, tại sao huynh đệ lớn lên thèm thịt, thèm cá, thèm gà, thèm vịt, thèm đủ loại thèm. Bây giờ đây là tội lỗi của cha mẹ, thầy vạch rõ ra, thầy mới nói huynh đệ tại sao gọi là nghĩa trang di động. Hồi nhỏ mình mới biết ăn thôi, huynh đệ có biết cái gì là ngon không? Hả, đói là bú sữa đúng không? Biết nhai đâu biết ngon, nhưng mà mình làm cha làm mẹ đó, mình thích cái món gì á, mình đút cho con mình ăn đó, ngon lắm con ăn đi, đứa nhỏ đâu biết ngon dở. Hả, mình thích cái gì mình nhét cho nó ăn, nhét nhét riết nó lớn lên á, nó thèm những cái mình cho nó ăn là chúng sanh không thôi, nó không có biết gọi là ác. Mình làm cho nó ác mà nó không biết nó ác. Mình cho con mình có một phương tiện tạo nghiệp ác. Khi mình cho nó ăn đủ loại chúng sanh, lớn lên nó thèm khát ăn thịt chúng sanh, nó ăn. Nhưng mà huynh đệ để ý nha, thầy đứng trên thì nhìn xuống thì thấy 5-7 người thanh niên á, để một dĩa máu để súng lại hút rùng rột. Ngạ quỷ đang ăn máu chúng sanh đó, ngạ quỷ đó nha. Nhìn trên cao nhìn xuống thì thấy 5-7 thằng húm rút rột 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 đó, đã ăn chúng sanh, hút máu chúng sanh đó, ăn tươi nuốt sống đó. Huynh đệ, mình bỏ vào cơ thể mình á, những cái thuốc độc nhất để mình giết chết cái chánh điện của Phật. Hả, nói Phật tại tâm. Nếu mà Phật tại tâm thì tâm trong thân,
Nếu không có thân thì tâm không có chỗ ở, còn nghĩa là ông Phật đi lang thang. Nếu mình sống với cái tâm phàm phu tục tử thấp hèn của thế gian thì cái tôi mình sẽ lớn vô tận. Mà cái tôi mình lớn là mình chọn con cái đường gọi là về địa ngục. Mình không sống với cái tâm Phật, mình ăn tầm bậy tầm bạ, mình nói tầm bậy tầm bạ, mình làm cho thân xác mình bệnh tật, có nghĩa là mình đang bạc đãi cái chánh điện của Phật. Nhớ không? Bây giờ huynh đệ tạm hiểu là cái gì là nghĩa trang di động chưa? Hồi nhỏ mình bị cha mẹ mình cho mình ăn, lớn lên mình có con mình thương, mình cũng cho con cái mình ăn như vậy, mình làm theo y như cha mình đã làm. Có nghĩa là mình cố tình giết chết Phật tánh của con cái mình, cố tình giết chết. Bởi vì nó càng ăn thịt nhiều chừng nào thì Phật tánh nó càng nhỏ chừng đó. Đứa con nít mới đẻ ra cho đến 10, từ 1 tới 10 tuổi, cái đầu nó rất là thông minh, nó có thể học 5-7 thứ tiếng. Nó nói nhiều thứ tiếng luôn được, nhiều ngôn ngữ khác biệt được. Nhưng nếu mình nhét thịt chúng sanh vào, chừng 5-6 tuổi sau bắt đầu nó ngu, nó sẽ mất cái tánh thiêng liêng đó đi. Mà nó ăn càng nhiều chừng nào thì Phật tánh nó càng nhỏ chừng đó, cái tôi nó càng to. Hả, cái tôi nó càng to chừng nào chừng Phật nó càng bé chừng đó. Bản thân chúng ta cũng vậy. Hả, cái tôi mình lớn là ông Phật bé. Hả, tôi càng lớn Phật tôi càng bé. Tôi khổng lồ Phật sẽ biến luôn. Cho nên chúng ta vay mượn chúng sanh để nuôi thân mạng, có nghĩa là chánh điện của Phật. Trong mỗi người chúng ta đều có một ông Phật ngự trị, thế gian gọi là Phật tánh, đúng không? Hỏi Phật ở đâu, ai cũng trả lời đúng một câu là Phật tại tâm. Hỏi tâm ở đâu, ai cũng trả lời đúng một câu là tâm tại thân, phải không? Vì chứng tỏ cái thân là cái gì của ông Phật, là nơi cư ngụ, thường trụ. Nhưng chúng ta làm cho cái chánh điện của ông bị ô uế, nhơ nhớp, bất tịnh, đem chúng sinh vào nuôi cái thân mạng này. Hả, mình ăn chúng sanh càng nhiều, bệnh tật mình càng nhiều. Bởi vì hiện tại bây giờ họ nuôi chúng sanh rất là độc ác. Họ bỏ, họ tiêm thuốc độc, họ làm đủ trò đủ chuyện để cho con vật nó mau lớn lên. Huynh đệ có biết ở Mỹ không, một con gà có một tuần thôi, nó nuôi 6 tuần sau là 10 mấy ký á. Huynh đệ tưởng tượng đi, nó cho ăn những cái độc nhất để nó lớn lẹ nhất. Thế nên đứa Mỹ, đứa con nít bên Mỹ á, 14 tuổi là râu mép nó dài ra. Râu mép nó rất là dài, nó rất là đậm. Con gái 8-9 tuổi là nó có kinh rồi. Bởi vì trong thức ăn có rất nhiều kích thích tố của nam và nữ, cho nên con trai râu ria xòm xàm, con gái thì đã có thể là có con, sanh con đẻ cái được 9-10 tuổi đã có thể có bầu rồi. Nó cho ăn thuốc như vậy. Nhưng huynh đệ không biết cứ cho tiếp tục ăn. Hả, mình càng cho nó ăn càng nhiều, mình cấy nguyên nhân bệnh tật ung thư rất là nhiều. Ngày xưa Việt Nam mình ít ung thư lắm, bây giờ rất là nhiều ung thư. Vô nhà thương thấy rất là đau khổ. Mỗi lần vô đó là sự ảm đạm nó bao vây thầy. Thầy thấy tội nghiệp huynh đệ đang nằm trong đó. Rất là tội lắm nha huynh đệ. Coi vậy mình còn mặc đồ vậy chứ, khi bệnh xuống rồi nó lột hết đồ của mình ra, nó cho mình nằm trần truồng, nó đút ống này đút ống nọ đút ống kia, đút tùm lum, đút lòi tiền ra mới thôi. Bây giờ muốn bị đút vậy không? Muốn không? Nếu muốn thì tiếp tục ăn chúng sanh đi. Trung đạo nói thôi nha, còn chuyện quyết định là của huynh đệ nha. Trung đạo thấy bằng con mắt này nè. Hả, chết trong đó là chết đau khổ. Người nào cũng chết trong đau khổ. Mình mẩy tàn lại dây nhợ ống chích không à. Đó là địa ngục đó. Địa ngục ở tại thế gian, tìm đâu ở tận chốn non ngàn. Ngay trong cuộc sống sao không thấy? Thiên đàng địa ngục cũng ở trần gian mà. Thủ đệ muốn vô địa ngục dễ dàng, dễ lắm. Tôi nói á, thiên đàng hữu lộ vô nhân vấn, địa ngục vô môn hữu khách tầm. Niết bàn với thiên đàng là có đường đi nhưng mà không có ai tới. Địa ngục á, thì không có cửa mà ai cũng xuống lại gõ. Mình cứ nhào vô không à, đã lắm. Tới chừng mà đụng chuyện rồi khóc hù hụ, khóc hù hụ, khóc tối ngày cầu nguyện. Con ơi cứu má đi, con ơi cứu ba đi, trời ba khổ quá, ba đá gà, giờ gà nó đá ba chịu hết nổi rồi. Em ơi đem gà cho hết đi, dưới này nó đá anh muốn chết luôn, đá hoài, ngày nào nó cũng đá. Nó hùng một cái bè đó, đang đá gà nhào xuống chết, tuần sau về kêu vợ cho hết gà đi, vợ xách gà cho hết. Hỏi sao vậy, dưới nó xuống hành hạ mỗi ngày cái tội đá gà cửa. Nó trả liền luôn, bây giờ trả liền luôn. Còn những thằng mà du đảng láo cá, cướp giật, đâm chém, vừa chết xuống dưới là treo lên ta chặt cặp giò hết, không cho chạy chặt chân hết. Về về báo kêu vợ kêu con khóc lóc, nhờ vợ con đi làm phước. Thành huynh đệ đi làm phước, tụng kinh chẩn tế phóng sanh là mình đang tạo phước âm đức cho chính mình để cầu nguyện những vị trong gia tộc mình có lỗi lầm lớn lao như vậy đang bị đọa. Mình làm như vậy họ có hội thoát khỏi cảnh địa ngục.
thầy thấy nhiều thầy đi cúng cho người ta rồi nó kể thầy nghe thầy cũng phát sợ, mà bản thân thầy cũng không giúp được người đó luôn. Lúc mà kêu thầy tới cúng thầy không biết ông đó làm nghề gì, khi cúng xong rồi mới hiểu thì ra ông này chuyên môn sai người ta đi chém mướn mà đòi nợ. Khi mà ông chết xuống dưới hả, ông về liên tục trong 21 ngày về kêu vợ năn nỉ vợ đi làm phóng sanh chẩn tế cứu độ cho ông. Ngày nào ông hành hạ ông có đâm thọt mình mãi ông máu me không, mà ngày nào cũng đem máu me về nhà năn nỉ vợ. Trong 49 ngày có thấy đau khổ không? Bây giờ huynh đệ muốn bị đâm thọt như vậy mỗi ngày không? Hả? Muốn không? Không muốn thì làm sao bây giờ? Nghĩ thiện làm lành, tụng kinh trì chú để giúp cho đời mình bớt khổ. Nói đây là nói cho huynh đệ thức tỉnh đó nha, cẩn thận á. Mình ha, mình cầm con mình cắt cổ người ta xuống đi, mình sẽ thấy được nó cắt mình bao nhiêu lần á. Thầy có kể rất là nhiều chuyện này trong nhiều dĩa rồi. Mình giết nó ha, nó về nó giết lại mình á. Thầy mới nhất thôi là thầy ra tới ngoài Bắc á, nhờ thầy cúng cho ông anh. Huynh đệ có bao giờ nghĩ được một người có thể cầm con dao tự mình cắt cổ mình xong rồi tự mình mổ cái bụng mình luôn? Ai làm được điều này không? Không bao giờ. Thằng kiếm sĩ của Nhật á, nó cầm con dao nó mắc bụng nó rọc nhào xuống chết liền, đâu có thời gian nó cắt cần cổ. Nhưng mà anh này làm được, anh cắt cổ, anh mổ họng, mổ bụng anh luôn. Vừa nói xong thì nói: anh con làm nghề giết heo đúng không? Nói không. Anh con làm thợ máy? Nó không. Anh con trước đó làm nghề giết heo? Nói dạ đúng. Xui cho một cái là con heo đó được một người sống lang thang, một con ma cô hồn đi đó đây không nơi nương tựa, nhập vào con heo để được ăn được nằm. Nhưng mà xui tới ngày là con heo nó lớn, ông này lôi con heo ra cắt cổ bổ bụng nó về bệnh trầm cảm nằm trong mùng đó mấy tháng sau. Tự lấy con dao mà mình cắt heo á, đâm vô cổ họng rọc một cái, rọc luôn cái bụng mình chết. Thấy ghê chưa? Huynh đệ tưởng tượng một cái cảnh nào mà tự mình cầm con dao mà mình mổ heo, tự cắt cổ mổ bụng mình đó. Huynh đệ không bao giờ thấy được cảnh này đúng không? Thầy là người đi cúng đó. Huynh đệ muốn nhắc, muốn không xuống cái lỗ địa ngục kia để mà trả quả, huynh đệ phải suy nghĩ đi, làm cái gì đó để đừng bị, để đừng làm cho thân xác mình trở thành cái nghĩa trang di động, bao tử mình trở thành cái mồ chôn tập thể, trong máu huyết mình tàn là máu huyết của chúng sanh chạy tới chạy lui, rồi sanh ra bệnh tật đủ điều đủ chuyện, bởi trong chúng sanh rất nhiều chất độc. Khi một con heo được nuôi từ nhỏ tới lớn, nhà chủ nuôi heo á là bơm bao nhiêu thứ thuốc độc cho người đó để con heo lớn, mà trước khi bán nó hành hạ con heo. Huynh đệ tưởng tượng con heo đau khổ cỡ nào, nó la nó hét, cái sự đau khổ nó chạy vào trong bắp cơ bắp thịt của nó, hiểu không? Sự đau khổ hận thù nằm trong bắp cơ bắp thịt. Chúng ta ăn là chúng ta ăn những cái hận thù đau khổ heo trong cái cơ thể của mình. Cho những người nào mà ăn thịt nhậu nhẹt nhiều, tánh tình nhìn kỹ đi, kỳ cục lắm, kỳ lắm đó. Thầy không có nói thẳng được, hiểu không? Tự mình biết, tự mình biết đó. Nó nuôi tàn nhẫn lắm, tự nhiên phải gì có lời thôi. Thật ra nếu mà mình chấp nhận ăn, tức là mình chấp nhận bỏ thuốc độc vào người của mình, là mình chấp nhận vậy. Khi mình bị ung thư đừng la tại sao tôi hiền mà tôi bị, không có hiền. Nó hiền đâu có ăn, chúng sanh mà biết độc vẫn ăn. Mùng 3, mùng 1, mùng 2, mùng 3 Tết thầy không tiếp khách, không trì bệnh, thầy chỉ tiếp Phật tử với đệ tử thôi, mà nói chuyện vui, không được kể chuyện buồn trong 3 ngày. Thì ngày mùng 1 người ta thanh thăm thầy xin trị bệnh, thầy đuổi về, thầy không có trị bệnh. Ngày mùng 4 quay trở lại, thầy cũng không muốn trị, nhưng mà thầy nhìn người ta đi từ xa quá, thầy mới nói một câu: bác, tôi biết bác bệnh gì, bác nuôi chúng sanh, bác tiêm thuốc độc rồi bác ăn thịt của nó cho nên bác bệnh. Mà thầy nhìn thầy biết bà nuôi. Bà nói dạ đúng, con nuôi nó mà con gì cuộc sống con nuôi mà con cũng phải ăn. Cô biết nó độc cô vẫn ăn, dù cô bệnh như vậy tôi chỉ làm cho cô một lần thôi, có nếu cô không ăn chay tôi sẽ không làm cho cô. Cái rồi bà đồng ý ăn chay thì mới làm dỗ xong cũng khỏe đi về. Rồi không biết ăn chay nó thì không biết, tới đó là hết. Nhưng mà thầy nhìn thấy được, nếu mình đem chúng sanh có độc vào người mình, tức là mình chấp nhận mình tự hạ độc cho chính mình. Rồi tới chừng mà mình chịu không nổi sức khỏe kém á, bắt đầu cái độc nó lòi ra, mình tự bạc đãi bản thân mình, mình hành hạ cái chánh điện của Phật, mình làm chánh điện của Phật, bệnh tật đau khổ lúc đó nằm rên la thì muộn rồi đó. Muộn chưa? Khi nói tôi bệnh rồi nhưng mà mình vẫn không nghe, tiếp tục nhét thuốc độc vô, thấy bệnh nặng quá té cái bạch ra chở đi cấp cứu, vô trọng nó mổ banh người mình ra, nó làm đủ trò đủ chuyện, còn phải đưa tiền nữa chứ. Bây giờ có thấy là đau khổ không? Chưa. Bây giờ còn như nè, chưa. Khi mà nằm nữa rồi mới thấy, muốn chết cũng không chết, muốn sống cũng không sống, mà sống què quạt, sống đau khổ.
muốn làm theo ý mình cũng không được, vì tay chân muốn không có làm được. Bởi vì mình đã từng bạc đãi nó, thì bây giờ nó quay lại, nó ngược lại, nó bạc đãi mình, gọi là quả báo tại thân. Mình không biết trân quý cái nhà của Phật, mình không biết trân trọng những gì mình đang có, mình không yêu thương bản thân mình. Mình ăn tầm bậy tầm bạ để mình hạ độc nó, rồi mình làm những điều mà thiệt sự là trái tai gai mắt để mình hạ độc cơ thể của mình, hại chết cái ông Phật trong này. Ông nương vào căn nhà của mình để ông được luyện đạo tiến hóa, nhưng mình không biết dùng để làm phương tiện tu học, dùng phương tiện gọi là phá hoại. Phá hoại cái chánh điện này bằng mọi cách, tức đêm tức hôm rình rập cờ bạc khúc sách nhậu nhẹt, đề điếc độ bóng đá, đủ trò đủ chuyện, chửi bới nhau, nói qua nói lại thọc mạch, làm những trò thiệt thiệt là thấp hèn trong thế gian. Rồi ngày nó đủ rồi á, bắt đầu nó quay lại, nó đập cho người một cái. Lúc đó trời ơi, tôi đâu có ác đâu mà giờ tôi bệnh quá. Không ác sao bệnh, bệnh đều nặng nhẹ là do nghiệp nhiều nghiệp ít. Cho nên huynh đệ có bệnh nặng mà đi cấp cứu là phải suy nghĩ lại mình đã từng làm gì. Có những điều mình từng làm mà mình không biết, có những điều mình nghĩ ác mà mình không hay, mình nghĩ là bình thường. Thực sự nó đều trở lại do chính bản thân mình tạo tác. Thầy vừa làm hoàn tất xong một công việc, cho nên thầy thấy quá nhiều thứ thầy phải nói để nhắc nhở huynh đệ. Đây là một cái duyên chúng ta gặp nhau, hầu như là không có sự sắp đặt, tự nhiên đến làm trận đếm xanh rồi ngồi nói chuyện luôn. Sẵn đây thầy nhắc huynh đệ luôn, chúng ta bây giờ mình bớt tạo tác nghiệp đi, để mình có nhiều cơ hội ngồi xuống đây tụng một thời cư chung với nhau, niệm cùng một câu Phật để bớt tạo tác nghiệp. Nếu mình lại làm được điều này là lợi lạc của chính mình và của gia đình mình, chứ không phải của thầy, của cô hay của chùa, mà của chính bản thân mình, để tự giúp mình không bị đau khổ sau này, không bị quan gia trái chủ đeo bu đòi nợ. Hả, có vay là phải trả, có mượn là bị đòi. Rõ không? Để hiểu ý thầy chia sẻ không? Đây là thời khuyên và chia sẻ huynh đệ mình để ý những gì mình đã nghĩ, những gì mình đã nói, những gì mình đã làm. Tức là mình phải biết sám hối cho tam nghiệp, những gì đã nghĩ, đã nói, đã làm, phải hạn chế tạo tác. Nếu không thì nghiệp lực thật là dày, thật là cao, không có đủ sức giải. Đến khi không đủ sức giải thì nằm xuống đó rồi rên khóc, lúc đó thì muộn quá rồi. Bây giờ để tạo phước cho gia tộc, nên cái câu có 8 chữ thôi huynh đệ nhớ đều là: nghĩ thiện, làm lành, tụng kinh, trì chú. Nghĩ thiện là ý nghiệp, làm lành là thân nghiệp, tụng kinh trì chú là khẩu nghiệp. Có 3 cái này thôi, huynh đệ nên lặp đi lặp lại mỗi ngày để tạo phước cho chính bản thân mình, để bớt tạo tác nghiệp trong cái thân khẩu ý đó. Rõ không? Nếu làm được thì phước đức của huynh đệ hết, còn trung đạo hoàn toàn không có chấm mút chút nào trong đó. Đừng có nghĩ rằng ổng nói để mình làm rồi ổng có lợi, không có đâu. Ổng nhiều chuyện thôi, ổng sợ huynh đệ đau khổ mới nhiều chuyện như vậy đó. Thầy thấy quá nhiều, thầy thấy mới đây một tuần thầy thấy quá nhiều sự đau khổ. Thầy thấy người ta đi như vậy thầy cũng đau khổ, thấy nằm ở trần ở chuồng thiệt là đau khổ. Mình không biết gì hết, còn nó lật qua lật lại, nó kéo tới kéo luôn, nó cắt cái này, trời, nó làm như là mình đang cắt củ gà, củ vịt, nó làm mình không khác cái đang mổ heo. Huynh đệ thử coi, tưởng tượng cái cảnh mình giật con heo chặt sao là lên bàn mổ nó làm y như vậy đó. Kinh khủng chưa? Nếu mà mình hiểu được, mình biết được, mình không có dám làm đâu. Đồng thời, để mà bớt tạo tác nghiệp, chúng ta phải nghĩ tưởng đến ông bà, cha mẹ đã quá vãng của mình. Phải biết ngồi xuống tụng thầy kinh giúp cho họ được siêu sanh tịnh độ để tạo âm đức. Bên cạnh đó nghĩ thiện làm lành để tạo dương đức, cho nên phước đức đầy đủ. Huynh đệ có hiểu sự chia sẻ của thầy không? Trung đạo nhắc nhở huynh đệ đó, nhắc nhở. Mình bây giờ nghĩ lại đi, mình suy nghĩ lại lời của Trung đạo nói đi, có phải? Ủa, có phải là mình là nghĩa trang di động không? Nghĩ nhỏ lớn mình ăn bao nhiêu con mình nhốt trong cái bụng này rồi, phải không? Chuyện đi tới đi lui đó là nghĩa trang di động đó. Không cần có mộ bia tên tuổi hết mà đầy nhóc trong đó. Không biết bao nhiêu năm tháng rồi, ngày nào cũng sực tụi nó mà. Nhưng nó chờ đợi thôi. Tại sao mình xui hoài, tại sao mình bệnh hoài? Bởi vì mình vay mượn chúng sanh để mà nuôi cái thân mạng mình, cho nên phải bị quan gia trái chủ đòi. Đó là luật nhân quả mà mình phải chấp nhận trả, bởi mình là người tạo tác. Cho nên câu nãy nói để là Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả.
Bồ Tát tạo nhân chúng sanh cầu quả. Cho nên thầy nói câu thiên đàng hữu lộ vô nhân vấn, cái cảnh cực lạc có đường đi mà không ai hỏi, địa ngục vô môn hữu khách tầm, địa ngục không có cửa nhưng mà nhiều người tới, tới gõ rồi giành nhau gõ, chen chúc nhau gõ, ra thế gian qua khỏi cửa người mẹ. Khi mà mình đẻ một đứa con ra, đứa con này phải qua khỏi cửa người mẹ mới được ra thế gian nha, chứ không phải tự nhiên bên hông nhảy ra đâu, trừ là thánh thai thôi, còn tất cả chúng ta đều phải qua cửa người mẹ hết mới vào thế gian được đó nha. Rõ không? Cho nên người đàn bà làm việc cho Như Lai gián tiếp là đưa vào thế gian những vị minh sư, những đấng minh vương, các vị lợi lạc cho ba tánh chúng sanh. Nhưng khi chúng ta đi qua cửa người mẹ để vào cái cõi ta bà này á, chúng ta chỉ có hai đường đi thôi. Nếu chúng ta sống với cái tâm phàm phu tục tử, sống với cái tâm phàm phu tục tử, bản ngã thấp hèn cái tôi mà tự cao tự đại của mình, tức là mình chấp nhận con đường trở về địa ngục. Còn nếu sống với cái tâm của chư Phật, tấm thương yêu rộng lượng, từ bi bác ái, hỷ xả, bỏ qua quên lãng, tha thứ tương trợ giúp đỡ, là mình chấp nhận sống với cái tâm Phật, thì mình trở về Niết Bàn. Chỉ có hai đường đi thôi, một là địa ngục, hai là Niết Bàn, huynh đệ tự chọn. Nói một câu cho nghe đi, muốn đường nào đi? A Di Đà Phật, chúc mừng cô. Làm sao để chọn Niết Bàn? Nghĩ thiện làm lành, tụng kinh trì chú, để giảm bớt tạo tác cái tam nghiệp là ý khẩu thân của mình nó bớt đi, thì mình mới có hy vọng. Hãy làm một thiện nam tử, một thiện nữ nhân đi, thì còn có hy vọng về cõi cực lạc quốc. Ở đây đa số là niệm Phật xin vãng sanh phải không? Hả? Hay tu gì đây? Niệm Phật hay gì? Hả? Hả? Ở đây niệm Phật hay tụng kinh gì? Cho dù niệm Phật hay tụng kinh, chúng ta cũng muốn, mục đích chúng ta là tạo tác nghiệp thiện, có phải không? Mình tạo tác thiện nghiệp giúp cho mình phát triển thiện tâm. Nếu người tu mà không phát triển thiện tâm thì dứt khoát các vị thiện thần không thể nào giúp đỡ huynh đệ được. Cho dù trong hoàn cảnh khốn khó nào, cố gắng giữ gìn thiện tâm của mình, ở bất cứ nơi nào, trong cuộc sống khốn khó cỡ nào, cũng phải biết niệm Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, giữ lòng trong sạch tinh khiết, cái đầu óc mình minh mẫn thanh thản, thì mong rằng chung quanh mình sẽ có các vị thiện thần gia hộ giúp đỡ. Nó rõ như vậy. Nếu huynh đệ giữ gìn thiện tâm của mình trong mọi hoàn cảnh, thì chắc chắn bên cạnh huynh đệ sẽ có các vị thiện thần trong nom mình đó. Trung đạo mong rằng huynh đệ phát triển thiện tâm bằng cách là nghĩ thiện làm lành, tụng kinh trì chú. Đây là quyền lợi của huynh đệ nha, còn trung đạo không có xía vào trong đó. Trung đạo chỉ nhiều chuyện chỉ giùm thôi. Cái nghề của trung đạo là nhiều chuyện, sợ huynh đệ xuống địa ngục cho nên mới nhắc. Nó gọi là nhiều chuyện đó. Còn chuyện huynh đệ cũng thích đi đâu thì chuyện mất chứng thầy phải nói phải không? Nhưng mà lỡ ngồi đây rồi kể nói đại vài câu đi, nhận nhận thôi. Phải không? Nhớ không? Nếu mình không gõ xuống bàn á thì không nghe tiếng động. Muốn không hưởng quả ác á thì đừng có làm cái việc ác. Rõ không? Muốn ông Phật mà muốn giúp đỡ mình á, nghĩ thiền làm lành tụng kinh thì chú đi, hy vọng có mấy ông bên cạnh giúp đỡ mình. Còn muốn ma quỷ đi theo mình cứ tiếp tục ăn chúng sanh đi, đụng đâu quốc đó đi, quốc cho đã đời rồi thấy được nó bên cạnh mình đó. Huynh đệ không hiểu được điều này đâu. Nếu huynh đệ bệnh, bệnh thiệt là bệnh đi, cái năng lượng mình mất hết rồi ha. Hả, mình vừa nhắm mắt lại thấy nó đầy nhóc bên cạnh mình luôn. Nó lôi đầu, nó đánh rồi nó tới, nó ngủ với mình, nó làm đủ trò đủ chuyện, nó hành hạ mình đó. Nhưng mà khi mình mạnh khỏe, mình niệm Phật mạnh khỏe sạch sẽ, mình có hy vọng thấy được chư thiên, chư Phật, chư Bồ Tát. Hai đường đi thôi. Nếu mình thấp, mình tệ quá, mình đâm đầu xuống thì mình sẽ thấy các vị đó. Còn đi cao lên chút xíu nữa, năng lượng nhiều thấy các vị khác. Bây giờ vấn đề chấp nhận thấy cái đó hay thấy cái kia, tùy. Thấy cái kia là địa ngục mở cửa đó, còn thấy mấy ông kia thì Niết Bàn mở cửa. Nếu huynh đệ năng lượng thấp kém quá, bệnh tật nhiều quá, càng lúc mình ngủ mình càng thấy tầm bậy, mình càng thấy nhiều người xung quanh mình, trong đó có quyền thất tổ mình lôi đồi mạng mình, hay nhờ mình giúp đỡ, mà lúc đó mình giúp mình còn chưa xong mình giúp ai? Cho nên huynh đệ thấy nhiều người xung quanh mình, nó phải biết rằng năng lượng mình quá cạn đi, mình đang gần gũi mấy anh kia đó. Còn muốn xa mấy anh kia ra gần chư Phật
phải tu cho giỏi vô, năng lượng đầy đủ, trí tuệ sáng suốt vô, thì mình nâng cao tâm thức mình lên, năng lượng mình nhiều vô thì mới gần chư Phật. Bây giờ mình muốn gần chư Phật hay gần cái kia, quyết định đi. Gần Phật hay gần ma? Nhát thì thôi luôn, mới nói chứ xíu giật mình. Gần Phật hay gần ma? Nói thì làm. Gần ma hả? Chúc mừng. Nam Mô A Di Đà Phật. Trung đạo chỉ chia sẻ thôi, còn chọn lựa là của huynh đệ. Trung đạo sẽ hỏi đi hỏi lại những cái điều mà lợi lạc nhất. Huynh đệ muốn gần ma cứ tự nhiên, trung đạo chúc mừng. Còn nếu huynh đệ muốn gần chư Phật, trung đạo tán thán công đức của huynh đệ. Bởi vì khi mà trung đệ gần chư Phật, huynh đệ có nhiều cơ hội để tu luyện, nhiều cơ hội giúp đỡ anh em huynh đệ xung quanh của mình đó. Còn mình gần bên kia rồi, đừng có hòng giúp ai, có phá hoại không thôi. Một bên thì phá hoại tâm linh, làm cho mục nát cuộc đời của mình, làm cho đời sống mình tàn tệ, bệnh tật, đau khổ. Còn một bên kia thì làm giúp đỡ cho mình phát triển đời sống tâm linh, năng lượng cao dày, để làm lợi lạc cho bá tánh chúng sanh, anh em của mình xung quanh. Để tự chọn con đường đi đi. Đừng có ngồi rì rì đó chờ ngày nó ăn thịt mình. Sống ngày nào cũng như ngày đó, ngày nào cũng như ngày đó, từ từ tới ngày qua đời. Không lợi lạc cho ai, không lợi lạc cho mình. Thấy không? Sống làm sao đó mà một ngày như mọi ngày, ngày nào cũng tiến hóa. Thấy không? Tức là ngày nào cũng tiến hóa, nhưng mình nhìn vô thấy mình là an lạc hạnh phúc. Chứ đừng sống như một ngày như mọi ngày, ngày nào cũng như mọi. Không có tiến hóa được chút nào, càng ngày càng tệ. Rõ không? Quý vị, chúng ta không cần phải mình có nhiều kiến thức, học hỏi nhiều sách vở, không cần. Mình có nhiều sách vở, mình sống không trúng cũng vậy à. Nhưng mà mình biết ít đi, mình sống trúng á, lợi lạc cho bá tánh vô cùng. Một cái tâm đơn giản, đơn thuần, mộc mạc, vô tư, rộng lượng, yêu thương bá tánh chúng sanh như chính bản thân mình. Đó, cái tâm mộc mạc như vậy mình mới có phát triển tâm linh được. Còn mình biết nhiều chữ quá, đụng là mở miệng nói, chỉ làm khổ những người xung quanh thôi, mà là khổ bản thân mình luôn. Mình nói không, mình đâu có làm. Mà nói đâu giải quyết được sanh tử đâu, làm mới giải quyết được sanh tử đó. Tóm lại là chúng ta có hai sự lựa chọn. Một là mình gần gũi những huynh đệ đi lang thang đầu đường xó chợ, không nơi nương tựa, lạnh lẽo lạc lõng, bơ vơ đau khổ, sợ hãi trốn tránh, thế gian gọi là ma. Bây giờ huynh đệ chọn con đường đó hay chọn đường nào? Hay là chọn con đường gần gũi chư Phật, bậc thiện trí thức dạy dỗ mình đủ thứ thế gian, mình phát triển tâm linh, đời sống của mình hạnh phúc, an lạc, tự tại, khiêm nhường, kính trọng, rộng lượng, vị tha, từ bi, bác ái. Trong hai con đường đó, huynh đệ chọn con đường nào? Gần gũi chư Phật hay gần gũi với huynh kia? Tự quyết định nha. Rồi bây giờ hãy chọn những huynh kia thì chọn địa ngục, chọn những ông khác thì chọn là niết bàn. Có hai đường đi à. Bây giờ chỉ có một sự chọn lựa thôi, quyết định đi, không thôi là trễ rồi đó. Nghĩ thiện làm lành, tụng kinh trì chú là một phương tiện gần gũi và thực tiễn nhất và khoa học nhất. Nghĩ thiện là ý nghiệp, làm lành là thân nghiệp, tụng kinh trì chú là khẩu nghiệp. Ba cái này hạn chế tạo tác thì mới có hy vọng gần gũi chư Phật. Còn tiếp tục tạo tác hoài thì không cần hy vọng cũng gặp tụi kia nữa, khỏi hy vọng. Không mời cũng tới, tự nhiên như ruồi. Thôm là bu à, không nói năng vậy đó. Sống thử đi sẽ thấy họ bu. Lúc muốn đuổi họ đi hả, là phải năng nổ tụng kinh nhiều lắm họ mới đi. Và nhất là của hiền thất tổ mà nội ngoại hai bên mình đang chờ đợi từng cá nhân chúng ta quay trở lại để giúp các ngài được siêu sanh tịnh độ. Chúng ta là những vai chính trong dòng tộc, ngồi xuống tụng thầy kinh cầu cho của hiền, ngày nào như ngày đó thì tạo được phước đức lợi lạc. Rõ chưa? Rõ không? Có làm được không? Không phải của thầy đâu mà kẹo đâu nha. Đừng bao giờ ngồi xuống mà tụng kinh mà kẹo á. Tụng kinh là lợi lạc vô cùng tận, không những cho mình, cho người sống, cho người chết luôn đó. Tụng kinh là có tụng là có lợi lạc à. Thực sự tụng kinh nó không mất thời gian gì đâu. Mình chỉ ngồi xuống trong mình một tiếng ngồi, mình tụng những gì mình cần tụng cho quyền thức tổ, tụng cho gia tộc mình thôi. Ngày nào cũng làm thử coi chừng năm sau coi lợi lạc biết cỡ nào. Con cái thì về lịch giá đó, có nhỏ trò đây nè lịch giá. Cái bà đã 60 mấy tuổi á, chưa bao giờ gặp thầy, nhưng mà mấy năm là bà tụng củ quyền thất tổ, cầu siêu hồi hướng cho quyền thất tổ. Thì ngày gặp thầy cách đây mấy 3 tuần hay sao á, 3 cái chương nhật rồi á, hả, mùng 1 chứ, hỡi mùng 1 không con, chào, phải không, hôm nay mình 15 à, còn 2 tuần á hả, lẻ quá,
Thì bà nói là: thầy ơi, con thiệt là hạnh phúc vô cùng, ba đứa con đâu ra đó hết trơn, con khỏe lắm rồi. Trước khi mà con không biết pháp của thầy, con bệnh tật cái lắm, sân tụng xong bây giờ con khỏe vô cùng. Giờ con cái con đâu ra đó nên thân hết, con rất là mừng. Thầy mới nói câu là chúc mừng bà. Đó, lời lạc của người ta đó. Thành ra khi mình thấy lời lạc mình cứ làm, đừng có tiếc công ngồi xuống. Mình càng tụng nhiều lời lạc của mình càng nhiều, phước đức của mình càng nhiều. Đó là quyền lợi của cá nhân, nhưng thật sự nó ảnh hưởng đến con cháu, ông bà trong nhà luôn đó. Hiểu không? Nếu mình dám làm mà mình dám có phước, mình dám làm mình có hưởng đó. Nhớ không? Nhưng mà đặc biệt đừng bây giờ mình ngồi xuống tụng kinh là coi mình được chứng nha. Đừng. Mình tụng kinh, ngồi thiền tụng kinh là mình tụng tu cho chính bản thân mình. Mình không có cần phải xưng với ai là mình chứng cái này, chứng cái nọ, chứng cái kia, nhớ không? Nhớ chưa? Hiểu không? Ai tu tới đâu cũng có chứng cả. Tu một năm cũng có chứng, một năm, hai năm có chứng, hai năm, năm năm chứng, mười năm chứng, ba mươi năm đều có chứng cả. Nhớ không? Nhưng mà đặc biệt là những cái chứng này là không được cấp chứng chỉ đâu. Chư Phật không cấp chứng chỉ chúng ta đâu. Cái đạo hạnh của mình mới biểu lộ được cái đắc, chứng đắc của mình. Chứng đắc này không phải của phàm phu tục tử. Người ta nhìn vô, người ta biết được, người ta nói chuyện mình, người ta hiểu được, người ta cảm nhận được sự tu hành của mình, nó gọi là đạo hạnh, đạo đức. Những người đạo hạnh đạo đức cao gì, người khác nhìn vô người ta tự hiểu. Cho nên mình không cần phải mở miệng nói. Nếu mình nói mình chứng này, chứng nọ, chứng kia là coi chừng mình đang nổi chứng đó, nhớ không? Nhớ không? Mà nổi chứng lâu năm quá sanh chứng đó ha, đủ chuyện xui xảy ra. Nhớ không? Tu tự nhiên, không cần phải làm ông này bà nọ. Người gõ xuống gõ mõ cầu nguyện cho quý hiền thất tổ, cho con cháu được an lành, chắc chắn sẽ được an lành. Bởi các ngài nói tâm lành thì mọi sự dữ sẽ lánh xa. Hoàng thiên bất phụ hảo nhân tâm, trời cao không bao giờ phụ những người có lòng. Chúng ta ngồi xuống để hết tấm lòng tụng một thời kinh cho quý hiền thất tổ, tụng để cúng dường chư Phật mười phương, cúng dường cho ba tánh dân tộc Việt Nam được ấm no, cúng hết lòng nữa đi, chuyện còn lại luật nhân quả và chư Phật tính. Cho nên ngồi xuống tu đừng tính. Hả, mình có tu mà tính thì quả báo trở lại là có tính. Mình đi làm phước thiện tính toán thì trở quả báo trở về là có tính toán. Còn mình bỏ ra không tính toán thì trở lại sẽ không bao giờ tính toán. Đó là luật bất di bất dịch của vũ trụ. Cho đi người cho lại. Giúp người, giúp người, người giúp ta. Ghét người, người ghét. Người ghét ta. Ghét luôn con chó lẫn con gà. Nó ghét cả dòng tộc mình luôn. Hả, nó ghét mình, nó ghét hết con chó mình, nó cũng ghét con gà, nó không ưa, qua nó làm thịt luôn. Thành ra đừng ghét ai. Chính vì không ghét cho nên chúng ta không tạo tác nghiệp. Bây giờ thì hết khuyên huynh đệ thương rồi, khuyên không nổi. Cho nên đừng ghét là được rồi. Hả, đừng ghét là bớt tạo tác nghiệp. Rõ chưa? Thành ra kệ. Cứ làm được cái gì cho ba tánh cứ làm đi. Chuyện còn lại hãy để chư Phật là nhân quả tính ha. Trên ngồi xuống nghỉ thiện làm lành tụng kinh trì chú để tạo tác nghiệp lành cho mình, cho gia đình, cho con cháu. Cái thân cây mà tốt lành thì cành lá tốt lành, cành lá tốt lành thì hoa quả trái tốt lành. Đó là việc tu học của tất cả huynh đệ đổ Phật tử. Nếu huynh đệ làm được, việc này là của huynh đệ đó, chứ không phải của trung đạo hay là của cô. Rõ chưa? Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng ta đàm đạo chia sẻ thì chúng ta phải hỏi để nói qua nói lại. Trung đạo không bao giờ thích nói một mình, mà chúng ta cần phải chia sẻ để chúng ta nói những cái chướng ngại, chướng duyên trong việc tu học của mình. Nhớ không? Mình phải cởi mở mình hỏi. Nếu mình có cơ hội hỏi, cứ hỏi, đừng có ngại. Nam Mô A Di Đà Phật. Quý đệ bắt đầu hỏi. Có người hỏi thầy: thầy ơi, bây giờ tụng kinh to quá, người ta bắt đầu chửi mình làm sao? Bây giờ cái mỏ, cái mỏ phải không? Cái mỏ mình tụng cái chính dược, tụi con chứ xù mượn cái mỏ, cái mỏ tụi con phải cái mỏ này, mình gõ đừng cái mỏ này. Đừng đem mỏ này lên. Khi mình gõ cái mỏ, gõ cái chính giữa tiếng rất là to, mà mình khi mà mình tung mình thâm nhập á, mình gõ lớn lắm. Nhưng mà mình đối với mình là chuyện bình thường, nhưng đối với hàng xóm là chuyện phiền phức. Ngày xưa trung đạo mới phát tâm tu học, gõ mà thiệt sự nó chọi đá mà còn không nghe nữa đó. Gõ ghê lắm, vì gõ lớn nó mới linh. Còn nhỏ thì gõ lớn cho thiên mới nghe được, mấy ông điếc mà. Thì gõ thiệt to, gõ rầm rầm làm phiền lối xóm bà con á.
nó chọi đá vô nhà của mình, nó chửi, nó rủa mình cũng không biết luôn. Gì lúc đó mình ghiền gõ quá, mình đâu biết nó to cỡ nào. Lúc mình gõ mình đâu có nghe, mình nghe là nó to, cái lỗ tai mình điếc mà, thì mình nghĩ cái gì cũng linh cho nên phải gõ lớn nó mới linh. Còn một cây nhang sao linh được, phải một chùm nhang khói nghi ngút trong nhà thở cũng chết luôn á nó mới linh. Thì ra có nhiều nhang thắp hết trong nhà đi, rồi hoa xong xuôi chở về thương cấp cứu, vậy nó mới linh được. Hồi xưa thầy làm lỗi lầm của thầy như vậy đó. Sau này là một cây nhỏ nhỏ cắn lên cho có cái mùi vậy thôi. Gõ gì được thì gõ, nhiều khi mà mình gõ cũng đã lắm, gõ to đã lắm. Nhưng bây giờ thầy sợ gõ đánh thức người ta, cái mỏ chính giữa mình gõ sẽ to, nhưng mình gõ bên cạnh á nó sẽ không có nghe rõ, không nghe lớn. Phép cô, thầy muốn chị à, có người nói với thầy á, bây giờ gõ mỏ lớn quá, bây giờ bị người ta cằn nhằn rồi mình gõ là lớn ha, mình gõ đi nè, nhỏ lại, mình gõ mạnh nó cũng không kêu to được, để có làm phiền hàng xóm mình gõ cái cạnh này, không thôi gõ cha nó xuống gác luôn cho rồi. Cũng là cái mỏ, nhưng cái mỏ này mới quan trọng, mỏ này không quan trọng, mỏ này là phụ thôi. Hồi xưa thầy mới biết tụng kinh, thầy lấy chiếc đũa thầy gõ xuống đất á, thầy gõ thì nhịp thịt đọc đại bi, thầy lỡ thầy đi cúng, thầy kêu mấy cô đấy nhớ khi lên gặp thầy nhớ đem cho thầy một cái mỏ, mà thợ Mỹ về thầy cũng đem cái mỏ theo, chỉ có mỏ này thôi. Thì về thì mấy cô đem bệnh nhân lên thì không có mỏ, thì xuống thầy lấy chén kiểu với cái đũa thầy gõ, thầy làm cái mỏ bệnh cũng hết như thường, phương tiện mà. Thì qua bên kia thì giúp bà kia, bà bị bậy bạ, bệnh bậy bạ kia, thì đem vô nhà bà không có mỏ, tụi nó quên đem theo, thì xấy cái ly với chiếc đũa nhôm thì gõ thành cái mỏ, thì tụng cũng hết bệnh. Nói chung cái mỏ là mình xài làm phương tiện, phương tiện cho mình tập tu. Ngày xưa mình không biết gõ mỏ, mình làm tầm bậy tầm bạ, bây giờ mình ngồi xuống tu để bớt làm tầm bậy tầm bạ, là cầm cái dùi gõ cái mỏ. Ủa, ở đây rồi hả cô? Lo nói chuyện quên cái mỏ nhỏ, thích cái mỏ bự hơn, dày. Giờ con thấy cái mỏ chỗ nào nó kêu nhỏ nhất, thấy không? Cái này nó bự nhất nè, thấy chưa? Tại ra mình kiếm nó, giờ mình bị phiền tói lắm nữa, ai phiền mình, gõ thiệt mạnh đâu có nhiêu đâu. Còn nếu không được thôi mình gõ vô cái đế luôn, khỏi nghe, nhịp cho mình thôi, tức là mình phương tiện thôi nha, nhớ không? Như Đà Phật, cái mỏ này nó mòn nè, nó mòn nè, không sao. Cái này mỏ bằng gỗ nó mòn không sao, cái mỏ này mòn mới quan trọng nè, cái mỏ này mới quan trọng nè. Mình càng tu đến càng mòn để bớt nói bậy á mới quan trọng. Còn cái mỏ này là đồ bỏ, nhưng mà đặc biệt cái mỏ này là phương tiện lớn lắm á. Ngày xưa mình không biết, mình làm bậy á, mình ngồi xuống mình gõ mỏ để đừng làm bậy, bớt làm bậy, lỗ tai mình nghe bậy, mình nghe tiếng mỏ để bớt nghe bậy, con mắt mình nhìn bậy, nhìn vô kinh để đừng nhìn bậy, cái miệng nói bậy, đọc kinh để đừng nói bậy, cái thân làm tầm bậy, ngồi xuống tụng kinh để đừng làm tầm bậy. Nói chung là nó giúp cho lục căn của mình tạm thanh tịnh trong lúc tụng kinh thôi, hiểu không? Nhưng mà cái mỏ này mòn không thành vấn đề, quan trọng tụng thời gian cái mỏ này nó mòn nhiều mới là tốt. Mỏ này nè sẽ bớt tạo tác nghiệp, bởi vì khẩu nghiệp nó kinh khủng lắm á. Mình nói một lời ra, một người có thể về nhà bệnh mà chết được đó, rõ không? Nó đau khổ về nhà, nó buồn, nó buồn chừng 3 tháng sau thì bắt đầu ung thư nó nổi lên đầy một mình luôn, rõ không? Tế bào nó chết liên tục, nó sanh bệnh, nó nổi bú tùm lum là bị sức buồn phiền. Cho nên thầy khuyên huynh đệ nữ phải lắng nghe, buồn phiền và đau khổ nếu không chịu giải quyết, bỏ qua quên lãng nó đi đó, thì bắt đầu sẽ ăn thịt người mình đó, nó ăn người mình, nó bắt đầu nổi những cái bú nhỏ nhỏ trong ngực là do sự buồn phiền nhiều quá mà không giải quyết được, nó sẽ mọc tùm lum trong người đó, nhớ không? Còn đàn ông mà buồn phiền quá, không nói chuyện được, không giải quyết được, sẽ bị tai biến. Hai cái bệnh lớn nhất hiện tại bây giờ, nhớ không? Cho nên buồn, ngồi xuống tụng kinh để hết buồn, nổi điên lên, niệm Phật cái bớt điên, nhớ không? Nổi giận quá, không có mỏ chuông hả, lấy cục đá ngậm nuốt vô miệng, lạnh quá tê cái đầu, hết giận. Còn nổi nóng quá, lấy cục đá nhét vào hay nách kẹp lại, hết giận, bớt nóng. Ai tính tình đây, nóng nhất giờ lên, tôi chỉ cho làm. Nóng chịu không nổi, nổi điên lên, lấy hai cục đá kẹp hai cái nách kẹp cứng ra như nè, là hết nóng liền tức thì, giảm nhiệt. Còn mà nói bậy là lấy cục đá ngậm vô miệng liền, chịu không nổi nhả ra là hết nói bậy. Cho nên tụng kinh là một phương tiện giúp cho mình bớt tạo tác nghiệp. Nhưng mà đặc biệt mình càng tụng, cái miệng mình càng sạch càng thơm,
cái thân mình càng nhẹ nhàng, cái đầu mình càng thanh tịnh, con mắt mình càng trong sáng, lời nói càng nhẹ nhàng, dịu dàng, tế nhị, lịch sự, giúp mình rất là nhiều thứ nhờ cái mỏ này đó. Thầy có đi giảng ở cái chùa Chợ Lớn á, cái mỏ to như cái mỏ dưới đây nè, mỏ thứ nhì đó, huynh đệ tưởng tượng người ta tụng pháp hoa giỏi đến mức cái mỏ nó lõm xuống, nó lõm một lỗ bự vậy đó, mà cái chùa nó bị thưa công an nhiều nhất vì nó tụng quá lớn, nó gõ quá to, người ta thưa công an để làm phiền những người xung quanh đó. Thì những người họ không tu mà họ có, họ không chống đối được mình á, thì họ tìm mọi cách họ thương quan để mình bớt làm phiền họ. Nhưng mà mình tu nó đã quá, mình phải la cho to, tụng thì rống cái miệng gân cổ sợi to thì to, để mới la lên, la cho lớn. Rơi vào điều cấm kỵ: nói to hại khí, ngồi lâu hại thịt, đứng lâu hại xương, nằm nhiều hại gân. Bốn điều tối kỵ của người tu. Lặp lại, người tu mà la to quá mà không lấy đủ hơi sẽ hại khí, khí lực đó. Mà ngồi nhiều quá sẽ teo thịt, đứng nhiều quá sẽ hại xương, nằm nhiều quá sẽ hại gân. Bốn điều cấm kỵ của người tu, cho nên phải điều hòa, không được quá nhiều, nhớ chưa? Còn tụng kinh, tụng lấy hơi, tụng cho đầy đủ. Đừng có làm vậy sẽ chết sớm thôi, môi sẽ thâm, mặt sẽ xanh, mắt sẽ lé. Thì mình không chịu lấy hơi đầy đủ. Tiên đồ tiên nhà con ngày đại bi đà la ni nam mô đà 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 nam mô a di đà phật đi đà 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 Tức là mình lấy 2-3 hơi là hết bài rồi. Nhưng mà lấy hơi cho thiệt dài, đọc thiệt dài, tụng kinh đừng có rề. Nếu huynh đệ rề, huynh đệ sẽ rơi vào tình trạng mê, bị mê ngủ á. Mà tụng nhiều mà tụng chậm quá đó thì vong linh chung quanh á nó cũng xông siêu nổi, nó bực mình á, nó quậy mình. Mình tụng rề rề là họ ngủ à, họ nhào xuống chết à. Họ đã chết rồi, bây giờ mình tụng cái họ chết nữa. Không có siêu được gì nè, mình tụng họ làm ngã cái bạch xuống rồi. Hết cứu, mình cũng muốn chết luôn chi nó. Thế ra mà vừa cất giọng lên mạnh mẽ thì cái năng lực nó mạnh, họ mới có cơ hội siêu được, hiểu không? Thế mình tụng kinh là năng lực rất là nhiều, tụng bằng cả tấm lòng con tim trí tuệ thì mình mới làm lợi lạc cho mình, cho người sống, cho người chết luôn đó, hiểu không? Nhớ không? Cho nên làm tụng kinh là một phương tiện lớn nhất để chúng ta bớt tạo tác nghiệp. Trên trung đạo khuyên huynh đệ nghĩ thiện làm lành, tụng kinh trì chú là giúp đỡ mình bớt tạo tác nghiệp. Đường tu mình mới có nhiều nhiều hy vọng, cái tu mình có nhiều kết quả như mong muốn. Mà nhất là của quyền thất tổ ông bà rất cần sự giúp đỡ của từng cá nhân huynh đệ một. Trong gia tộc mình ha, ông bà siêu càng nhiều, con cái làm ăn rất là hưng thịnh mà không cần phải cầu cạnh, bởi vì của quyền thất tổ luôn luôn trợ giúp con cái của mình, nhưng với điều kiện là nó phải giúp ổng trước, rồi ổng khỏe mà nó quay lại giúp mình sao, đó chưa? Và huynh đệ muốn thay đổi cuộc sống, chúng ta phải ngồi xuống tụng cho quyền thất tổ mình một thời kinh mỗi một ngày, ít nhất là 49 đêm, sau đó thì chuyện nó xảy ra các ngày sắp xếp. Nhưng mà khi tụng đừng có cầu nhiều, chỉ biết cho quyền thất tổ siêu là đủ, còn chuyện còn lại mấy ngày tính toán sắp xếp cho mình, nhớ chưa? Nam mô A Di Đà Phật. Và huynh đệ hỏi, chúng ta có 15 phút hỏi đó. Hỏi những điều dính líu tới bài giảng nha, đừng có hỏi cái chuyện của cô đời cô lụ. Thầy nói những sự thật về huynh đệ, mình là con của Phật, mình phải nói thật. Nếu huynh đệ là người học Phật mà không nói thật là tự hại mình, hại người. Mình lắng nghe sự thật, mình mới thay đổi được. Nếu mình tu mình không thay đổi, mình ù lì như vậy thì thiệt sự là uổng phí công lao. Rõ không? Nghĩa trang di động. Bây giờ huynh đệ hiểu mình là cái gì rồi phải không? Là nghĩa trang di động phải không? Bây giờ làm sao đây? Biết Phật trong tâm, trong thân, tâm trong thân. Bây giờ mình cố gắng giữ gìn cái thân mình trong sạch để làm cho ông Phật mình có nơi cư ngụ trang nghiêm, thanh tịnh, đẹp đẽ. Mình hạn chế mượn chúng sanh để làm cuộc sống của mình, bớt dùng chúng sanh đi để bớt tạo tác nghiệp ác. Huynh đệ mà tụng kinh niệm Phật mà còn dùng chúng sanh á, niệm hoài cũng không có linh được. Cái miệng mình không thể nào biến hóa từ phàm khẩu ăn bậy nói bạ thành thần khẩu được. Một phàm nhân không để nó đụng cái thành thiện nhân được, phải tập. Nó có từng bước một. Mình là một phàm phu,
tục tử ăn bậy nói bạ, ngồi tu thời gian cái miệng từ phàm khẩu thành thần khẩu, phải không? Một phàm nhân thành thiện nhân, rồi thiện nhân mới trở thành thần nhân, thánh nhân mới Phật được chứ. Nhưng niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật cái tự nhiên muốn lên kia ngồi nhịp chân à, hả? Niệm A Di Đà Phật được vài năm cái muốn tu lính, muốn vãng sanh, thấy không? Lên kia ngồi nhịp đùi, hút thuốc, uống cà phê mỗi ngày chơi chư Phật vui, mơ đi cưng, dễ quá à. Dễ đâu có ngồi đây, dễ kia tôi thắp nhang tôi thờ hết rồi, phải không? Huynh đệ một thiện nhân đi đã, rồi nó nói chuyện Phật. Một thiện nhân rồi thần nhân rồi thánh nhân mới Phật được. Nó có cấp bậc của nó, phải không? Muốn từ ma tới quỷ phải qua bốn bậc chứ. Ma sống lâu năm một nanh thành quỷ, quỷ sống lâu năm một nanh nữa thành yêu, yêu nập nanh nữa luyện đạo như thành tinh. Ma quỷ yêu tinh bốn cấp, thần thánh thiên Phật bốn cấp, phải không? Cái miệng từ phàm khẩu ăn bậy nó bạ, tù riết cái thành thần khẩu, ăn luyện riết nói những điều tốt lành thành thánh khẩu, cái qua Phật khẩu rồi, thấy chưa? Rõ không? Cho nên đừng bao giờ để cho mình trở thành một cái nghĩa trang di động, rồi đến ngày cuối cùng mà chưa một năm bảy năm gì đó mình sẽ vô nhà thương mình nằm á, nó đè mình xuống, nó mổ, nó thẻo, nó xẻo, nó lẻo, nó cắt, nó dục, làm đủ trò đủ chuyện, nó hành mình muốn chết không được, muốn sống không được, nó chích mình tê đâu biết đâu, nó hết thuốc tê đau mình đau mẩy khóc lóc van xin, thì biết rằng mình đã từng tạo tác những điều ác trong quá khứ, cho nên bây giờ mình mới bị hành xử trên địa ngục của thế gian. Muốn thấy địa ngục dễ lắm, bước vô nhà thương đi, nằm khắp nơi la liệt. Một cái địa ngục mà người ta bước vô bước ra mà cái mặt không có ai có nụ cười, trừ mấy thằng điên ra nó cười tối ngày, nói trung đạo một trong những số điên đó, đi vô chỗ đau khổ mà cái nhe răng đếm không à, thì cái đau khổ mà không biết cách nào thoát khỏi khổ, khổ chồng khổ, thành ra không thoát được, mà đã khổ rồi chết thì dứt khoát không giờ siêu, phải ôm cái khổ đi tới lui, gọi là ma lang thang đó. Bây giờ vấn đề muốn làm ma lang thang hay muốn tự tại chư Phật, tự quyết định đi. Muốn làm ma hay theo Phật? Nói thì phải làm đó nha, phải nói miệng không đâu à. Miệng nói tay làm chân đá liền tức thì. Tại hồi xưa đó miệng nói là tay làm liền tức thì. Giọng như mày bịch, tao đá nhà bụp. Là làm tức thì bây giờ hết rồi. Bây giờ là miệng nói tụng kinh là tụng kinh, làm liền tức thì. Trên hết bớt tạo tác nghiệp cho cuộc sống trong thế gian hàng ngày, chúng ta phải ngồi nghỉ thiền làm lành tụng kinh trì chú, tự mình cho mình một thời gian nhất định, đừng có đổ thừa tại bị. Rồi tới chừng người ta nói nè, nhưng mà không có nhân nhị vậy, ngồi xuống làm đi rồi sẽ thấy được kết quả. Tuyệt đối không được gọi là đổ thừa, không được đổ thừa cái này cái nọ cái kia, làm biến rồi nó làm biến thẳng đi. Ồ tôi bận, đừng có đổ thừa nữa, ngồi xuống làm liền để cho bớt tạo tác nghiệp ác. Bây giờ muốn tiếp tục làm nghĩa trang di động thì cứ tiếp tục ăn đi, trung đạo tán tháng công đức. Bây giờ làm sao? Quyết định tiếp tục ăn chúng sanh hay sao? Muốn làm nghĩa trang di động phải không? Chúc mừng. Chúc mừng. Thiệt tình luôn đó. Rồi mới mốt khóc, đừng có đi kiếm mấy ổng. Hỏi tao nhắc mày rồi mày không nghe, giờ mày bệnh mày lại đây hả mày? Nó kêu má ơi cứu con, má ơi cứu con, đau khổ quá mới kêu mẹ cha, còn lúc sung sướng thì quên cha quên mẹ. Hả đau khổ quá nó mua quánh thầy mình cứu con, nó mua quánh thầy mới cứu con, rồi đời cũng khổ quá rồi đấy. Bà nói nó ta nói nhắc mày hoài mày đâu có nghe ta đâu, thấy không? Đâu có nghe ai đâu, có tiền có bạc ăn chơi đâu nghe ai. Cái dần bệnh mới la làng la sớm lên cầu xin cứu khổ độ con thơ giác ngộ rời mê, thấy không? Những sự chia sẻ trong đạo huynh đệ có thấy mình có sửa được gì không? Nếu nói không thì thôi hết trị luôn rồi, bó chân. Có thấy mình sửa được chút nào không? Có thấy ghê không? Thì huynh đệ không chứng kiến đâu, huynh đệ mà chứng kiến trong đạo thì sợ ghê lắm. Sợ ghê. Vô đó thấy chữ đau khổ mà trời đất ơi, mình đường đường có một đống này, lỏng lỏng có một. Thấy không? Vậy mà tới chừng vô đó hả? Nó lột quần lột áo mà nó cắt tùm lum tà la, nhìn thấy trời ơi đau khổ vô cùng. Nguyện đời này sẽ không bao giờ vào nơi đó. Nhìn thấy sự cắt xẻo rồi, nguyện đời này đừng bị xẻo cắt.
gớm lắm. Cho nên để tránh tình trạng đó, cố gắng cho mình một thời công phu đi để bớt tạo tác nghiệp thì bệnh tật nó sẽ bớt rất là nhiều. Bởi tụng đại bi có công năng giải trừ bệnh tật, giải trừ oan gia trái chủ, giải trừ nghiệp chướng của bản thân mình đó. Cho nên ngồi xuống cho mình một thời công phu đi. Trung đạo cầu mong huynh đệ tiếp nhận lời chia sẻ này để đời của chúng ta bớt khổ, cùng học đạo với nhau để tiến hóa về cha mẹ của mình. Chỉ có hai đường đi thôi, một là xuống cái lỗ đen tùi lùi rồi tiếp tục trôi lăn trong vòng sinh tử, hai là trở về ánh sáng với cha mẹ Như Lai của mình. Chọn đi. Amitabha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cảm ơn công đức huynh đệ đã lắng nghe sự chia sẻ. Dạ, với Đạo Phật thưa cô, bây giờ mới can đảm hỏi hả? Để khắc sát vô, để sát vô đề nghe nha. Nếu mà Phật tử ở nhà hành trì đó, ít có khi nào mà đúng giờ, rất đúng giờ, nhưng mà khi có chuyện không đúng giờ. Ví dụ bây giờ tối á, khoa giờ rử thức dậy, thay đồ xong rồi cái tụng lăng nghiêm, trì chú niệm Phật, và xong đó là 8 giờ là sám hối. Sám hối rồi 10 giờ rưỡi là niệm Phật công đức, 2 giờ là tịnh. Nhưng mà con thấy nếu mà không có đúng giờ đó thì con nghĩ rằng hôm nay con muốn hỏi Hòa Thượng thôi, có thể Phật tử ở nhà như vậy mà sai giờ có được hay không? A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, cảm ơn công đức của cô. Cô ơi, tu là tình nguyện, giờ giấc cho mình quyết định. Hôm nay mình bận rộn chút xíu, trật giờ cũng đâu có sao. Mình nói tụng kinh là ngồi xuống tụng, đừng có nói xong là không tụng. Giờ nào tụng cũng được, giờ nào cũng là giờ của Phật, nhớ không? Mình rảnh là mình ngồi xuống cho mình thầy kinh, bận rộn cứ đi làm, nhưng khi làm xong buông bỏ ra là trở về với Phật. Việc làm và hai tụng kinh hai cái nó khác nhau hoàn toàn. Đừng có ngồi tụng kinh mà tính cái chuyện gọi là làm. Cái đầu mình mà tụng kinh mà mình nghĩ tới chuyện làm là không có tụng rồi. Để mình tụng là hết mình luôn, là không có chuyện làm, chỉ có mình với Phật thôi. Mình với Phật hạnh phúc là được tụng. Khi buông việc tụng kinh ra đi làm việc cho bá tánh, mình với bá tánh làm việc xong buông ra về nhà mình với Phật, tức là việc gì ra việc đó, hiểu không? Mình làm việc cho vấn đề ba tấn sanh xong, ngừng hết chuyện, về nhà mình với Phật rồi xong chuyện. Cái chuyện nãy làm mà xong rồi đó, ăn cơm buông đũa là vậy đó cô. Cô làm xong việc ngồi xuống tụng cho mình thầy kinh đi, nhớ không? Tụng hết lòng, đừng có tính, đừng có nghĩ, cái tụng hết lòng đi, chiều lại mấy ngày sắp xếp nhật nhân quả sẽ sắp xếp cho mình, nhớ chưa? Tụng đi, trời ơi, mắc chứng gì không tụng, có gì đâu. Ở không làm gì, ngồi nói chuyện nháp nháp cũng vậy thôi à, mất thời gian, lãng phí cuộc đời. Lãng phí quá nhiều rồi, bao nhiêu năm rồi không biết ngồi xuống làm phước cho mình nữa. Đau đớn thì lam rồi mà không biết cách nào. Tụng kinh nó bớt bệnh, tụng kinh nó bớt nghiệp, tụng kinh nó giải trừ oan gia trái chủ. Cứ tụng đi rồi sẽ được lợi lạc, thấy không? Làm đi, không có chết. Ai mà hít sâu thở dài chết, tôi sẽ đền mạng, tôi sẽ cho một cái hòm. Ai tụng kinh mà giấy đạch đạch chết, tôi sẽ cho tiền mua hòm, cho tiền đủ thứ luôn, cho quý vị mai táng luôn. Ở đây mà quý vị nào có tụng kinh chết, nói cho tôi biết, tôi sẽ tặng cái hòm tốt, chắc chắn luôn. Ai hít sâu thứ dài chết, tôi sẽ tặng cho một cái hòm. Quý vị mà nằm thẳng cẳng ra không thở gọi là gì? Nằm thẳng luôn không thở gọi là gì? Ngẫm. Thì ta phải thở sâu thở dài đi. Hơi thở là quyền lợi chung của tất cả, không khí là của chung hay của riêng ai. Thở ít ráng chịu mất quyền lợi, thở nhiều vô có nhiều quyền lợi. Mình càng thở đầy thở đủ thì mình khỏe mình mạnh, nhớ không? Nhớ chưa? Như Đạo Phật, cảm ơn công đức của cô đã hỏi.
Từ nhỏ tới lớn, lúc mà mình chưa biết Phật Pháp, mình không ăn chay, mình ăn đủ loại chúng sanh hết, bao tưởng mình là cái mồ chôn tập thể. Cho nên cái nghĩa trang đi tới đi lui, trong đó tàn là chúng sanh bị giết ở trong bụng mình á, được chôn trong đó đó, nên thầy gọi là nghĩa trang di động. Thì ghê chưa? Nhưng mà mình không có ý thức là mình đang mang trong người một cái nghĩa trang tập thể đủ loại cô hồn các đảng, nó gọi là oan gia trái chủ. Hồi nhỏ tới lớn, khi mà mình không biết Phật Pháp, mình cứ ăn, mình vay mượn chúng sanh để nuôi thân xác của chư Phật. Để thầy hỏi lại huynh đệ, trong người mình có một cái điều thiêng liêng nhất mà mình gọi là gì? Hả? Phật ở đâu? Phật ở đâu? Nói cho lớn lên, Phật ở đâu? Chắc không? Chắc không? Phật ở đâu? Phật ở trong tâm. Tâm ở đâu? Tâm trong thân. Cái thân mình bỏ chúng sanh vô thì cái thân này sạch hay dơ? Cái thân mình chính là chỗ cư ngụ của ông Phật. Nếu không có cái thân thì cái tâm không có chỗ ở. Cái tâm không có chỗ ở tức là ông Phật không có chỗ cư ngụ, đi lang thang gọi là ma. Cái thân của mình vay mượn chúng sanh quá nhiều, nhiều năm, nhiều tháng, nhiều đời, nhiều kiếp, sinh ra bệnh tật. Khi mà bệnh tật mình rên la khóc lóc là bởi vì mình đã vay mượn họ quá nhiều trong quá khứ, trong tiền kiếp, trong hiện kiếp. Cho nên khi mà mình bệnh, mình nằm xuống đó, họ bu lại, họ cắn, họ ngắt, họ nhéo mình đó. Họ làm mình đau khổ, đau đớn, nhức mình, nhức bẫy, ăn không ngon, ngủ không yên, muốn chết không được, muốn sống không được. Bởi vì họ vay đòi, mình đã vay họ phải đòi, mình mượn mình phải trả. Chính khi mình yếu quá, mình nằm xuống á, họ bu lại, họ cắn mình, họ ngắt mình, họ nhéo mình, cho mình rên rỉ ghê lắm. Đó gọi là oan gia trái chủ. Bởi lúc mình còn trẻ, còn khỏe, còn mạnh á, mình ăn, mình nhậu, mình đụng gì mình quất cái đó, thấy người ta đi ngang là chảy nước miếng, muốn ăn người ta rồi, ác đến độ như vậy luôn. Người ta đi khơi khơi, vỗ bạch bạch tay gái, te te lại cắt gần cổ nhậu, coi lại coi mình hiền hay ác. Rồi chưa kể tới dỗ ông bà của quyền thất tổ, đập đầu con này, đập đầu con nọ, đập đầu con kia, ngồi xuống quất nhậu cười ha hả. Lúc đó mình đâu biết rằng là mình đưa chúng sanh vào cái chánh điện của Phật. Mình bạc đãi chánh điện, mình bỏ đồ ô uế vô làm chánh điện này bệnh tật. Ông Phật không có cơ hội ngồi dậy, nhưng cái tôi mình nó ngồi dậy, nó chiếm lấy cái nhà của ổng, nó làm cho ông Phật mình bệnh tật, tạo tác nghiệp ác ngày này sang ngày nọ, năm này sang năm kia, lúc nào cũng làm điều ác, ăn chúng sanh, ăn chúng sanh, ăn chúng sanh, là mình đem bệnh tật vào trong cơ thể của mình. Thầy mới vào trong nhà thương mấy ngày liền, trong một tuần vô 4-5 ngày liền, thầy nhìn thấy kinh khủng lắm. Một người bệnh lúc bình thường cái mùi đã nặng, nhưng mà khi lúc bệnh á, cái mùi nặng gấp 3 lần cái mùi chúng sanh không thôi. Mà khi nằm xuống đó, đi vô đó chỉ có biết là lại cái giường đó, đừng có ngó chung quanh, ngó chung quanh chỉ có là chỉ thấy đau khổ mà thôi. Mình như vậy nè, họ lột hết đồ mình ra, rồi nằm mình phơi trần, phơi truồng đó. Bao nhiêu người đi tới lui, rồi y tá, bác sĩ tới lui, nhìn mà thấy thảm thương. Mình thấy cái địa ngục ở trần gian ngay trước con mắt mình luôn, nhưng mà bác thánh nhìn không thấy. Những con quỷ mà mặc đồ trắng nó bịt cái mặt này ha, rồi nó đeo mắt kiến, nó ngồi nó mọc, nó thọc chân mình, nó móc cái này, nó móc cái kia, nó cắt cái này, nó thẻo cái này, nó lẻo, nó xẻo, nó mổ, làm đủ trò hết. Bởi vì nó cái địa ngục tại trần gian mà. Lúc nhỏ mình vay mượn thứ dữ đâu, bây giờ cái thằng đó nó đại diện cho quỷ sứ, nó móc, nó móc lòi tiền ra, nó móc chừng nào mình hết tiền thì thôi, mà mình còn ngáp ngáp mà mình có tiền nó móc nữa. Thì lặp lại, hồi còn nhỏ tại sao huynh đệ lớn lên thèm thịt, thèm cá, thèm gà, thèm vịt, thèm đủ loại thèm. Bây giờ đây là tội lỗi của cha mẹ, thầy vạch rõ ra, thầy mới nói huynh đệ tại sao gọi là nghĩa trang di động. Hồi nhỏ mình mới biết ăn thôi, huynh đệ có biết cái gì là ngon không? Hả? Đói là bú sữa đúng không? Biết nhai đâu biết ngon, nhưng mà mình làm cha làm mẹ đó, mình thích cái món gì á, mình đút cho con mình ăn đó, ngon lắm con ăn đi, đứa nhỏ đâu biết ngon dở. Hả? Mình thích cái gì mình nhét cho nó ăn, nhét nhét riết nó lớn lên á, nó thèm những cái mình cho nó ăn là chúng sanh không thôi, nó không có biết gọi là ác. Mình làm cho nó ác mà nó không biết nó ác. Mình cho con mình có một phương tiện tạo nghiệp ác. Khi mình cho nó ăn đủ loại chúng sanh, lớn lên nó thèm khác, ăn thịt chúng sanh, nó ăn. Nhưng mà huynh đệ để ý nha, thầy đứng trên thì nhìn xuống thì thấy 5-7 người thanh niên á, để một dĩa máu để súng lại hút rùng rột. Ngạ quỷ đang ăn máu chúng sanh đó. Ngạ quỷ đó nha. Nhìn trên cao nhìn xuống thì thấy 5-7 thằng nó húm rút rột rột rột. Đó là ăn chúng sanh, hút máu chúng sanh đó. Ăn tươi nuốt sống đó. Huynh đệ mình bỏ vào cơ thể mình á, những cái thuốc độc nhất để mình giết chết cái chánh điện của Phật. Hả? Nói Phật tại tâm. Nếu mà Phật tại tâm thì tâm trong thân,
Nếu không có thân thì tâm không có chỗ ở, còn nghĩa là ông Phật đi lang thang. Nếu mình sống với cái tâm phàm phu tục tử thấp hèn của thế gian thì cái tôi mình sẽ lớn vô tận. Mà cái tôi mình lớn là mình chọn con cái đường gọi là về địa ngục. Mình không sống với cái tâm Phật, mình ăn tầm bậy tầm bạ, mình nói tầm bậy tầm đạ, mình làm cho thân xác mình bệnh tật. Có nghĩa là mình đang bạc đãi cái chánh điện của Phật. Nhớ không? Bây giờ huynh đệ tạm hiểu là cái gì là nghĩa trang di động chưa? Hồi nhỏ mình bị cha mẹ mình cho mình ăn, lớn lên mình có con mình thương, mình cũng cho con cái mình ăn như vậy, mình làm theo y như cha mình đã làm. Có nghĩa là mình cố tình giết chết Phật tánh của con cái mình. Cố tình giết chết. Bởi vì nó càng ăn thịt nhiều chừng nào thì Phật tánh nó càng nhỏ chừng đó. Đứa con nít mới đẻ ra cho đến 10, từ 1 tới 10 tuổi, cái đầu nó rất là thông minh, nó có thể học 5-7 thứ tiếng. Nó nói nhiều thứ tiếng luôn được, nhiều ngôn ngữ khác biệt được. Nhưng nếu mình nhét thịt chúng sanh vào, chừng 5-6 tuổi sau bắt đầu nó ngu, nó sẽ mất cái tánh thiêng liêng đó đi. Mà nó ăn càng nhiều chừng nào thì Phật tánh nó càng nhỏ chừng đó, cái tôi nó càng to. Hả, cái tôi nó càng to chừng nào thì Phật nó càng bé chừng đó. Bản thân chúng ta cũng vậy. Hả, cái tôi mình lớn là ông Phật bé. Hả, tôi càng lớn Phật tôi càng bé. Tôi khổng lồ Phật sẽ biến luôn. Cho nên chúng ta vay mượn chúng sanh để nuôi thân mạng, có nghĩa là chánh điện của Phật. Trong mỗi người chúng ta đều có một ông Phật ngự trị thế gian gọi là Phật tánh, đúng không? Hỏi Phật ở đâu ai cũng trả lời đúng một câu là Phật tại tâm. Hỏi tâm ở đâu ai cũng trả lời đúng một câu là tâm tại thân, phải không? Vì chứng tỏ cái thân là cái gì của ông Phật, là nơi cư ngụ thường trụ. Nhưng chúng ta làm cho cái chánh điện của ông bị ô uế nhơ nhớp bất tịnh, đem chúng sinh vào nuôi cái thân mạng này. Hả, mình ăn chúng sanh càng nhiều, bệnh tật mình càng nhiều. Bởi vì hiện tại bây giờ họ nuôi chúng sanh rất là độc ác. Họ bỏ, họ tiêm thuốc độc, họ làm đủ trò đủ chuyện để cho con vật nó mau lớn lên. Huynh đệ có biết ở Mỹ không, một con gà có một tuần thôi, nó nuôi 6 tuần sau là 10 mấy ký á. Huynh đệ tưởng tượng đi, nó cho ăn những cái độc nhất để nó lớn lẹ nhất. Thế nên đứa Mỹ, đứa con nít bên Mỹ á, 14 tuổi là râu mép nó dài ra. Râu mép nó rất là dài, nó rất là đậm. Con gái 8-9 tuổi là nó có kinh rồi. Bởi vì trong thức ăn có rất nhiều kích thích tốt của nam và nữ, cho nên con trai râu ria sòm sàm, con gái thì đã có thể là có con, sanh con đẻ cái được 9-10 tuổi đã có thể có bầu rồi. Nó cho ăn thuốc như vậy. Nhưng huynh đệ không biết cứ cho tiếp tục ăn. Hả, mình càng cho nó ăn càng nhiều, mình cấy nguyên nhân bệnh tật ung thư rất là nhiều. Ngày xưa Việt Nam mình ít ung thư lắm, bây giờ rất là nhiều ung thư. Vô nhà thương thấy rất là đau khổ. Mỗi lần vô đó là sự ảm đạm nó bao vây thầy. Thầy thấy tội nghiệp huynh đệ đang nằm trong đó. Rất là tội lắm nha huynh đệ. Coi vậy mình còn mặc đồ vậy chứ. Khi bệnh xuống rồi nó lột hết đồ của mình ra, nó cho mình nằm trần truồng. Nó đút ống này, đút ống nọ, đút ống kia, đút tùm lum, đút lòi tiền ra mới thôi. Bây giờ muốn bị đút vậy không? Muốn không? Nếu muốn thì tiếp tục ăn chúng sanh đi. Trung đạo nói thôi nha, còn chuyện quyết định là của huynh đệ nha. Trung đạo thấy bằng con mắt này nè. Hả, chết trong đó là chết đau khổ. Người nào cũng chết trong đau khổ. Mình mẩy tàn lại dây nhợ ống chích không à. Đó là địa ngục đó. Địa ngục ở tại thế gian, tìm đâu ở tận chốn non ngàn. Ngay trong cuộc sống sẽ không thấy. Thiên đàng địa ngục cũng ở trần gian mà. Thủ đề muốn vô địa ngục dễ dàng. Dễ lắm. Tôi nói á, thiên đàng hữu lộ vô nhân vấn, địa ngục vô môn hữu khách tầm. Niết bàn với thiên đàng là có đường đi nhưng mà không có ai tới. Địa ngục thì không có cửa mà ai cũng xuống lại gõ. Mình cứ nhào vô không à, đã lắm. Tới chừng mà đụng chuyện rồi khóc hù hụ, khóc hù hụ, khóc tối ngày cầu nguyện. Con ơi cứu má đi, con ơi cứu ba đi. Trời, ba khổ quá, ba đá gà, giờ gà nó đá ba chịu hết nổi rồi. Em ơi đem gà cho hết đi, dưới này nó đá anh muốn chết luôn. Đá hoài, ngày nào nó cũng đá. Nó hùng một cái bè đó, đang đá gà nhào xuống chết. Tuần sau về kêu vợ cho hết gà đi, vợ xách gà cho hết. Hỏi sao vậy, dưới nó xuống hành hạ mỗi ngày cái tội đá gà cửa. Nó trả liền luôn, bây giờ trả liền luôn. Còn những thằng mà du đảng láo cá, cướp giật, đâm chém, vừa chết xuống dưới là treo lên ta chặt cặp giò hết, không cho chạy, chặt chân hết. Về về báo kêu vợ kêu con khóc lóc, nhờ vợ con đi làm phước. Thành huynh đệ đi làm phước, tụng kinh chẩn tế phóng sanh là mình đang tạo phước âm đức cho chính mình để cầu nguyện những vị trong gia tộc mình có lỗi lầm lớn lao như vậy đang bị đọa. Mình làm như vậy họ có hội thoát khỏi cảnh địa ngục.
thầy thấy nhiều thầy cúng cho người ta rồi nó kể thầy nghe thầy cũng phát sợ, mà bản thân thầy cũng không giúp được người đó luôn. Lúc mà kêu thầy tới cúng thầy không biết ông đó làm nghề gì, khi cúng xong rồi mới hiểu thì ra ông này chuyên môn sai người ta đi chém mướn mà đòi nợ. Khi mà ông chết xuống dưới ông về liên tục trong 21 ngày về kêu vợ năn nỉ vợ đi làm phóng sanh chẩn tế cứu độ cho ông. Ngày nào ông hành hạ ông đâm thọt mình mãi ông máu me không, mà ngày nào ông đem máu me về nhà năn nỉ vợ. Trong 49 ngày có thấy đau khổ không? Bây giờ quân huynh đệ muốn bị đâm thọt như vậy mỗi ngày không? Hả? Muốn không? Không muốn thì làm sao bây giờ? Nghĩ thiện làm lành tụng kinh trì chú để giúp cho đời mình bớt khổ. Nói đây là nói cho huynh đệ thức tỉnh đó nha, cẩn thận á. Mình cầm con mình cắt cổ người ta xuống đi, mình sẽ thấy được nó cắt mình bao nhiêu lần á. Thầy có kể rất là nhiều chuyện này trong nhiều dĩa rồi. Mình giết nó à, nó về nó giết lại mình á. Thầy mới nhất thôi là thầy ra tới ngoài Bắc á, nhờ thầy cúng cho ông anh. Huynh đệ có bao giờ nghĩ được một người có thể cầm con dao tự mình cắt cổ mình xong rồi tự mình mổ cái bụng mình luôn? Ai làm được điều này không? Không bao giờ. Thằng kiếm sĩ của Nhật á, nó cầm con dao nó mắc bụng nó rọc nhào xuống chết liền, đâu có thời gian nó cắt cần cổ. Nhưng mà anh này làm được, anh cắt cổ, anh mổ họng, mổ bụng anh luôn.